vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ tập 89, tìm giúp đỡ tập 90, tham dò vũ trụ phụ thuộc tập 91, ba sinh mệnh cao duy tập 92, dấu vết của mặt hứa, thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, trái đất, hành tinh mẹ của nền văn minh trái đất, ngoại trừ trụ sở chính của tập đoàn Lê Mộc, thì tập đoàn Xích Mông, Hiệp hội Vân Thành, Thương hội Ngô Câu, vân vân hơn cả trăm thế lực lớn nhỏ đều xây dựng chi nhánh ở nơi này. Vì lẽ đó, trái đất nghiễm nhiên trở thành hành tinh thịnh vượng nhất trong khu vực thứ 12 của Liên minh sao Ngô Câu ngày nào cũng ngành đón rất nhiều phi thuyền vũ trụ ra vào liên tục. Mấy năm nay, giá nhà đất ở trái đất cũng tăng lên theo thời thế, thậm chí đã đạt đến cái giá không thể tưởng tượng được. Chào mừng chủ nhân trở về, cửa lớn của biệt thự mở ra, người máy thông minh nhiệt tình chào đón, thanh nguyên mạnh thiên khẽ gật đầu, sau đó đi vào, chuẩn bị xuất ăn cố định số 3 cho ta. Vâng, người máy đóng cửa lại, lập tức bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống. Một lát sau, người máy đưa các món ăn thịnh soạn lên bàn, mạnh thiên ngồi một mình bên bàn, nhanh chóng giải quyết bữa cơm. Mỗi lúc ăn cơm, Mạnh Thiên vô cùng tập trung, cũng vô cùng nhanh chóng, đây chính là thói quen của hắn khi còn ở ngôi sao nham tuyền. Sau khi ăn sạch thức ăn trên bàn, Mạnh Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn từ cõi lòng. Đối với hắn ta, được ăn đủ no cũng là một niềm hạnh phúc. Mạnh Thiên bèn rót một ly rượu cho bản thân, sau đó ngồi nghiền ngẫm suy tư, mình đã tới đây 35 năm rồi. Mạnh Thiên trầm ngâm, bởi vì sư tỷ thân mật gần gũi với mình, còn đi hẹn hò một vài lần với mình ở hiện thực, cho nên mới dẫn đến nhiều rắc rối như thế. Đúng vậy, sư tỷ là con gái duy nhất của Ngô Minh đại nhân, là người quản lý số 2 của tập đoàn Lê Mộc với số tài sản dòng đạt đến 1.000 tỷ. Vậy nên vô số con cháu của những đại gia tộc thuộc vực vũ trụ thợ săn theo đuổi điên cuồng cô ấy, thậm chí những kẻ điên rồ nhất đều đã chuyển đến trái đất rồi. Dưới sự giám sát chặt chẽ của hệ thống an ninh tại trái đất, cũng như sự giám sát kỹ càng của tập đoàn Lê Mộc, cho nên những tên kia không dám làm ra chuyện vi phạm pháp luật. Nếu mình ở một hành tinh khác, có lẽ đã bị ám sát không biết bao nhiêu lần. Mạnh Thiên mỉm cười, bọn họ dám đe dọa mình ư? Mình còn không hề quan tâm đến gia tộc Thanh Nguyên, đương nhiên cũng không sợ đám người kia mạnh thiên uống rượu cảm thấy rất vui vẻ trong những năm sinh hoạt ở trái đất hắn ta sống rất thoải mái thứ nhất hắn được tự do kể từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên mạnh thiên có được cảm giác tự do không bị kìm hãm hay kiểm soát hắn ta có thể thỏa thích nằm ngửa lười biếng có thể nắm giữ toàn bộ thu nhập không còn e sợ bị áp bức bóc lột hắn ta cảm thấy mình thật sự đang sống mỗi khi luyện kiếm mạnh thiên luôn tràn đầy cảm giác hưng phấn vui sướng tự do thứ hai hắn cũng có những mục tiêu mới đó chính là làm cho mình có tư cách sánh vai với sư tỷ Cầu Hôn Sư Tỷ, mặc dù mình vẫn còn kém xa đại nhân Ngô Minh, nhưng mình đã vượt qua thử thách ở vùng đất thần bí, trở thành thành viên vòng ngoài của hội Bí Kiếm, một trong 17 thế lực hàng đầu vũ trụ, từ đó có được 10% cơ hội đột phá thành sinh mệnh bản nguyên. Mạnh Thiên trào dâng ý chí chiến đấu trong ánh mắt, mình chắc chắn sẽ trở thành người ưu tú nhất trong số các thành viên bên ngoài của hội Bí Kiếm, chắc chắn phải trở thành sinh mệnh bản nguyên, cái ngày mình trở thành sinh mệnh bản nguyên, cũng sẽ là ngày mình cầu hôn sư tỷ. Mạnh Thiên nghĩ ngợi về điều đó lập tức uống cạn ly rượu trong tay rồi bước vào căn phòng giả lập mặc dù hắn ta đã có thể tiến vào mạng thế giới ảo mọi lúc mọi nơi nhưng hắn vẫn phải giả vờ để che mắt thiên hạ tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc chọc trời một người đàn ông điển trai sở hữu mái tóc dài màu trắng bạc đang nhìn khung ảnh hiển thị trên quang ảnh đó là đoạn video theo dõi thanh nguyên mạnh thiên từ bên ngoài một kẻ rẻ mà thấp kém được sinh ra từ tử cung sinh học sao có thể xứng đôi với tiểu thư hứa lê tinh chứ người đàn ông tóc trắng khẽ nói chỉ những hậu duệ dòng chính của các gia tộc hàng đầu của vực vũ trụ thợ săn mới có tư cách theo đuổi tiểu thư hứa lê tinh những kẻ còn lại chỉ tổ với bẩn cô ấy thiếu ra tôi tin rằng tiểu thư hứa lê tinh sẽ càng thấm thía được điều này qua thời gian tên thanh nguyên mạnh thiên kia không ở cùng một thế giới với cô ấy lão quản gia đứng bên cạnh mỉm cười nói người đàn ông tóc trắng gật đầu no nhã tinh ta đây chính là người thừa kế thứ ba của nền văn minh no hơn nữa cha ta cũng là sinh mệnh bản nguyên cấp 10, ta và tiểu thư hứa lê tinh hẹn hò với nhau thì mới có thể giúp đỡ cho nhau 17 người còn lại đang làm gì người đàn ông tóc bạc hỏi mỗi người đều có thiết bị gây nhiễu chúng ta không thể theo dõi nơi ở của bọn họ ông cụ đầy tớ nói người đàn ông tóc trắng bạc khẽ gật đầu so với tên rẻ mạt kia 17 người còn lại đáng gờm hơn tất cả bọn họ đều có xuất thân cao quý và địa vị đáng nể nhưng vẫn điên cuồng theo đuổi hứa lê tinh đó là bởi vì hứa lê tinh có thể đem lại vô và lợi ích cho bọn họ bọn họ có nhiều đối thủ cạnh tranh trong gia tộc các bậc cha chú và những người cùng thế hệ trong gia tộc đã lấy đi rất nhiều tài nguyên bản thân bọn họ chỉ thật sự kiểm soát nguồn lực có hạn còn hứa lê tinh thì sao dưới sự ủy quyền của lê miểu miểu hứa lê tinh gần như nắm quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn lê mộc tập đoàn lê mục bành trướng và phát triển với tốc độ độ vô cùng nhanh chóng tính đến hiện giờ bọn họ đã sở hữu số tài sản vượt qua một nghìn tỷ xu vũ trụ và hứa cảnh minh cũng chỉ có một đứa con gái như thế hắn quả thực đã để cho con gái độc chiếm tất cả nguồn lực kinh doanh cho nên dẫn đến hệ quả như bây giờ trong một thế giới ảo lê miểu miểu áo vải rách dưới mặt mũi lấm lem một mình hành tàu ở nơi hoang vắng bỗng nhiên cô nhìn thấy có vài tên linh cầu hình người nhảy ra ngoài từ những bụi rậm đằng xa phía trước nhìn chằm chằm vào mình no lê miểu miểu lập tức nhận ra bọn chúng đám no vốn nổi danh ở vùng đất hoang vu này từ lâu chính là một đám chỉ biết giết chóc cướp bóc cả ngày. mấy tên no nhanh chóng gào thét, xông tới bao vây xung quanh lê miểu miểu. lê miểu miểu cũng không tránh né, thậm chí còn chủ động xông về phía trước. vút, lê miểu miểu rút ra thanh kiếm ở bên hông trong nháy mắt, sau đó đâm liên tiếp vào đầu ba tên no ở gần nhất với tốc độ nhanh như chớp. giữa vòng vây tấn công của cả đoàn no, lê miểu miểu di chuyển như gió lốc, liên tục phát ra ánh kiếm lập loè, khi trông thấy đồng loại lần lượt ngã xuống đất, những tên no còn lại đều bị dọa sợ liền chu lên một tiếng rồi chạy trốn mất tăm lê miểu miểu búng vết máu trên thanh kiếm xuống cha kiếm vào vỏ rồi tiếp tục hành tàu sau khi đi tới một thị trấn nhỏ của người lùn cô tiến vào một quán trọ nhỏ rồi mới đăng xuất lê miểu miểu đi tới một thế giới vô cùng xinh đẹp vừa liếc mắt liền nhìn thấy được hứa cảnh minh đang ngồi một mình tập trung nghiên cứu tri thức trên bãi cỏ tươi mơn mờn miểu miểu hứa cảnh minh nhìn về phía vợ mình em luyện kiếm xong rồi à vâng lê miểu miểu gật đầu trong vũ trụ có quá nhiều hệ thống luyện kiếm em học tập theo những nền tảng khác nhau cũng có thu hoạch rất lớn anh chưa từng thấy em yêu thích kiếm thuật nhiều đến như thế hứa cảnh minh cười nói chẳng phải em từng rất yêu thích ca hát hả ca hát là công việc là kế sinh nhai lê miểu miểu ngồi sau một bên đến bây giờ em không cần lo lắng về tiền bạc muốn làm gì cũng được thật ra khi đó em đã thích chơi trò chơi trở thành kiếm khách rồi chỉ là trò chơi lúc đó không đủ chân thực hơn nữa chồng em còn là thiên tài lóa mắt nhất của tộc đàn nhân loại vũ trụ người làm vợ như em tất nhiên cũng không thể quá yếu được lê miểu miểu mỉm cười nói nhìn sang tri thức trong quyển sách trong tay hứa cảnh minh chỉ thấy mình đang đọc thiên thư, lê tinh gần đây vẫn ổn chứ? Hứa cảnh minh hỏi, dĩ nhiên là ổn rồi, nó được nhiều người theo đuổi như thế mà. Lê miểu miểu nói, à, phải rồi, anh cũng đã rời khỏi trái đất hơn 100 năm rồi, viện nghiên cứu nguyên sơ có nói với anh khi nào được về không? Tạm thời vẫn chưa, hứa cảnh minh nhìn vợ mình, anh không thể rời khỏi phạm vi chấn thủ của mình, hai vợ chồng chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở thế giới ảo thôi, đều như nhau cả mà. Lê miểu miểu mỉm cười nói, anh ở tiền tuyến, có thể cứu được không biết bao nhiêu hành tinh có sự sống so với những người đang sống ở tiền tuyến em và lê tinh sung sướng hơn chẳng biết bao nhiêu lần hứa cảnh minh gật đầu bỗng nhiên nhận được một tin nhắn bèn tiện tay mở ra sư đệ tháp học vĩnh hằng sẽ chính thức tổ chức đại hội trao đổi công lao vào một tháng sau bọn họ cũng vừa mới công khai danh sách trao đổi rồi cậu có thể chuẩn bị trước sư huynh ất tử gửi tin tức cũng đính kèm thông tin về vấn đề trao đổi công lao cho hắn cảm ơn sư huynh ất tử hứa cảnh minh đáp lại một câu sau đó ấn mở văn bản được đính kèm rồi bắt đầu xem danh sách trao đổi Tháp học Vĩnh Hằng là một trong ba thế lực mạnh nhất của tộc người trong vũ trụ. Số lượng sinh mệnh bản nguyên cấp 10 dưới trướng bọn họ còn nhiều hơn sinh mệnh bản nguyên cấp 10 ở Viện Nghiên cứu Nguyên Sơ và Cô Đạo Thời Không. Một Chiến y thâm nguyên cấp độ ác mộng, tổng cộng 100 chiếc, tỷ giá trao đổi, 100 triệu công lao, mỗi người chỉ được đổi một chiếc, hơn nữa chỉ sử dụng cho bản thân. Chiến y thâm nguyên là một vật phẩm đặc trưng của tháp học Vĩnh Hằng. Trong số 3 thế lực hàng đầu, loại chiến y này mang tính thực dụng cao nhất, có thể mang lại sức mạnh chiến đấu siêu cường cho người sử dụng trong một thời gian ngắn nhưng nếu xét về mặt tiềm lực thì chiến y thâm uyên thua kém chiến y nguyên sơ hai cánh chim không hoàn chỉnh tổng cộng một món tỷ giá trao đổi 90 triệu công lao chỉ được sử dụng cho bản thân hứa cảnh minh chỉ cần khẽ ấn vào cái tên trên danh sách liền nhìn thấy một đoạn giới thiệu chi tiết thậm chí có cả một đoạn video minh họa về cánh chim không hoàn chỉnh đó là một đôi cánh chim màu vàng không hoàn chỉnh với chiều dài sải cánh khoảng chừng 10,9 m chính là một loại vũ khí cao duy được chế tạo bởi sinh mệnh cao duy rất phù hợp cho sinh mệnh bản nguyên đỉnh phong cấp mười thuộc mạch truyền thừa quang tuyến. 3. Một mảnh vỡ, tổng cộng một món, tỷ giá trao đổi, 90 triệu công lao, chỉ sử dụng cho bản thân. Hứa cảnh minh ấn mở thông tin giới thiệu chi tiết, liền nhìn thấy hình dạng nguyên vẹn dài 1,9 tỷ km của mảnh vỡ này. Đây là mảnh nhỏ của một vũ khí cao duy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó có thể khống chế. Nếu khống chế thành công, thì người sử dụng có thể phát huy được sức mạnh cực kỳ kinh khủng. 4, 5, 56, phải thiên mãng, tổng cộng 3 mảnh, tỷ giá trao đổi, 50 triệu công lao, mỗi người chỉ được đổi một mảnh, đây chính là chiếc sừng trên người của sinh mệnh Cao Duy Thiên Mãng. 85, giọt nước thanh linh, tổng cộng 10 giọt, tỷ giá trao đổi, 35 triệu công lo, cho phép mỗi người đổi một giọt, giọt nước thanh linh bắt nguồn từ thâm uyên trong không gian Cao Duy, có tác dụng trợ giúp tiến hóa. 97, kén vĩnh hằng, tổng cộng 3 kiện, tỷ giá trao đổi, 30 triệu công lao hoặc 3 triệu tỷ xu vũ trụ, mỗi người chỉ được đổi một món. Kén vĩnh hằng là vũ khí công nghệ cao duy khá phổ biến trong tổng đàn nhân loại, chỉ cần có đầy đủ vật liệu là có thể sản xuất với số lượng lớn, chỉ là chi phí chế tạo rất cao. 198, người thủ hộ, tổng cộng 10 kiện, tỷ giá trao đổi, 10 triệu công lao hoặc là 1 triệu tỷ xu vũ trụ, mỗi người chỉ được đổi một kiện. Người thủ hộ là người máy thông minh cấp độ nền văn minh, sức mạnh của nó sánh ngang với sinh mệnh bản nguyên cấp 9 vừa mới đột phá. 300, trái quả hắc bạch, tổng cộng 20 quả, tỷ giá trao đổi, 5 triệu công lao hoặc là 500.000 tỷ xu vũ trụ, mỗi người chỉ được đổi một quả. Trái quả hắc bạch là một loại bảo vật quý hiếm được gieo trồng với số lượng rất ít ỏi trong không gian vũ trụ phụ thuộc hữu gian. Hứa Cảnh Minh xem qua lượng thông tin khổng lồ, đếm được tất cả 300 loại đồ vật được sắp xếp theo tỷ giá trao đổi từ cao tới thấp. Chỉ những món vật có thể sản xuất với số lượng lớn mới được trao đổi bằng xu vũ trụ, còn những món khác thì chắc chắn phải tranh giành cực khổ mới có được. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim Cảnh Minh. Những thứ này là Lê Miểu Miểu kinh ngạc trầm trồ, người máy thông minh cấp nền văn minh, vũ khí công nghệ cao duy tất cả những vũ khí công nghệ mạnh nhất của mỗi nền văn minh trong vũ trụ đều có trên danh sách này cho dù những người bên ngoài muốn mua thì cũng chẳng có chỗ nào bán đúng hơn là không có cách nào mua được hứa cảnh minh gật đầu đây chính là danh sách vật phẩm trong đại hội trao đổi công lao của tháp học vĩnh hằng thành viên thuộc viện nghiên cứu nguyên sơ như anh không có cách nào trực tiếp tham gia vào sự kiện đó anh muốn trao đổi vật phẩm lê miểu miểu hiểu ý của hứa cảnh minh anh có thể nhờ vào bạn bè ở tháp học vĩnh hằng hỗ trợ trao đổi dù sao đa số các món trong danh sách trao đổi này đều không hạn chế sử dụng cá nhân hứa cảnh minh nói ra hắn đúng là đã để ý tới một vài món đồ ví dụ như vải thiên mãng sinh mệnh cao duy thiên mãng chính là nguồn cội của phương pháp tiến hóa thiên mãng anh có cần bên phía tập đoàn lê mộc ra sức một chút không lê miểu miểu hỏi ha ha không cần đâu hứa cảnh minh cười trong mấy năm nay hắn đã tích lũy rất nhiều chiến lợi phẩm và công lao đương nhiên có thể dễ dàng trao đổi được những thứ mà mình muốn trong danh sách hoàn toàn không cần đến chút vốn liếng của tập đoàn lê mộc tuy nhiên vải thiên mãng lại có chút rắc rối bởi vì nó chỉ có ba mảnh hắn nhất định phải tìm đến những đại nhân vật có tư cách trao đổi trước nhất bọn họ chính là những người có thể lấy được những vật phẩm tốt nhất mình tu luyện phương pháp tiến hóa thiên mãng trong nhiều năm như thế vậy nên vẩy thiên mãng là một món vật rất quan trọng trong hành trình đột phá từ sinh mệnh bản nguyên cấp mới lên sinh mệnh cao duy của mình hứa cảnh minh nghĩ thầm thậm chí nó còn có thể hỗ trợ mình đột phá từ cấp 9 lên cấp 10. nếu không thể trao đổi trước nhất mình sẽ phải tìm mua nó ở bên ngoài với cái giá cao gấp mấy lần hứa cảnh minh cần phải tìm ra một vài đồ vật cao duy như vẩy thiên mãng hoặc ngọn lửa ngôi sao nguyên sơ chúng đều là những thứ liên quan tới nền móng cơ bản cho con đường tiến hóa của hắn lê miểu miểu ngồi một bên lặng lẽ nhìn xem thông tin trên danh sách đồng thời cũng được mở mang tầm mắt các thông tin này không bắt buộc phải được giữ bí mật dẫu sao thì chúng cũng chẳng phải bí mật đối với đám dị tộc vũ trụ cho dù vật phẩm quý giá nhất trong danh sách này chiến y thâm uyên cấp ác mộng trị giá tận 100 triệu công lao có lẽ sẽ khiến các sinh mệnh bản nguyên cấp 10.000 mà thèm thuồng nhưng nó còn lâu mới được tính là bảo vật chấn tộc chiến y nguyên sơ số chín mà viện trưởng đã ban tặng cho hứa cảnh minh mới là bảo vật chấn tộc Bảo vật ở cấp bậc như thế đương nhiên sẽ không xuất hiện trong danh sách trao đổi định kỳ, hoặc là mảnh vỡ kia, nó bắt nguồn từ một món vũ khí cao duy nguyên vẹn, giá trị của món vũ khí đó đủ để kinh động đến dị tộc, thậm chí còn cao hơn cả chiến y nguyên sơ số 9, nhưng giá trị của một mảnh vỡ lại rất thấp. Tháp học Vĩnh Hằng công khai danh sách này với các thành viên chính thức, rất nhiều thành viên cấp cao của các đại gia tộc trong vũ trụ cũng có thể nắm được thông tin. Đắt thật, món vật rẻ nhất là trái quả hắc bạch cũng có giá 500.000 tỷ xu vũ trụ rồi. lê Miểu Miểu than thở, lúc trước nền văn minh hắc nguyệt gần như đã dốc hết tiền mặt gom góp bao nhiêu đó để bồi thường cho trái đất hứa cảnh minh gật đầu vậy nên mặc dù tháp học vĩnh hằng tổ chức đại hội trao đổi cho tất cả thành viên nhưng các sinh mệnh bản nguyên cấp 9 phổ thông cũng không thể mua được thứ gì sinh mệnh bản nguyên cấp 9 phổ thông cũng không hề dễ dàng để tích góp 500.000 tỷ xu vũ trụ bọn họ sẽ càng không lấy hết số tiền đó chỉ để mua một quả trái cây anh định mua cái gì lê miểu miểu tò mò anh mua ba thứ này hứa cảnh minh lần lượt ấn vào ba món phải thiên mãng giọt nước thanh linh người thủ hộ Lê Miểu Miểu quan sát, cô nói, tổng cộng 85 triệu công lao và 1 triệu tỷ xu vũ trụ, những đồ vật của không gian cao duy đúng là đắt tới mức dọa người, tổng giá trị của một miếng vẩy và một giọt nước gần như sánh ngang với tập đoàn Lê Mộc, một điểm công lao của sinh mệnh bản nguyên thường có giá trị cao hơn 100 triệu xu vũ trụ, suy cho cùng, bọn họ chỉ có thể sử dụng công lao mới đổi được đồ vật quý giá nhất, cho nên mọi người thường ưu tiên dùng xu vũ trụ để đổi những thứ có thể đổi bằng xu vũ trụ. Tài sản dòng của tập đoàn Lê Mộc chỉ miễn cưỡng hơn 1.000 tỷ xu vũ trụ, nếu bàn về giá trị, cả tập đoàn chưa chắc đã đáng giá 85 triệu công lao. Đối với chồng em, bấy nhiêu đó thì không tính là nhiều. Hứa cảnh minh mỉm cười nói, giết một tên sinh mệnh bản nguyên cấp 9 ngục tộc thì sẽ đạt được 100.000 công lao, 85 triệu công lao tương đương với việc giết 850 tên sinh mệnh bản nguyên cấp 9 ngục tộc thôi. Hơn nữa, khi chặn giết 8 ngục tộc, hắn còn nhận về vô số chiến lợi phẩm nguyên vẹn, vậy nên đã kiếm về lượng du vũ trụ còn nhiều hơn cả số điểm công lao. Cảnh minh, anh rốt cuộc đã tích lũy được bao nhiêu tiền rồi? Lê Miểu Miểu hỏi. Tập đoàn Lê Mộc cứ tiếp tục làm ăn phát đạt, anh sẽ liên tục đầu tư, Hứa Cảnh Minh mỉm cười nói, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền tích cóp của anh vẫn luôn gia tăng theo năm tháng, nhưng anh là sinh mệnh bản nguyên, cần phải nộp thuế với thuế suất cao nhất là 50%, trong mấy năm nay, anh có lẽ đã tích lũy được hơn 10 triệu tỷ xu vũ trụ, nhưng sau khi nộp thuế hết một nửa, cũng đầu tư một ít vào tập đoàn Lê Mộc, anh chỉ còn hơn 4 triệu tỷ thôi, Lê Miểu Miểu kinh sợ trầm trồ, nhiều tiền như vậy ư, ừ. nhiều gia tộc sinh mệnh bản nguyên cấp 10 còn chưa có nhiều tiền như anh nữa cô cứ tưởng là chồng mình đã đầu tư một phần lớn số tiền trong tài khoản của hắn vào tập đoàn lê mộc nhưng xem ra khoản tiền rót vào tập đoàn lê mộc chỉ là số lẻ còn khoản tiền nộp thuế mới là số lớn cô là người người điều hành thứ nhất của tập đoàn lê mộc quen biết với nhiều nhân vật quan trọng cũng tìm hiểu qua các thế lực và đại gia tộc trong tộc đàn nhân loại vũ trụ đương nhiên cũng ý thức được một triệu tỷ xu vũ trụ là khối tài sản khổng lồ thế nào ừ anh đúng là nhiều tiền hơn một chút so với vài gia tộc sinh mệnh bản nguyên cấp 10, nhưng vẫn kém xa so với gia tộc phong vương của nền văn minh cấp cao hứa cảnh minh nói càng không thể sánh nổi với cường giả truyền thuyết vũ trụ hiệu suất chém giết của những vị phong vương sở hữu lực lượng cao duy kia còn khuya mới bằng hắn được nhưng bọn họ đã sống mấy chục nghìn mấy trăm nghìn năm cho nên đã tích lũy rất nhiều tài sản trong một không gian cá nhân tại mạng thế giới ảo một ông cụ da đỏ có vóc dáng cường tráng ngồi trước bàn ăn bận rộn chuẩn bị mỹ thực rượu ngon vào lúc này hứa cảnh minh xuất hiện từ hư không sư đệ ngô minh ông cụ da đỏ gọi hắn nào 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 qua đây ăn thịt uống rượu nào hứa cảnh minh mỉm cười đi qua đó sư huynh xa gian ông lần nào cũng mời tôi ăn thịt chẳng lẽ không đổi món được sao vũ trụ có đủ loại thịt thà thế giới ảo lại càng nhiều vô số kể tôi vẫn luôn đổi món đấy thôi sư huynh sa gian cầm khối xương lên bắt đầu gặm cắn ngoạ một miếng thịt lớn cũng là một thú vui tuyệt vời trong đời người đó hứa cảnh minh cũng ngồi xuống uống một hốc rượu rồi bắt đầu cầm lấy khúc xương dườn dài khoảng chừng 3 ký thịt vừa nhấm nháp vừa thưởng thức hương vị nước thịt tràn ngập trong quang miệng đồng thời cũng thấy vô cùng quan khoái cậu tới tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì sư huynh sa gian hỏi có phải liên quan đến đại hội trao đổi công lao của tháp học vĩnh hằng không đúng vậy hứa cảnh minh nói sư huynh sa gian là thành viên chính thức của tháp học vĩnh hằng còn là vương gia của nền văn minh thâm uyên một trong ba nền văn minh cao cấp của vũ trụ tôi không tới tìm sư huynh sa gian vậy thì phải tìm ai đây lúc trước cậu cũng không chỉ chém giết ngục tộc với mỗi mình tôi sư huynh sa gian nói tôi cũng không kịp kết bạn quen biết với nhiều người như sư huynh sa gian hứa cảnh minh tâm bốc bởi vì thường xuyên tiếp nhận mệnh lệnh hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động cướp bóc tại hai vực vũ trụ còn lại trong số ba vực vũ trụ giáp danh với mục tộc hứa cảnh minh đã hợp tác lâu dài với ba người chấn thủ sở hữu lực lượng cao duy của tháp học vĩnh hằng cùng với hai người chấn thủ sở hữu lực lượng cao duy của cô đảo thời không cả đám người sinh sống cùng nhau thường xuyên uống rượu và trò chuyện với nhau thậm chí còn chung tay giết địch vô số lần vậy nên mối quan hệ hợp tác ban đầu dần dần phát triển tình bạn keo sơn cậu muốn trao đổi cái gì sư huynh gia gian hỏi phải thiên mãng giọt nước thanh linh và một người thủ hộ hứa cảnh minh nói người thủ hộ thì không thành vấn đề sư huynh xa gian nhíu mày nhưng từ trước đến nay nhu cầu trao đổi vải thiên mãng và giọt nước thanh linh thực sự rất lớn dù sao đi nữa rất nhiều sinh mệnh bản nguyên cấp 10 trong tộc đàn nhân loại đều tu luyện theo phương pháp tiến hóa thiên mãng ai mà không muốn có được vải thiên mãng chứ mà giọt nước thanh linh lại càng là báu vật trong mắt của mỗi một sinh mệnh bản nguyên vải thiên mãng rất quý hiếm tháp học vĩnh hằng thỉnh thoảng mới thả ra được vài miếng lần nào cũng khơi dậy một màn cạnh tranh khốc liệt ngược lại giọt nước thanh linh luôn luôn xuất hiện trong danh sách trao đổi công lao định kỳ Hứa Cảnh Minh ngồi im lắng nghe, Sư huynh Sa Gian là một trong 20 sinh mệnh bản nguyên cấp mềm mạnh nhất của tháp học Vĩnh Hằng, mạng lưới quan hệ của ông ta đương nhiên rộng lớn hơn rất nhiều so với của hắn, bởi vì hai bên khá thân thiết, cho nên Hứa Cảnh Minh mới tới tìm đến Sa Gian, "Tôi có thể đổi lấy giọt nước thanh linh vào người thủ hộ cho cậu." Sư huynh Sa Gian nói, "Tới lúc đó, tôi sẽ sử dụng lần lựa chọn thứ nhất của mình để trao đổi giọt nước thanh linh. Đại hội lần này có tổng cộng có 10 giọt nước thanh linh, mà tôi lại xếp hạng trong top 20 người đầu tiên." Dựa theo kinh nghiệm trao đổi từ trước đến nay, 99% có thể thành công, còn người thủ hộ thì lại càng đơn giản, cho dù tôi không trao đổi được, thì vẫn còn mười mấy con trong gia tộc, tôi bán lại cho cậu một con là được. Theo thường lệ, nếu tôi muốn mời người giúp đỡ, thì sẽ phải trả phí bảo hiểm là 50%. Hứa cảnh minh lên tiếng, sư huynh xa gian trừng mắt với hắn, giọt nước thanh linh trị giá 35 triệu công lao, người thủ hộ trị giá một triệu tỷ su vũ trụ, cậu mà đưa nhiều hơn một chút, chính là đang coi thường tôi đấy. Được được được, hứa cảnh minh không dám nói nhiều, dù gì thì hai người cũng đã làm bạn nhiều năm đương nhiên biết rõ tính cách của nhau phải thiên mãng chỉ có ba mảnh tuy là cũng sẽ có người lựa chọn bảo vật cao duy khác sư huynh xa gian như mày nhưng cậu tốt nhất vẫn nên mời người nằm trong năm thứ hạng đầu mới ổn thỏa theo kinh nghiệm trước giờ của tôi những người có thứ hạng từ 11 trở đi không có cơ hội lấy vải thiên mãng sư huynh xa gian nhìn danh sách cân nhắc những người đứng đầu đều không dễ nói chuyện hứa cảnh minh gật đầu số lượng sinh mệnh bản nguyên cấp 10 của tháp học vĩnh hằng nhiều hơn so với của viện nghiên cứu nguyên sơ và cô đảo thời không một chút những người xếp hạng trong top 5 đều có thực lực khủng khiếp tới mức không thể tưởng tượng nổi, vậy nên thường xông pha chiến đấu với thần tộc hư không. Công lao khi giết chết một tên thần tộc hư không cao hơn công lao giết một tên ngục tộc cùng cấp bậc rất nhiều, nhưng chiến trường ở đó cũng nguy hiểm hơn. Ba ngày sau, Tháp học Vĩnh Hằng sẽ tổ chức cuộc gặp mặt, thật ra đó là cuộc gặp mặt chuẩn bị cho đại hội trao đổi công lao. Sư huynh Sa Gian nói, rất nhiều thành viên của các thế lực hàng đầu khác cũng sẽ tới đó để xin mời thành viên chính thức của Tháp học Vĩnh Hằng giúp mình trao đổi bảo vật. Tới lúc đó, tôi cũng sẽ dẫn cậu đi. Tôi tin rằng với thể diện của cả hai người, chúng ta ắt hẳn vẫn có thể lấy được vầy thiên mãng, tìm đến những người có số điểm công lao trong năm thứ hạng đầu tiên, sau đó nhờ bọn họ thiết lập sự lựa chọn thứ nhất của mình là vầy thiên mãng, cậu chắc chắn sẽ phải trả thêm phí bảo hiểm." Sư huynh Sa Gian nói, "Ít nhất là 50% phí bảo hiểm, thậm chí còn có thể cao hơn một chút." "Tôi hiểu rồi." Hứa Cảnh Minh gật đầu. Sư huynh Sa Gian không muốn lấy phí bảo hiểm của giọt nước thanh linh vào người thủ hộ, bởi vì hai người là bạn tốt, nhưng dù sao thì hắn cũng chưa từng tiếp xúc với những người khác, chắc chắn phải làm việc theo quy tắc ba ngày sau mạng thế giới ảo tại thế giới thành phố thâm uyên ngoài nhân viên phục vụ ra những người có thể tới đây thì ít nhất phải là sinh mệnh bản nguyên mới được tôi tìm được hai người bạn tốt một vị là sư huynh ẩn tiêu một vị là sư huynh lan hiệt nhưng hai người bọn họ đều không dễ nói chuyện đâu sư huynh xa gian nói bất quá cả hai người đều có hứng thú muốn gặp cậu cho nên tôi mới có thể dẫn theo cậu đi thương lượng với bọn họ nhưng ngay cả bọn họ cũng phải sử dụng sự lựa chọn thứ nhất mới lấy được vài thiên mãng cho nên bọn họ chắc chắn sẽ đưa ra một vài điều kiện cho câu tôi hiểu rồi hứa cảnh minh nói lần này thật sự rất cảm ơn sư huynh sa gian tháp học vĩnh hằng sẽ tổ chức một đại hội trao đổi công lao vào mỗi một nghìn năm cậu ắt hẳn sẽ cho rằng sự kiện lần này rất quan trọng nhưng tôi cũng cảm thấy bình thường mà thôi sư huynh sa gian dẫn hứa cảnh minh đi tới nơi tổ chức cuộc gặp mặt trong một nhà hàng ngoài trời vô cùng yên tĩnh đủ loại bàn ghế được bày trên đồng cỏ trong núi đá xa xôi hoặc chìm nổi trong sương mù hoặc nằm trong những căn lầu nhỏ giờ phút này khá nhiều người đã tề tựu ở đó bọn họ tập trung tụ thành top năm top ba cùng ngồi tán gẫu quay lại với nhau nhưng lại chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. "Sư huynh Sa Gian, sư huynh Sa Gian, đây là Ngô Minh Tiên Sinh à?" Những vị khách ở cuộc gặp mặt chủ động chào hỏi Sa Gian và Hứa Cảnh Minh, xét cho cùng, Sa Gian và Hứa Cảnh Minh đều là những nhân vật khá nổi tiếng. Sa Gian và Hứa Cảnh Minh cũng chào hỏi qua loa vài câu với những người này, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim? Chẳng bao lâu sau, bọn họ đi tới một căn lầu nhỏ. Trong căn lầu, một ông cụ gầy còm đang nhàn nhã uống rượu một mình sau khi sa gian và hứa cảnh minh bước vào ông ta mới ngẩng đầu nhìn hai người khẽ gật đầu sư huynh ẩn tiêu sa gian mỉm cười ngồi xuống người này chính là ngô minh tôi có nghe nói rồi ẩn tiêu mỉm cười nhìn hứa cảnh minh ngô minh thiên tài có tốc độ đột phá thành sinh mệnh bản nguyên nhanh nhất trong thế hệ ngày nay rất nhiều người đều cho rằng cậu sẽ trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ tôi còn phải vượt qua một đoạn đường dài nữa thì mới có tới chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới truyền thuyết vũ trụ hứa cảnh minh khiêm tốn đáp lời dù sao đi nữa tộc đàn nhân loại đương đại chỉ mới sản sinh ra bảy vị cường ra truyền thuyết vũ trụ cho nên độ khó hiển nhiên rất lớn ẩn tiêu mỉm cười cậu khiêm nhường quá rồi sư đệ sa gian nói rằng cậu muốn có vẻ thiên mãng có đúng như vậy không vâng tôi cần nhờ cậy ẩn tiêu tiên sinh hứa cảnh minh nói đối với những người không ở cùng một thế lực khi hai bên giao tiếp qua lại với nhau phải vô cùng thân thiết lắm mới có thể xưng huynh gọi đệ đây là lần đầu tiên hứa cảnh minh gặp ẩn tiêu hắn gọi ông ta là tiên sinh cũng đủ để thể hiện lòng tôn trọng đối với ông ta trong đại hội trao đổi công lao lần này tháp học chỉ thả ra ba mảnh vầy thiên mãng ẩn tiêu nói tuy rằng tháp chủ chúng ta đã giết chết sinh mệnh cao duy thiên mãng từ trước nhưng dù sao thì cũng chỉ thu hoạch các miếng vẩy của nó với số lượng có hạn trong đó một số miếng vẩy được sử dụng cho việc chế tạo vũ khí cao duy một số khác thì bị dị tộc trộm mất vì lẽ đó số lượng vẩy thiên mãng càng lúc càng ít chúng ta phải cạnh tranh rất khốc liệt với nhau mới có được hứa cảnh minh gật đầu vẩy thiên mãng sẽ chỉ rơi vào tay 10 người đứng đầu ẩn tiêu nói tôi cũng phải chọn nó trước nhất thì mới có thể chắc chắn trao đổi thành công nó trị giá 50 triệu công lao. Ẩn tiêu nhìn hứa cảnh minh, tôi chắc chắn phải lấy phí bảo hiểm. Hứa cảnh minh gật đầu, tôi bằng lòng lấy công lao của mình ở viện nghiên cứu nguyên sơ để giao dịch với ẩn tiêu tiên sinh. Khi viện nghiên cứu nguyên sơ tổ chức đại hội trao đổi công lao, tôi nhất định sẽ đổi lấy những vật phẩm mà ẩn tiêu tiên sinh cần. Tôi muốn số điểm công lao gấp đôi. Ẩn tiêu nói, mười mấy năm nữa, khi viện nghiên cứu nguyên sơ tổ chức đại hội trao đổi công lao, cậu phải lấy một trăm triệu điểm công lao của cậu ở viện nghiên cứu nguyên sơ để trả lại cho tôi. Gấp đôi. Mặc dù Sa Gian đã dự đoán từ trước, nhưng vẫn thầm cảm thán ẩn tiêu quá tham lam. Được, hứa cảnh minh đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù cái giá này hơi cao so với dự kiến, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Thiên mãng đã chết trong tay tháp chủ của tháp học Vĩnh Hằng, cho nên các miếng vẩy của thiên mãng chỉ xuất hiện trong cuộc trao đổi của tháp học Vĩnh Hằng. Còn đối với những thành viên ở các thế lực khác, cho dù bọn họ chờ đợi thêm mấy chục nghìn năm nữa, thì cũng chả thấy được một mảnh. Nói chung, phí bảo hiểm thường sẽ rơi vào khoảng 50%, cho dù tỷ lệ này gia tăng gấp đôi, hắn vẫn có thể chịu đựng được. được ba thế lực mạnh nhất vũ trụ đều có các món đồ đặc trưng của riêng mình chẳng hạn như tinh xa thời không thì chỉ có ở cô đảo thời không cộng thêm 5 triệu tỷ xu vũ trụ nữa ẩn tiêu nhìn hứa cảnh minh giá trị của xu vũ trụ thấp hơn công lao rất nhiều coi như phí bảo hiểm gấp đôi còn cộng thêm 5 triệu tỷ xu vũ trụ nữa sao sa gian vẫn luôn ngồi một bên nhưng cũng không nhịn được mà lên tiếng sư huynh ẩn tiêu không đến nỗi như thế chứ ông để mặt tôi chút được không xí xóa nhé ẩn tiêu mỉm cười nói phí bảo hiểm gấp đôi cũng chẳng nhiều tôi tin là sư đệ Sa Gian cũng đoán được bao nhiêu người đã ngỏ lời mời tôi giúp đỡ. tất cả bọn họ đều đồng ý bỏ ra phí bảo hiểm gấp đôi đấy. tuy nhiên, tôi đây rất nể mặt sư đệ Sa Gian, cho nên mới gặp sư đệ Ngô Minh trước tiên. Sa Gian không khỏi biến sắc, nhìn sang Hứa Cảnh Minh, ẩn Tiêu Tiên Sinh, tôi chỉ mới trở thành sinh mệnh bản nguyên hơn 100 năm, cho nên tích lũy có hạn. Hứa Cảnh Minh mỉm cười đứng dậy, tôi sẽ nghĩ cách khác. ẩn Tiêu khẽ gật đầu, Hứa Cảnh Minh đứng dậy là đi ngay. sư đệ Ngô Minh, cậu đi trước nhé. tôi ngồi nói chuyện với sư huynh ẩn Tiêu một tí. Sa Gian nói. Hứa Cảnh Minh gật đầu rời khỏi căn lầu nhỏ, trong căn lầu, hai người Sa Gian và Ẩn Tiêu ngồi đối diện với nhau. Ẩn Tiêu, Sa Gian vốn có làn da màu đỏ, nhưng sắc mặt hiện giờ lại càng thêm đỏ bừng, hai mắt như sắp bốc cháy đến nơi. Ông ta nhíu mày nói, "Chúng ta đã quen biết với nhau mấy chục nghìn năm rồi, tôi lên tiếng mời ông giúp đỡ, cũng đã nói với ông rằng tôi và cậu ta là bạn tốt, cậu ta chấp nhận trả lại công lao gấp đôi, vậy mà ông còn thấy không đủ à? Đây vốn là một giao dịch, đôi bên thuận mua vừa bán." Ẩn Tiêu lạnh nhạt đáp, "Tôi đã nể mặt ông lắm rồi." nếu không thì tôi chẳng tới gặp cậu ta đâu ông nể mặt tôi mà đòi hỏi công lao gấp đôi còn cộng thêm 5 triệu tỷ xu vũ trụ sao sa gian tức giận ông không cảm thấy cái giá này hơi quá đáng à tôi chỉ nể mặt ông chứ không nể mặt cậu ta cho nên không thể không lấy đát ẩn tiêu mỉm cười sau đó cầm ly rượu lên rồi gãy uống một hớp dù sao đi nữa tôi cũng đã hơn tám mươi nghìn tuổi suốt ngày liều mạng trên chiến trường cũng để kiếm được một chút lợi ích này đại hội trao đổi công lao sắp tới là một cơ hội hiếm có khó tìm tôi tất nhiên phải tích lũy nhiều chút cho gia tộc sa gian nhìn ông ta dựa theo quy tắc bình thường ông đòi hỏi công lao gấp đôi như vậy cũng đã rất cao rồi cho dù ông muốn cống hiến cho gia tộc nhưng cũng không nên đưa ra cái giá này hứa cảnh minh là thiên tài nhất nhì trong viện nghiên cứu nguyên sơ tập đoàn lê một còn đang ăn nên làm ra trong vực vũ trụ thợ săn cậu ta chắc chắn đã tích lũy rất nhiều ẩn tiêu lắc đầu đáng tiếc người này keo kiệt hơn những gì tôi nghĩ xa gian không còn gì để nói xa gian ông đối xử với cậu ta quá tốt ẩn tiêu lắc đầu nói thiên tài của viện nghiên cứu nguyên sơ muốn có bảo vật của tháp học vĩnh hằng chúng ta tất nhiên phải chấp nhận bỏ ra một miếng bánh to rồi còn thiên phú ấy hả tôi nói thật cậu ta có thể trở thành sinh mệnh bản nguyên một cách nhanh chóng cũng không có nghĩa là con đường tiến hóa lên cấp 9, cấp 10 của cậu ta cũng thuận lợi trôi chảy như vậy nói không chừng cậu ta phấn đấu cỡ đời này cũng chỉ đạt đến cấp bậc cỡ tôi mà thôi huống chi cho dù cậu ta trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ thì cũng là cường giả truyền thuyết vũ trụ của viện nghiên cứu nguyên sơ còn tôi là một vương gia của tháp học vĩnh hằng cậu ta không ảnh hưởng tới tôi được ẩn tiêu nói sau khi hứa cảnh minh rời khỏi tòa lầu kia hắn đi đến một bãi cỏ cách đó không xa sau đó tìm một vị trí trống trải rồi ngồi xuống không mất bao lâu sau nhân viên phục vụ tìm đến hứa cảnh minh lập tức chọn một ly rượu theo quy tắc mời người giúp đỡ mọi người thường lấy phí bảo hiểm rơi vào khoảng 50%, phần trăm phí bảo hiểm gấp đôi như vậy đã là rất cao rồi ẩn tiêu này còn muốn lấy thêm xu vũ trụ ông ta rõ ràng muốn thi triển công phu sư tử ngoạm nuốt một khoản lớn từ mình hứa cảnh minh bưng ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp một hớp bởi vì hứa cảnh minh quá xuất sắc cho nên tuyệt đại đa số sinh mệnh bản nguyên đều rất nể nang hắn nhưng hứa cảnh minh biết rõ ràng không phải tất cả mọi người cũng sẽ để mặt hắn nói đến cùng Ẩn tiếu cũng là một trong số các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 hàng đầu thuộc tháp học vĩnh hằng nếu nhìn khắp cả tộc đàn nhân loại trong vũ trụ ông ta cũng chỉ ở dưới cường giả truyền thuyết vũ trụ ngay cả khi đứng trước mặt một cường giả truyền thuyết vũ trụ một nhân vật như ẩn tiêu cũng có sự kiêu ngạo riêng dù sao trong mắt đại đa số người đời mình cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới truyền thuyết vũ trụ còn xác suất đạt tới cảnh giới trí cao vô cùng nhỏ bé hứa cảnh minh biết rõ bọn họ nghĩ như vậy là do căn cứ theo số liệu lịch sử suy cho cùng những người có khả năng đạt tới cảnh giới trí cao nào mà không trải qua quá trình rèn luyện khó khăn chứ không phải trở thành sinh mệnh bản nguyên nhanh hơn người khác thì sẽ có giá trị cao hơn người khác cậu có phải sư đệ ngô minh không bỗng nhiên một giọng nói vang lên hứa cảnh minh quay đầu lại nhìn một thanh niên mặc áo choàng xám từ phía sau đi tới hắn ta có khuôn mặt khá giống với Lương nã đạc chỉ là khí thức trầm lắng kín đáo hơn cả người giống như một cái lỗ đen tôi không ngờ mình lại gặp sư đệ ngô minh ở đây người thanh niên mặc áo choàng xám đi tới tỏ ra khá nhiệt tình với hứa cảnh minh lúc này hứa cảnh minh bèn đứng dậy mỉm cười chào hỏi sư huynh ám tinh người đang đứng trước mắt hắn chính là lư nã tinh lư nã tinh là anh trai của lư nã đạc một sinh mệnh bản nguyên cấp 10 của viện nghiên cứu nguyên sơ có danh hiệu là ám tinh hắn ta cũng là người thừa kế thứ hai trong danh sách kế vị trí hoàng đế của nền văn minh nguyên tinh sư đệ ngô minh cũng tới đây để nhờ người trao đổi bảo vật à lư nã tinh cười nói cậu có cần tôi giúp gì không tôi có quen vài người ở tháp học vĩnh hằng có lẽ cũng giúp đỡ được sư đệ tôi đã mời người giúp rồi hứa cảnh minh nói được có chuyện gì thì cậu cứ nói với tôi nhé, tôi đi gặp bạn mình trước đây. Lư Nã Tinh nói, hứa cảnh minh gật đầu rồi nhìn Lư Nã Tinh đi về phía xa xa, Lư Nã Tinh tới đây cũng vì muốn đổi đồ vật. Hứa cảnh minh ngồi xuống ghế, không khỏi cảm khái trong lòng, so với anh trai, Lư Nã đạt thực sự thua kém chẳng biết bao nhiêu lần. Lư Nã Tinh có thành danh rất tốt ở viện nghiên cứu nguyên sơ, đồng thời cũng được công nhận là nhân vật thiên tài trong số các sinh mệnh bản nguyên cấp 10. Mặc dù không trói lọi như hứa cảnh minh, nhưng người ngoài đều nghĩ rằng Lư Nã Tinh có thể dễ dàng đạt tới cấp độ vương giả hoàng thất của nền văn minh nguyên tinh cũng rất đề cao hắn ta cho nên mới xếp hắn ta vào vị trí thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng hoàng đế của ba nền văn minh cấp cao trong vũ trụ thường được tuyển chọn trong nội bộ hoàng thất với yếu tố then chốt nhất là thành tích trên con đường tiến hóa và con đường khoa học điều đó có nghĩa người có thành tích càng cao thì địa vị sẽ càng cao nếu một người có thể trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ thì cho dù hắn ta không làm hoàng đế nhưng sức ảnh hưởng trong hoàng tộc cũng không thua gì hoàng đế lão đệ ngô minh một giọng nói ôn hòa vang lên hứa cảnh minh nhìn ra xa xa phát hiện một ông cụ đầu chọc mập lùn đi về phía mình nụ cười của người này có thể khiến người khác vô thức thả lòng hứa cảnh minh vừa nhìn thấy ông ta thì lập tức đứng dậy lan hiệt tiên sinh đúng thế ông cụ này chính là lan hiệt một trong năm nhân vật có nhiều công lao cao nhất của tháp học vĩnh hằng hứa cảnh minh cũng có ý định đi hỏi thăm ông ta trong cuộc gặp mặt lần này sao cậu lại ngồi một mình ở đây vậy lan hiệt ngồi xuống đối diện hứa cảnh minh cười nói sư đệ xa gian đâu rồi ông ấy đang nói chuyện với ẩn tiêu tiên sinh hứa cảnh minh nói lan hiệt hơi trầm ngâm nhìn sang hứa cảnh minh cậu nhờ ẩn tiêu hỗ trợ trao đổi nhưng lại không thành công à hứa cảnh minh kinh ngạc bật cười đáp ngay lan hiệt tiên sinh cũng đã phát hiện ra chuyện này sao nếu như cuộc thương lượng diễn ra thành công tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây chứ lan hiệt cười tủm tìm bất quá cậu cũng đừng tức giận đừng ghi hận ẩn tiêu ông ta thực ra là một con người khá tốt tính vài năm trước đây ẩn tiêu nôn nóng muốn trở thành cường ra truyền thuyết vũ trụ cho nên đã chủ động rơi vào vực sâu từ đó mới thay đổi tính tình theo hướng cực đoan ông ta có thể duy trì lý trí như vậy thì coi như đã rất tốt rồi ẩn tiêu chủ động rơi vào vực sâu ư hứa cảnh minh thắc mắc trong số ba bí tịch truyền thừa mạnh nhất của tộc đàn nhân loại tháp học vĩnh hằng nắm giữ bút ký nghiên cứu vực sâu vậy nên bọn tôi đương nhiên cũng tập trung nghiên cứu về vực sâu lan hiệt nói trong quá trình nghiên cứu học tập hay là quan tưởng pháp bọn tôi sẽ càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi vực sâu bọn tôi phải tới gần nó mà không thể chìm đắm trong nó đồng thời giữ vững bản ngã của chính mình lan hiệt nói nhưng theo dòng chảy tuổi thọ một vài sinh mệnh bản nguyên cấp 10 chủ động sẽ chủ động rơi vào vực sâu nhằm có được sức mạnh khủng bố hơn nữa đây quả thực là một con đường tiến hóa ưu việt nhưng cũng vô cùng gian nan ẩn tiêu còn giữ được lý trí như vậy đã rất lợi hại rồi lan hiệt nhìn hứa cảnh minh từ trước đến nay lan hiệt tiên sinh vẫn luôn giữ khoảng cách với vực sâu sao hứa cảnh minh hỏi lan hiệt mỉm cười đáp đúng vậy tôi có chút nhát gan vẫn luôn lo sợ bản thân rơi vào vực sâu thì sẽ không có cách nào duy trì lý trí trong số ba bí tịch truyền thừa mạnh nhất phong đoán ngôi sao nguyên sơ để lại di chứng hậu quả ít nhất bằng chứng là khi hứa cảnh minh đạt tới tầng 10 của quan tưởng pháp hắn mới bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ngôi sao nguyên sơ còn giống như lan hiệt ẩn tiêu năm vị sinh mệnh bản nguyên cấp 10 đứng đầu trong tháp học vĩnh hằng đều sở hữu lực lượng tâm linh đạt tới cảnh giới cao duy hơn nữa còn tu luyện theo bí tịch truyền thuyền bút ký nghiên cứu vực sâu cho nên bọn họ rất gian nan mới có thể duy trì được lý trí sư huynh sa gian từng nói năm người đứng đầu này đều không dễ nói chuyện nhưng vị lan hiệt tiên sinh này lại rất khách sáo với mình hứa cảnh minh nghĩ thầm hai người đang nói chuyện với nhau à sư huynh sa gian với vóc người cường tráng cao lớn vừa cười vừa đi đến ông ta kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống bừng ly rượu trước mặt mình lên rồi uống một hớp cũng không giấu gì sư huynh lan hiệt chúng tôi không thể thuyết phục ẩn tiêu vậy nên tôi mong anh hãy giúp đỡ sư đệ ngô minh của tôi cậu muốn có phải thiên mãng à lan hiệt nhìn hứa cảnh minh đúng thế hứa cảnh minh gật đầu được bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lan hiệt gật đầu tôi đồng ý với cậu hứa cảnh minh tiếp tục lắng nghe chờ ông ta ra điều kiện phải thiên mãng trị giá 50 triệu công lao lan hiệt nói ra chờ đến khi viện nghiên cứu nguyên sơ tổ chức đại hội trao đổi trao đổi cậu cũng có thể giao ra vật phẩm có giá 50 triệu công lao cho tôi là được. Sư huynh Lan Hiệt không lấy phí bảo hiểm sao? Ngay cả Sa Gian còn thấy ngạc nhiên, chúng ta vẫn nên làm theo quy tắc bình thường, hứa cảnh minh không muốn lợi dụng người khác, hắn và Sa Gian đã sóng vai chiến đấu với ngục tộc suốt vài năm, xây dựng tình đồng chí keo sơn bền chắc, vậy nên hai bên mới không đề cập đến phí bảo hiểm, nhưng Lan Hiệt thì khác, hắn cũng chỉ mới gặp qua đối phương mà thôi, tất nhiên, tôi cũng có một yêu cầu đối với Ngô Minh, Lan Hiệt nhìn sang hứa cảnh minh, hứa cảnh minh và Sa Gian lắng nghe tôi không cần phí bảo hiểm bằng điểm công lao hay hiện kim. Lan Nhiệt nói ra, tôi chỉ cần một lời hứa hẹn của cậu thôi. Mai này, trong tình huống không vi phạm pháp luật của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, và trong phạm vi khả năng của cậu, nếu gia tộc trạch vũ của tôi làm phiền đến cậu, thì mong cậu hãy ra mặt một lần. Lan Hiệt nhìn hứa cảnh minh, tôi không cần văn bản tài liệu gì cả, chỉ cần một lời hứa của cậu thôi. Ông không cần văn bản tài liệu gì sao? Hứa cảnh minh kinh ngạc, điều đó có nghĩa, khi gia tộc trạch vũ nhờ hắn giúp đỡ, hắn có thể tự quyết định bản thân nên làm như thế nào, hoặc làm tới mức độ nào đúng thế lan hiệt mỉm cười tôi tin vào giá trị lời hứa của sư đệ ngô minh ông xem trọng tôi như vậy sao hứa cảnh minh không khỏi kinh ngạc theo lý mà nói cho dù lan hiệt đưa ra mức phí bảo hiểm 30, mươi năm triệu công lao gì đó hắn vẫn sẽ cảm thấy vô cùng hợp lý nhưng lan hiệt rốt cuộc cũng không cần một khoản phí bảo hiểm lớn như vậy lại chỉ muốn một lời hứa từ hắn sao lan hiệt nhìn hứa cảnh minh sau đó khẽ gật đầu tôi rất tin tưởng vào cậu hơn nữa tôi đã tích lũy tài phú đủ nhiều rồi cũng không thiếu chút tiền này đâu vì lẽ đó tôi muốn mua một gói bảo hiểm cho gia tộc của mình lời hứa của cậu chính là gói bảo hiểm cho gia tộc của tôi đối với gia tộc trạch vũ mấy chục triệu công lao chỉ là dệt hoa trên gấm mà tôi cũng bằng tuổi với ẩn tiêu chỉ còn hơn mười nghìn năm tuổi thọ nữa thôi sau khi tôi mất rồi ngô minh cậu đây thì vẫn còn rất trẻ đương nhiên có thể hỗ trợ gia tộc trạch vũ về lâu về dài lan hiệt nói mua bảo hiểm sao sa gian hiểu ra cười nói ông thực sự rất quan tâm đến gia tộc được hứa cảnh minh gật đầu với lan hiệt sau này trong tình huống không phạm pháp luật và trong phạm vi khả năng của tôi nếu gia tộc trạch vũ của lan hiệt tiên sinh nhờ tôi hỗ trợ thì tôi sẽ ra tay một lần vậy thì giao dịch giữa chúng ta cứ quyết định như thế nhé lan hiệt mỉm cười gật đầu hứa cảnh minh sa gian và lan hiệt ngồi trò chuyện với nhau hơn một tiếng ba người tán gẫu hăng say sau đó thì lặng lẽ giải tán hứa cảnh minh và sa gian quay lại không gian cá nhân của sa gian lần này được xuân sẻ như thế tôi nhất định phải nói lời cảm ơn sư huynh sa gian hứa cảnh minh nói lạ thật sa gian cũng cao mày vỗ vỗ đầu mình lan hiệt vốn là người sâu xa khó lường lượng nguy hiểm của ông ta thậm chí còn cao hơn cả ẩn tiêu, vậy nên tôi mới dẫn cậu tới gặp ẩn tiêu trước, cho dù ẩn tiêu có quá đáng đến đâu thì cũng không lấp liếm bất kỳ điều gì, còn Lan Hiệt, nếu Lan Hiệt muốn gài bẫy cậu thì cậu có lẽ cũng không đoán nổi đâu." Sa Gian ngồi trên ghế sofa, nói thầm, nhưng trong lần giao dịch này, tôi nhìn kiểu gì, nghĩ kiểu gì, cũng không thấy Lan Hiệt đang giang bẫy cậu, ông ta chỉ cần một lời hứa, lại không cần văn bản tài liệu gì ràng buộc cả, điều đó có nghĩa, sau này cậu hoàn toàn có thể đổi ý, không thèm đoái hoài gì tới ông ta cũng được. Ông ta chỉ cần một lời hứa, không hề ép uổng hay ràng buộc, Hứa Cảnh Minh nói, bất kể Lan Hiệt Tiên Sinh nguy hiểm như thế nào đi nữa, thì ông ta cũng đã thể hiện thành ý của mình trong lần giao dịch này, bởi vì như thế, cho nên tôi mới không ngăn cản hai người đấy, Sa Gian thắc mắc, ông ta muốn tìm một sự đảm bảo cho gia tộc, nhưng với bề dày lịch sử và nền móng căn cơ của gia tộc Trạch Vũ, làm sao đó có thể sụp đổ chỉ trong mấy chục nghìn năm được, thôi, nếu đây thật sự là cái bẫy, thì tới lúc đó, cậu cứ lờ ông ta đi là được, Sa Gian cười nói, Hứa Cảnh Minh gật đầu bởi vì hắn có thể nắm quyền chủ động trong lời hứa với Lan Hiệt, cho nên hắn mới dám đồng ý yêu cầu của ông ta. Trong không gian cá nhân của Lan Hiệt, Lan Hiệt ngồi trên ghế dựa, ngắm nhìn hình ảnh giả lập của vực sâu vô tận trước mặt, lão tổ, tộc trưởng gia tộc Trạch Vũ đứng một bên, bày tỏ tư thế cung kính lễ phép cùng cực. Lan Hiệt là sinh mệnh bản nguyên cấp 10 duy nhất trong gia tộc Trạch Vũ, hiện tại cũng đã hơn 80.000 tuổi, già hơn rất nhiều so với tất cả những thành viên còn lại trong gia tộc. Lan Hiệt cũng là sinh mệnh cường đại nhất trong gia tộc Trạch Vũ từ trước tới nay, tộc trưởng đương nhiên rất tôn trọng Lan Hiệt ngô minh của viện nghiên cứu nguyên sơ đã cho ta một lời hứa hẹn lan hiệt đưa một văn kiện cho tộc trưởng gia tộc trạch vũ gia tộc lưu giữ lại đi tộc trưởng cầm lấy văn kiện quan sát rồi nói không có văn bản ràng buộc gì sao ạ không cần lan hiệt nói người chỉ cần lưu trữ lại là được rồi nhớ kỹ chỉ khi gia tộc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng không còn cách xoay sở nào khác thì mới được mời hắn giúp đỡ đến lúc đó hắn ta có thể sẽ bày ra tính khí khó chịu các người cũng không được ép buộc hắn tính cách khó chịu tộc trưởng hơi thắc mắc theo những gì tôi biết ngô minh là một người rất dễ tính mà trong số các sinh mệnh bản nguyên hứa cảnh minh là người nổi tiếng thân thiện hắn đạt đến cảnh giới càng cao sẽ càng bị ảnh hưởng bởi ngôi sao nguyên sơ tính cách trong tương lai của hắn đương nhiên sẽ không giống như bây giờ lan hiệt lắc đầu ông ra ngoài trước đi vâng lúc này tộc trưởng mới biến mất một mình lan hiệt nhìn vực sâu vô tận ở phía trước nghĩ ngợi ngô minh và sa gian rất thân thiết với nhau mà sa gian thì đang đóng quân ở tiền tuyến chiến đấu với ngục tộc hơn nữa ngô minh còn đang tích lũy tài sản rất nhanh hắn ta có thể dễ dàng bỏ ra cả mấy chục triệu thậm chí là mấy trăm triệu công lao ra để trao đổi bảo vật lẽ nào người canh gác thần bí ở tiền tuyến ngục tộc là hắn sao nếu như vậy thì mình đã có lời giải đáp cho mọi chuyện ngôi sao hắc thiết hứa cảnh minh vẫn ở chung với sư huynh giản và sư huynh ất tử như trước mặc dù hắn cũng điều động đến hai vực vũ trụ còn lại nhưng hắn vẫn dành phần lớn thời gian của mình ở vực vũ trụ thiên mãng dẫu sao thì đây mới là khu vực trấn thủ của viện nghiên cứu nguyên sơ đại hội trao đổi công lao ở tháp học vĩnh hằng đã bắt đầu rồi hứa cảnh minh sư huynh giản sư huynh ất tử cùng ngồi xuống vừa uống rượu vừa tán gẫu với nhau sư đệ cậu chỉ mới trở thành sinh mệnh bản nguyên hơn 100 năm thôi sư huynh giản nói đây là lần đầu tiên cậu trao đổi công lao đúng không đúng vậy hứa cảnh minh gật đầu lần này nhờ người của tháp học vĩnh hằng hỗ trợ trao đổi bảo vật cậu chắc chắn sẽ không tránh khỏi rắc rối ất tử cười nói từ bây giờ cho đến ngày tổ chức đại hội trao đổi của viện nghiên cứu nguyên sơ chúng ta sư đệ ngô minh ắt hẳn cũng tích góp được số điểm công lao nằm trong top 10, từ đó có thể tự mình trao đổi những thứ mà mình muốn rồi. Hứa cảnh Minh đáp lời, tôi đã nhờ sư huynh xa gian giúp đỡ, vậy nên cũng không tốn nhiều công sức mà đã giải quyết mọi chuyện. Danh sách trao đổi lần này của tháp học vĩnh hằng bao gồm 300 vật phẩm. Sư huynh giàn thở dài, một vài vật phẩm trong số đó chỉ đơn giản là cho đủ số lượng, chứ những thứ thực sự hấp dẫn cũng chỉ hơn trăm loại, mà số lượng của mỗi loại lại chỉ có vài suất. Hàng chục nghìn sinh mệnh bản nguyên cấp 10 phải đi giành giật vài trăm món đồ khác nhau, vậy nên đa số những thứ đó đều lọt vào tay của một trăm người sở hữu số điểm công lao cao nhất một vài món còn lại sẽ phân phát ngẫu nhiên cho những người may mắn trong số hàng vạn người sư huynh giản nói trên con đường tiến hóa tranh giành tài nguyên quả là chuyện không dễ dàng ất tử uống rượu rồi nói thế lại nào cũng vậy thôi tộc đàn nhân loại chúng ta có tận mấy chục nghìn sinh mệnh bản nguyên cấp 10, nhưng lại chỉ có ba vị cảnh trí cao có khả năng cung cấp nhiều loại vật phẩm cao duy bọn họ cũng trải qua rất nhiều gian nan vất vả thì mới có thể cung cấp nhiều như vậy hứa cảnh minh gật đầu ba vị trí cao quả thực đã cống biến rất nhiều cho cả tộc đàn nhân loại bọn họ vừa phải nghĩ ra biện pháp đối phó với những trí cao của dị tộc vừa phải vừa chuẩn bị những tài nguyên cao duy cho các thế hệ hộ duệ cũng như hao tốn tâm tư để bồi dưỡng dạy dỗ những đứa trẻ này hơn nữa bọn họ còn phải bỏ ra cái giá rất lớn để hồi sinh những sinh mệnh bản nguyên chết trên chiến trường nếu như không có khả năng phục sinh làm sao nhân tộc có thể chống đỡ cái cuộc chiến bên cạnh với thần tộc hư không và những dị tộc khác cho tới ngày nay chứ hiện giờ cả tộc đàn nhân loại trong vũ trụ vẫn có thể phát triển ổn định là nhờ vào sự hỗ trợ thầm lặng của ba vị trí cao sinh mệnh bản nguyên cấp 10 chỉ cần bằng lòng bỏ ra cái giá đủ cao, dốc hết số điểm công lao tích lũy bấy lâu nay, thì vẫn có thể sở hữu được bảo vật mình muốn. Ất Tử nói, nhưng ngay cả khi lấy được tài nguyên rồi, bao nhiêu người có khả năng vận dụng lực lượng cao duy, bao nhiêu người thành công bước lên hàng ngũ cường giả truyền thuyết vũ trụ. So với những người đó, Ất Tử nhìn hứa cảnh Minh, Ngô Minh sư đệ xứng đáng có được tài nguyên hơn. Khi cậu vẫn còn đang ở giai đoạn sinh mệnh tinh không, lực lượng tâm linh đã đạt tới tầng thứ 8 của quan tưởng pháp, cậu tiếp tục tu luyện trong vòng hơn 100 năm, lực lượng tâm linh rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ 10 của quan tưởng Pháp, đây là điều không thể tác động bởi ngoại lực, thậm chí, chỉ trong hơn 100 năm ngắn ngủi, cậu cũng đã tích lũy số lượng tri thức gần ngang với một sinh mệnh bản nguyên cấp 10, sau khi ở chung với nhau, ất tử đã có thể cảm nhận được thiên phú yêu nghiệt của hứa cảnh minh một cách rõ ràng hơn. Không hổ danh thiên tài vô song có tốc độ trở thành sinh mệnh bản nguyên đứng thứ 35 trong lịch sử tộc đàn nhân loại. Sư huynh ất tử khen tôi như thế, tôi sẽ càng vanh váo, không thể trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ được đến lúc đó tôi sẽ tới tìm ông để tính sổ hứa cảnh minh nói cậu đâu thể trách tôi được trong lịch sử rất nhiều thiên tài tốc độ tu luyện nhanh hơn cả cậu cũng không thể trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ cơ mà ất tử vội vàng đáp trả sư huynh giàn thì vừa uống rượu vừa ngắm sao hắn ta đương nhiên cũng có tham vọng của riêng mình với cương vị là người đứng đầu trong mạnh truyền thừa lĩnh vực kính hắn cũng chỉ còn một bước nữa là chạm tới ngưỡng của cao duy một bước này cũng chính là sự khác biệt giữa đê duy và cao duy một khi đạt tới cấp độ cường giả truyền thuyết vũ trụ thì sẽ trải qua một bước nhảy vọt về tư duy đó chính sự khác biệt đầu tiên giữa thể sinh mệnh cao duy và thể sinh mệnh bình thường như chúng ta sư huynh giản nói lực lượng tâm linh vốn là một yếu tố mông lung hư ảo nhưng nhờ vào hình ảnh tưởng tượng của ngôi sao nguyên sơ chúng ta sẽ được chỉ dẫn chính xác dễ dàng đạt tới cảnh giới cao duy sư huynh ất tử cũng nói sau bước nhảy vọt về tư duy sẽ là bước nhảy vọt về cảnh giới cuối cùng mới là bước nhảy vọt về thể sinh mệnh ất tử nói đến khi trải qua ba bước này thì sẽ trở thành sinh mệnh cao duy hứa cảnh minh im lặng đôi mắt của hắn tràn ngập khát vọng mong chờ dù sao đi nữa bất kỳ một sinh mệnh bản nguyên nào cũng ao ước bản thân có thể trở thành sinh mệnh cao duy đại hội trao đổi công lao kết thúc rồi à hứa cảnh minh đột nhiên nhận được tin nhắn liền tiến vào trong không gian cá nhân của mình trong mạng thế giới ảo ông cụ lan hiệt đầu chọc mập lùn sư huynh xa gian da đỏ vạm vỡ cùng nhau đi tới hứa cảnh minh hắn cũng đã chuẩn bị rượu ngon để chào đón hai người bạn này trao đổi xong rồi lan hiệt tiên sinh ngồi xuống nói với hứa cảnh minh tôi đã đổi được vài thiên mãng theo ý muốn của cậu tôi cũng đổi được giọt nước thanh linh vào người thủ hộ rồi sư huynh sa gian cười nói cảm ơn lan hiệt tiên sinh cảm ơn sư huynh sa gian hứa cảnh minh cảm thấy vô cùng biết ơn bọn họ lan hiệt tiên sinh hỏi cậu muốn gửi vài thiên mãng tới địa chỉ nào cất giữ ở trụ sở của viện nghiên cứu nguyên sơ các cậu hay là ở nơi khác rất nhiều sinh mệnh bản nguyên cất giữ những vật phẩm quý giá của mình ngay tại trụ sở thế lực nếu làm như thế cho dù bọn họ không may bỏ mạng trên chiến trường thì cũng không phải lo lắng về việc đánh mất bảo vật mỗi khi muốn nghiên cứu những đồ vật cao duy này bọn họ chỉ cần đi tới trụ sở là được Thật ra, đại đa số sinh mệnh bản nguyên sẽ không mang những thứ bảo vật quý giá đến chiến trường. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Tương tự như hứa cảnh minh chỉ có thể thu hoạch khoảng chừng 200.000 xu vũ trụ từ các loại chiến lợi phẩm sau khi giết chết một tên lãnh chúa ngục tộc, cũng bởi vì những kẻ này căn bản sẽ không mang bảo vật quý giá của mình đến chiến trường. Sư huynh Sa Gian, ông hãy gửi người thủ hộ tới cho người vợ lên miểu miểu của tôi, cô ấy đang ở hành tinh trái đất của nền văn minh trái đất, trực thuộc liên minh sao Ngô Câu, hứa cảnh minh nói, còn vảy thiên mãng và nước thanh linh, hai người cứ gửi trực tiếp cho tôi là được rồi đợi lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ chính xác cho hai người nhé lan hiệt và sa gian cùng gật đầu hứa cảnh minh vẫn muốn mang theo vải thiên mãng và nước thanh linh bên mình hắn cũng không quá lo sợ về việc đánh mất những thứ này nếu xét về giá trị của các món báu vật chiến y nguyên sơ số 9 mới là thứ đắt giá nhất trên người hắn vậy nên hắn sẽ không cho kẻ địch cơ hội cướp lấy bảo vật của mình ngay khi phát hiện kẻ địch quá cường đại hắn nhất định chạy trốn ngay tức khắc căn bản không hề có ý định ngoan cường chiến đấu hắn cất giữ vải thiên mãng ở trên người cũng là do không còn cách nào cả. Những sinh mệnh bản nguyên khác còn có thời gian quay về khu vực nội địa để nghỉ ngơi chút đỉnh, chứ hắn phải ở lì ở tiền tuyến nhằm duy trì sức ảnh hưởng của mình đối với sách lược cướp bóc của ngục tộc. Nhà riêng của Hứa Cảnh Minh, Lê Miểu Miểu và con gái Hứa Lê Tinh đã sớm chờ ở đó từ trước. Dựa theo thời gian mà cha dặn dò chúng ta, người thủ hộ sẽ được gửi tới trong vòng một tiếng nữa. Hứa Lê Tinh căng thẳng chờ đợi, còn Lê Miểu Miểu lại đang ung dung uống trà trong phòng khách. Một cô gái tóc ngắn màu bạc đột nhiên hiện ra trong sân nhà. Hai mẹ con bọn họ nhanh chóng đi ra, Cô gái tóc ngắn màu bạc nhìn về phía Lê Miểu Miểu và Hứa Lê Tinh, người thủ hộ số 30972 xin chào Lê Miểu Miểu, Hứa Lê Tinh của nền văn minh trái đất. Tít, Lê Miểu Miểu chiếu ra quang ảnh từ cổ tay về phía cô gái tóc ngắn màu bạc này. Cô gái tóc ngắn màu bạc cũng phát ra ánh sáng từ hai con người, dung nhập vào quang ảnh. Mạng thế giới ảo xác nhận quyền sở hữu người thủ hộ số 30972 thuộc về Lê Miểu Miểu. Thanh âm xác nhận của mạng thế giới ảo vang lên. Xin chào chủ nhân. Cô gái tóc ngắn màu bạc nhìn Lê Miểu Miểu bằng ánh mắt cung kính hơn, Người thủ hộ số 30972 có sở trường là bảo vệ với uy lực ngang bằng với một sinh mệnh bản nguyên cấp chính phủ thông. Ta có 6 cách bảo vệ, lần lượt là xuyên qua thời không, dung nhập thân thể. Lê Miểu Miểu mỉm cười nói, cứ từ từ, chúng ta vào nhà nói chuyện. Cô gái tóc ngắn màu bà khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười. Vâng thưa chủ nhân, hứa Lê Tinh đứng bên cạnh, chứng kiến mọi việc với vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù tập đoàn Lê Mộc đang nắm giữ số lượng tài sản rất khủng bố, nhưng đó là kết quả sau khi bọn họ đã thu mua năm tập đoàn lớn của gia tộc Lôi Ám trong vực vũ trụ thợ săn. Mặc dù tập đoàn Lê Mộc có khả năng bỏ ra số tiền 1.000 tỷ xu vũ trụ để thu mua một người máy trí năng cấp nền văn minh, nhưng bọn họ quả thật khó lòng huy động một nguồn vốn lưu động khổng lồ như thế. Dẫu sao thì phần lớn tài sản của tập đoàn Lê Mộc đều là tài sản cố định, người máy trí năng cấp nền văn minh còn quý giá hơn cả một lãnh địa tinh hệ phổ thông. Hứa Lê Tinh nghĩ thầm, cha mình quá giỏi, nói mua là mua ngay. Hứa Cảnh Minh đi tới một hành tinh có sự sống, chờ đợi người giao hàng của tháp học Vĩnh Hằng. Người thủ hộ đã tới trái đất rồi sao? Hứa Cảnh Minh nhận được tin nhắn từ vợ con mình bởi vì năng lực vẫn còn hạn chế vậy nên mình chỉ có thể bố trí một người máy trí nâng cấp nền văn minh cho người nhà ở trái đất hứa cảnh minh nghĩ thầm không giống như phó viện trưởng xích mông ông ấy đã bố trí tận ba sứ giả áo bạc 300 sứ giả áo vàng cho teano ngay cả nền văn minh trái đất cũng chỉ có một lãnh địa tinh hệ duy nhất chính là hệ ngân hà Vùng vũ trụ thợ săn là vùng nội địa trong lãnh thổ nhân loại vũ trụ không chịu ảnh hưởng của chiến tranh vậy nên những nơi mỏng mỡ đều đã được khai khẩn và phát triển và các nền văn minh đang sinh sôi nảy nở lúc trước cũng nhờ liên minh sau ngô câu ra mặt và bỏ ra một cái giá to lớn để cho mọi người dân ở trong hệ ngân hà di cư tới nơi khác thì nền văn minh trái đất mới có cả tinh hệ như vậy ngay cả khi hứa cảnh minh có rất nhiều tiền nhưng cũng rất khó có thể mở rộng lãnh địa xa ba hoặc năm tinh hà một số nền văn minh đã cắm rễ quá lâu cho dù hắn chấp nhận bỏ ra cái giá gấp hai ba lần giá trị của tinh hệ bọn họ cũng chẳng muốn dọn đi ồ hứa cảnh minh cảm nhận được một sinh mệnh xuyên qua thời không chuẩn bị giáng lâm tại đây đại nhân ngô minh người đàn ông mặc áo bảo màu trắng có đôi cánh sau lưng chậm rãi bước tới, khẽ cúi chào trước hứa cảnh minh, vì vậy thiên mãng quá lớn, vậy nên chúng ta hãy tiến hành giao dịch trong không gian vũ trụ đi. Được, hứa cảnh minh gật đầu, hai người lập tức di chuyển đến không gian vũ trụ trong tích tắc, người đàn ông áo trắng đưa cho hứa cảnh minh một cái chai màu đen, thứ trong chai là giọt nước thanh linh, hứa cảnh minh cầm lấy cái chai, một tia lực lượng tâm linh đi xuyên qua vỏ chai, chạm vào giọt nước thanh linh, hứa cảnh minh liền bị kích thích hốt hoảng hắn dường như nhìn thấy được đại dương mênh mông vô biên vô tận một đại dương thậm chí còn khổng lồ hơn cả mảnh tinh không này mặt biển êm ả không có chất sóng gió từng giọt nước ở đó đều là giọt nước thanh linh hứa cảnh minh trượt bừng tỉnh mình vừa thấy vùng biển thanh linh sao hứa cảnh minh nghĩ thầm vùng biển thanh linh được cho là nằm trong vực sâu thần bí đáng sợ tại không gian cao duy giọt nước thanh linh trong vùng biển thanh linh quả thực vô biên vô tận ngay cả đối với ba vị trí cao việc thu thập giọt nước thanh linh cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm bởi vì chủ tháp của tháp học vĩnh hằng chuyên môn nghiên cứu về vực sâu vậy nên mới có thể lấy được nhiều giọt nước thanh linh hơn hứa cảnh minh thu hồi cái chai và không gian phụ thuộc bên trong chiến y đại nhân ngô minh đây là vải thiên mãng người đàn ông áo trắng cánh chim khẽ vung tay lên một chiếc vẩy màu xám đen hình bầu dục có chiều dài và chiều rộng khoảng chừng 12 km xuất hiện giữa không gian vũ trụ nó vừa mới xuất hiện hứa cảnh minh liền cảm thấy hoảng sợ trong vô thức cảm giác áp lực bên trong nó quá kinh khủng hứa cảnh minh cũng hiểu rằng đó chỉ là chút khí tức còn sót lại của sinh mệnh cao duy thiên mãng chiếc vải thiên mãng đã được thu nhỏ lại với tỷ lệ khoảng một nghìn lần người đàn ông áo trắng nói Thác chủ chúng tôi khuyến cáo rằng độ lớn như thế này tương đối phù hợp, nếu thu nhỏ nữa thì không còn thích hợp để quan sát. Bây giờ, tôi chính thức bàn giao về thiên mãng cho đại nhân Ngô Minh. Được, Hứa Cảnh Minh mỉm cười gật đầu, người đàn ông áo trắng cánh chim cũng gật đầu, lập tức xuyên qua thời không mà đi. Hứa Cảnh Minh tiếp tục quan sát chiếc vảy của sinh vật cao duy đang ngơ lửng giữa tinh không. Hắn là sinh mệnh bản nguyên tu luyện theo phương pháp tiến hóa thiên mãng, đương nhiên cảm thấy sức hấp dẫn vô tận từ chiếc vảy này và cũng chẳng giấu nổi sự say mê trong đôi mắt. Chiếc vảy hình bầu dục này có chu vi hơn 10 km, phần dài nhất lên tới 800 mét, hơn nữa đây còn là hình dáng sau khi được thu nhỏ của nó. Hứa cảnh minh quan sát bố cục tinh tế của chiếc vẩy, hắn cũng không có cách nào dò xét đến phần đồng cốt liên quan đến kết cấu sinh mệnh của nền tảng nguyên lực, mà chỉ có thể nhìn thấy các lớp nông nhất của nó. Quá hoàn mỹ, hứa cảnh minh ngắm nhìn, kết cấu nông nhất của chiếc vẩy cũng vô cùng hoàn mỹ. Kết cấu của phần nông nhất còn hoàn mỹ hơn rất nhiều so với kết cấu sinh mệnh của sinh mệnh bản nguyên cấp người mà hắn đang nghiên cứu. Kết cấu của nó giống như một đội quân hùng mạnh, vô số bộ phận ăn khớp với nhau một cách hoàn mỹ sự hoàn hảo này khiến hứa cảnh minh có chút nghẹt thở đồng thời phải ngước nhìn hâm mộ hắn biết rất rõ đây chính là điểm đặc biệt của sinh mệnh cao duy tầm nhìn của mình vẫn còn hạn hẹp chỉ có thể nhìn thấy vài điểm nhỏ hứa cảnh minh cũng hiểu rằng những gì hắn quan sát chỉ là phần nổi của tảng băng chìm từ đó có thể thấy kết cấu sinh mệnh của các sinh mệnh cao duy phức tạp đến nhường nào đây cũng là lý do vì sao rất ít người có thể đạt đến cảnh giới trí cao trong lịch sử tộc đàn nhân loại thời gian càng trôi qua hứa cảnh minh thu thập được càng nhiều thông tin thậm chí còn nhìn xuyên qua tầng nông nhất để quan sát tầng sâu hơn Xì xì xì, hai con ngươi của Hứa Cảnh Minh biến thành hai đường kẻ dọc, một lớp vảy đen bắt đầu xuất hiện trên bề mặt đàn da. Hả? Hứa Cảnh Minh lập tức tỉnh táo trở lại, khống chế kết cấu sinh mệnh của chính mình, lớp vảy màu đen ngưng tụ trên bề mặt da lập tức tiêu biến, đôi mắt cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hứa Cảnh Minh cũng không để tâm cho lắm, bởi vì hắn đã tìm hiểu qua trong cơ sở dữ liệu của viện nghiên cứu nguyên sơ, nếu tiếp xúc với Cao Duy thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi Cao Duy. Hứa Cảnh Minh tu luyện phương pháp tiến hóa có nguồn gốc từ sinh mệnh Cao Duy Thiên Mãng, Vậy nên hắn rất dễ bị ảnh hưởng bởi vẩy thiên mãng, mình chỉ mải mê quan sát một lúc, vậy mà đã bị ảnh hưởng rồi. Đám quân chủ ngục tộc còn trực tiếp dung nhập vật thể cao duy vào cơ thể, bảo sao không thể kiểm soát nổi. Hứa Cảnh Minh âm thầm cảm thán, cho dù hắn có điên cuồng đến cỡ nào thì cũng không dám đưa vẩy thiên mãng vào cơ thể. Thu, Hứa Cảnh Minh phất tay một cái, trực tiếp thu hồi chiếc vẩy thiên mãng vào không gian phụ thuộc của chiến y nguyên sơ số 9. Không gian phụ thuộc này là một không gian hình cầu có đường kính hơn 30.000 km nó hoàn toàn có thể chứa đựng toàn bộ chức vải thiên mãng ngay cả khi chưa được thu nhỏ. Dĩ nhiên, không phải sinh mệnh bản nguyên cấp 10 nào cũng có không gian phụ trợ lớn như vậy, thậm chí phải nói là rất ít. Mình cứ cất giữ nó trong không gian phụ thuộc của chiến y sơ nguyên để có thể quan sát học hỏi bất cứ lúc nào. Hứa cảnh minh chỉ cần điều động lực lượng tâm linh là có thể dễ dàng xâm nhập vào nó. Trở về thôi, hứa cảnh minh xuyên qua thời không, trở về ngôi sao hắc thiết xa xôi. Ngôi sao hắc thiết là nơi đóng quân của của hắn, sư huynh giản và sư huynh ất tử, vậy nên hắn cần được sự bí mật về vị trí của nó không thích hợp để nói với sư huynh Saka và tiên sinh An Hiệt. Tại một hành tinh hoang vắng nằm trong lãnh thổ rộng lớn của nền văn minh nguyên tinh, một trong ba nền văn minh cấp cao của tộc đàn nhân loại trong vũ trụ, Lư đã tinh sống ẩn cư ở đây, bởi vì còn trẻ tuổi, hơn nữa vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, vậy nên mặc dù đã trở thành cường giả cấp 10, Lư Nã tinh vẫn chưa bị điều động đến tiền tuyến, cuối cùng cũng lấy được. Lư Nã tinh đang ở trong một phòng thí nghiệm rộng lớn dưới lòng đất, hắn ta có chút kích động khi nhìn trước mặt nạ màu đen có một cái rãnh ở phần trán, mình rốt cuộc cũng đã tìm được vật dẫn của tấm mặt nạ này. Lúc này, vùng giữa mi tâm của lư Nã Tinh chậm rãi hiện ra một viên tinh thạch kỳ lạ, chiếc mặt nạ màu đen cũng bắt đầu di chuyển, chủ động nghênh đón viên tinh thạch. Sau khi tinh thạch bay vào đường rãnh, ánh sáng màu đen bao phủ toàn bộ bề mặt của chiếc mặt nạ đột nhiên khuếch đại ra xung quanh, đồng thời lan tỏa khí tức hắc ám nồng đậm. Hô, chiếc mặt nạ màu đen đắp lên mặt lư Nã Tinh, sau đó dung hòa vào bên trong. Chủ nhân, tôi cuối cùng cũng tìm được vật dẫn của chiếc mặt nạ, vậy nên đã hồi phục toàn bộ năng lực phụ trợ một âm thanh vui mừng vang lên trong đầu lưu nã tinh truyền thuyết kể rằng tộc đàn nhân loại từng có một vị trí cao tên là hắc ám chi mẫu bà ta muốn bồi dưỡng các sinh mệnh bản nguyên cho nên đã sáng tạo ra 12 chiếc mặt nạ với tác dụng thần kỳ khác nhau tuy nhiên nhân loại đã phải trải qua nhiều kiếp nạn dòng chảy lịch sử nhiều lần bị đứt đoạn những nhân vật đạt tới cảnh giới trí cao lần lượt chết đi chỉ hai trong số 12 chiếc mặt nạ được chuyển lại cho hậu thế một chiếc nằm ở cô đảo thời không chiếc còn lại rơi vào tay hoàng tộc của nền văn minh thông uyên nã tinh lộ ra vẻ hưng phấn nhờ vào cơ duyên xảo hợp bình rốt của cũng đã có một tấm mặt nạ hắc ám thập nhị hoàn chỉnh hắn ta quả thực có thiên phú trên con đường tiến hóa nhưng có thể đạt được thành tựu như bây giờ là nhờ vào phần nòng cốt của tấm mặt nạ hắc ám thập nhị mà hắn ta tình cờ có được trong một cuộc phiêu lưu khi còn trẻ nhưng lúc đó hắn chưa có được vật dẫn của tấm mặt nạ cho nên chỉ có thể phát huy uy lực chưa đến 10%. phần trăm với vật dẫn tấm mặt nạ mới có thể vận hành hoàn chỉnh ta đã có được tấm mặt nạ hắc ám hoàn chỉnh ắt hẳn sẽ sử dụng lực lượng cao duy rồi chứ lư nã tinh hỏi dò chủ nhân tôi am hiểu nhất là phương diện hắc ám cực kỳ phù hợp với nội dung chủ yếu của phần hắc ám thuộc bí tịch truyền thừa phòng đoán ngôi sao nguyên sơ xét trên những tích lũy đạt đến cấp 10 của chủ nhân tôi tin ngài sẽ sớm vận dụng được lực lượng cao duy mặt nạ hắc ám đáp lại bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bí tịch truyền thừa phòng đoán ngôi sao nguyên sơ bao gồm 9 phần nòng cốt hứa cảnh minh lấy được phần quang tuyến lư nã tinh lấy được phần hắc ám ngôi sao nguyên sơ vừa có một mặt sáng còn có một mặt tối hứa cảnh minh đã nhận ra điều này từ khi bước vào giai đoạn sinh mệnh tinh không cấp tám hắc ám chi mẫu rốt của cũng chỉ là sinh mệnh cao duy sơ cấp đương nhiên không thể sánh ngang với viện trưởng lư nã tinh thầm nghĩ so với chiến y nguyên sơ được đánh số mặt nạ hắc ám thập nhị còn kém xa một bậc nhưng với tấm mặt nạ hắc ám hoàn chỉnh này nếu mình tiếp tục chăm chỉ luyện tập để trao đổi công lao vậy thì ít nhất cũng đạt được 500 triệu điểm chứng nhỉ có nó trong tay mình sẽ thêm nhiều khả năng để leo lên hoàng vị sau khi đăng cơ mình sẽ có càng nhiều tài nguyên càng có hy vọng bước vào cảnh giới truyền thuyết vũ trụ lư nã tinh dâng trào dã tâm mặc dù lư nã tinh cũng có thiên phú rất cao nhưng lại kém xa hứa cảnh minh xích mông và những người khác nếu như không có sự trợ giúp này từ phần nòng cốt của mặt nạ hắc ám từ rất sớm hắn ta có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian hơn nữa mới luyện thành sinh mệnh bản nguyên cấp người vì vậy lư nã tinh cũng tự biết mình biết ta nhất định phải dựa vào ngoại lực để khiến bản thân đi nhanh hơn cả ngày này tháp học vĩnh hằng lần lượt phân phát từng kiện vật phẩm cho các sinh mệnh bản nguyên trong lãnh thổ tộc đàn nhân loại trong suốt hàng nghìn năm qua ba thế lực mạnh nhất và liên minh vũ trụ nhân loại cũng sẽ tiến hành trao đổi công lao định kỳ và phân phối một số báu vật quý giá nhằm hỗ trợ các cao thủ nhân tộc có thể nắm giữ được sức mạnh lớn hơn có thể tiến xa hơn trên con đường tiến hóa tuy nhiên ngay cả với sự trợ giúp của nhiều vật phẩm tộc đàn nhân loại vẫn sản sinh ra rất ít cường giả truyền thuyết vũ trụ thời gian cứ thế trôi đi năm này qua năm khác hứa cảnh minh tập trung vào tất cả các khía cạnh của con đường tiến hóa và chỉ khi nào đám ngục tộc xuất hiện trong lãnh thổ nhân tộc hắn ta mới lên đường thực hiện nhiệm vụ dưới sức ảnh hưởng lớn mạnh của hắn Ngục tộc chỉ dám tiến hành những phi vụ cướp bóc quy mô nhỏ ở một số khu vực hẻo lánh tại biên giới, đối với những địa phương quá xa xôi, Hứa Cảnh Minh cũng phải mất nhiều thời gian để chạy tới đó. Ngoài ra, ngục tộc chủ yếu thực hiện các hành động cướp bóc quy mô vừa và lớn. Trong các cuộc cướp bóc vừa và lớn, mấy chục phân đội ngục tộc tấn công vào hàng trăm địa điểm cũng một lúc, mà mình chỉ có thể kịp thời chặn giết một đến hai phân đội trong số đó. Sau 36 năm kể từ ngày tổ chức đại hội trao đổi công lao ở tháp học Vĩnh Hằng, hứa cảnh minh đứng trên một hành tinh có sự giống này đã bị hóa thành đống đổ nát tỏa ra ánh sáng bao trùm toàn bộ hành tinh tiêu diệt một tên lãnh chúa của ngục tộc bây giờ các lãnh chúa ngục tộc thường hành động đơn độc cho nên hứa cảnh minh chỉ có thể chặn giết từng tên một rất hiếm khi gặp được hai hay ba tên hành động cùng một lúc đám ngục tộc càng ngày càng xảo quyệt bọn hắn rút ngắn thời gian cướp bóc chỉ lấy đi một số vật phẩm quý giá sau đó lập tức chạy trốn hứa cảnh minh suy nghĩ trong mỗi một đợt cướp mình cũng chỉ kịp chặn đánh một lần sau khi nắm được thủ đoạn của hứa cảnh minh ngục tộc tự nhiên sẽ thay đổi bọn hắn tiến hành cướp bóc hàng trăm nơi cùng một lúc còn hứa cảnh minh chỉ có thể đến một nơi không thể gây ảnh hưởng quá nhiều hơn nữa bọn hắn cũng hành sự càng ngày càng cẩn thận hơn khiến cho hiệu suất chặn đánh của đội ngũ các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 và sinh mệnh bản nguyên cấp 9 trở nên thấp hơn may mắn thay số lượng sinh mệnh bản nguyên nhân tộc đủ lớn lại phân tán khắp mọi nơi vậy nên vẫn có thể thành công chặn những vụ cướp bóc ở gần đó phu đợt hành động thứ nhất thứ hai ba bốn năm bởi vì tổn thất không đáng kể thế nên ngục tộc tiếp tục cướp bóc phân đội chịu tổn thất thì rút lui đội không chịu tổn thất thì tiếp tục càn quét nhân tộc đương nhiên cũng ra sức chặn đánh nhưng cũng không tránh khỏi gặp phải quân chủ ngục tộc tuy nhiên sẽ có thương vong đợt hành động thứ 79 rồi hứa cảnh minh đứng trong một mảnh tinh không kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo lần cướp bóc này kéo dài 79 đợt chứng tỏ các phân đội ngục tộc chịu tổn thất rất nhỏ vẫn có thể tiếp tục đi cướp bóc 79 lần hứa cảnh minh không có cách nào các đợt cấp quy mô vừa và lớn chính là như vậy ngục tộc càn quét hàng ngàn hành tinh có sự sống đối với vực vũ trụ thiên mãng mà nói đó chỉ là một gợn sóng trong đại dương rộng lớn nhưng đối với mỗi hành tinh kia đó lại chính là một tai họa hứa cảnh minh vẫn cố gắng hết sức vận dụng tốc độ nhanh nhất trong tất cả các lần thực hiện nhiệm vụ hắn nghĩ ra nhiều biện pháp ngăn chặn ngục tộc cũng đạt được hiệu quả nhất định so với trước khi hứa cảnh minh đến đây tần suất ngục tộc cướp bóc tại ba vực vũ trụ biên giới đã ít hơn khoảng một phần ba lại có nhiệm vụ hứa cảnh minh đứng tại một chỗ chờ hơn một giờ đồng hồ đột nhiên lại có thêm một nhiệm vụ ngục tộc tiến hành đợt cướp thứ tám mươi mỗi đợt cướp bóc đều cách nhau một khoảng thời gian một là để ngục tộc có thời gian chuẩn bị hai là để hạ nhiệt phi thuyền vũ trụ như vậy thì mới có thể chạy trốn nhanh hơn véo hứa cảnh minh đã xông pha các cuộn chiến ở biên giới hơn trăm năm vậy nên cũng vô cùng thành thạo đầu tiên hắn sẽ đi xuyên qua thời không để đến một vị trí cách địa điểm mục tiêu vài năm ánh sáng sau đó thì chuyển bước đi cao duy để giáng lâm xuống một vị trí khác gần địa điểm mục tiêu hơn mỗi lần sử dụng bước đi cao duy hứa cảnh minh đều rất cẩn thận phòng ngừa các thủ đoạn mai phục của ngục tộc trên thực tế ngục tộc đã nhiều lần phục kích muốn nhổ cái đinh trong mắt là hứa cảnh minh nhưng lần nào cũng chúc phải thất bại hứa cảnh minh vô cùng cẩn thận nếu hắn phát hiện có nguy hiểm trong lúc tiến hành bước đi cao duy thì sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy hả lần này hứa cảnh minh đang di chuyển trong không gian cao duy thay vì phát hiện các thủ đoạn mai phục của ngục tộc thì hắn lại bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ trong mảnh tinh không có kích thước mười năm ánh sáng giống như mô hình Rào rào hứa cảnh minh thực hiện nhiệm vụ bộc phát ánh sáng vô tận bao phủ không gian thuần thục giết chết một lãnh chúa ngục tộc rồi thu hoạch chiến lợi phẩm sau đó hắn tiếp tục thi triển bước đi cao duy thoát khỏi sự trói buộc của phương thời không vũ trụ này tiến vào không gian cao duy đó là cái gì hứa cảnh minh nhìn chằm chằm vào một chỗ mảnh tinh không có phạm vi mười lăm hai năm ánh sáng trông giống như một mô hình nhưng mô hình này vẫn được kết nối với phương thời không vũ trụ ban đầu từ góc nhìn cao duy hứa cảnh minh thi chỉ có thể nhìn thấy tiết điểm chứ cũng không nhìn rõ còn về phần kết nối thời không đó thời không vũ trụ bình thường còn kết nối với một phương thời không khác sao hứa cảnh minh kinh ngạc từ góc nhìn cao duy nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy tiết điểm chủ nhân đó là không gian vũ trụ phụ thuộc tiểu cử vui vẻ đáp hơn nữa tôi cũng không nhìn thấy các cánh cửa cao duy khác vậy thì đây chắc là không gian vũ trụ phụ thuộc vô chủ vô chủ hứa cảnh minh cảm nhận trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh hắn biết rõ một không gian vũ trụ phụ thuộc vô chủ và chưa hề được khai thác quý giá đến cỡ nào chỉ khi các sinh mệnh cao duy từng tạo lập vũ trụ trong cơ thể chết đi vũ trụ trong cơ thể bọn họ sụp đổ vỡ vụn từng mảnh vỡ vũ trụ tàn mát ra bên ngoài dung nhập vào trong tuyến vũ trụ chính hình thành nên các không gian vũ trụ phụ thuộc chủ nhân Mỗi sinh mệnh cao duy đều tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ trong mỗi phút mỗi giây, vậy nên bọn họ nhất định phải tạo lập vũ trụ trong cơ thể để có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng cho chính mình. Từ đó bước sang cấp độ thứ hai của sinh mệnh cao duy, Cảnh Giới Vĩnh Hằng, Tiểu Cửu nói, vũ trụ trong cơ thể có thể cung ứng được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy là bởi vì nó có cấu tạo hết sức đặc biệt. Ta hiểu, giống như các cơ quan trong cơ thể của một người bình thường, có cái để hít thở không khí, có cái để tiêu hóa đồ ăn, hấp thụ dinh dưỡng, có cái để bài tiết chất thải, Hứa Cảnh Minh Mỉm cười nói vũ trụ trong cơ thể của sinh mệnh cao duy là một cơ quan cực kỳ đặc biệt nó có thể hấp thụ năng lượng khổng lồ từ bên ngoài chuyển hóa thành năng lượng cao duy cung cấp cho cơ thể chính đúng vậy theo những lời đồn đãi vũ trụ trong cơ thể ẩn chứa một số tinh linh vũ trụ có trí tuệ thấp làm việc không biết mệt mỏi nhằm duy trì việc vận hành của vũ trụ trong cơ thể ngay cả vũ trụ trong cơ thể vỡ vụn mỗi không gian vũ trụ phụ thuộc vẫn bao gồm các tinh linh vũ trụ vẫn đang tiếp tục làm việc như trước nếu chủ nhân tiến vào muốn mang báu vật hay vật phẩm cao duy đi thì sẽ bị bọn chúng tấn công Tiểu Cửu nhắc nhở, đây cũng là mối nguy hiểm lớn nhất trong quá trình khai hoang vũ trụ phụ thuộc. Ta hiểu, điều này giống như lợi khuẩn trong cơ thể người bình thường vậy. Tinh linh vũ trụ tương đương với vi khuẩn trong cơ thể sinh mệnh cao duy cảnh giới vĩnh hằng. Hứa Cảnh Minh hiểu điều ấy, kẻ xâm nhập như ta đương nhiên sẽ gặp phải sự phản kháng, cũng giống như vi khuẩn ngoại lai sẽ bị nuốt chửng bởi hệ miễn dịch của con người bình thường vậy. Đúng rồi, ta nghe nói các tinh linh vũ trụ cũng có khả năng thi triển lực lượng cao duy. Hứa Cảnh Minh nói, các tinh linh vũ trụ có trí tuệ khá thấp, vậy nên thường sẽ yếu hơn các sinh mệnh bản nguyên nắm giữ lực lượng cao duy. Nhưng theo những gì tôi được biết, một số tinh linh vũ trụ cũng sẽ cực kỳ cường đại, có thể phát huy uy lực gần bằng cường giả truyền thuyết vũ trụ. Tiểu Cửu nói, vì lẽ đó, trong quá trình khai hoang không gian vũ trụ phụ thuộc, nếu chủ nhân cảm thấy thực lực bản thân không đủ, thì hãy cứ mời gọi sự giúp sức của bạn bè. Có điều, chủ nhân cũng cần phải hết sức thận trọng khi mời gọi bạn bè. Dù sao thì không một ai biết rõ không gian vũ trụ phụ thuộc vô chủ có bao nhiêu báu vật, bao nhiêu vật phẩm cao duy nếu người bạn được mời lén lút giấu giếm một vài bảo vật thì chủ nhân hoàn toàn không có cách nào biết được tiểu cửu nhắc nhở ta hiểu hứa cảnh minh gật đầu ngay cả việc ký kết thỏa thuận cũng vô ích chỉ cần lén lút cất giấu báu vật trong không ai để ý pháp luật của liên minh vũ trụ nhân loại cũng không thể làm gì ngay cả khi đối phương công khai sử dụng vật báu trong tương lai thì cũng không có chứng cứ nào có thể chứng minh thứ đó có xuất xứ từ không gian vũ trụ phụ thuộc này chủ nhân cần phải thận trọng về vấn đề này tốt hơn nữa chủ nhân hãy tích lũy thực lực đủ đầy sau đó từ từ khai hoang tiểu cửu khuyên nhủ hứa cảnh minh biết rõ những quy tắc này tiểu cửu nói điểm nối tiếp giữa vũ trụ phụ thuộc này với vũ trụ thực không thấy có cánh cửa cao duy nào cả vậy nên tôi dám khẳng định nơi này 99% là vô chủ hứa cảnh minh gật đầu theo lẽ thường khi phát hiện ra không gian vũ trụ phụ thuộc nào đó người phát hiện sẽ thiết lập một cánh cửa cao duy ngay tại điểm nối tiếp điều này tương tự như việc xây dựng một cánh cửa ở ngay lối hành lang khiến cho hành lang này không còn sử dụng được nữa cánh cửa cao duy sẽ ngăn chặn điểm nối tiếp duy nhất từ vương thời không vũ trụ thực đến không gian vũ trụ phụ thuộc nếu muốn đột nhập vào bên trong thì phải trực tiếp nhảy vọt qua, hành động này chẳng khác gì việc băng qua hai phương vũ trụ khác nhau, đương nhiên sẽ nằm ngoài khả năng của sinh mệnh bản nguyên. Tương tự, hành động phá cửa cao duy cũng nằm ngoài khả năng của sinh mệnh bản nguyên. Vũ, hứa cảnh minh rời khỏi không gian cao duy, trở lại thời không bình thường. Điểm nối tiếp giữa vũ trụ thực và vũ trụ phụ thuộc chính là vùng tinh không này, hứa cảnh minh nhìn chung quanh, trước tiên, mình phải tiến hành đăng ký tọa độ vũ trụ này. Không gian cá nhân trong mạng thế giới ảo, hứa cảnh minh lập tức bắt đầu đăng ký tọa độ vũ trụ, chỉ cần không có người đăng ký tọa độ vũ trụ, thì mình mới có thể chắc chắn nơi này là vô chủ hứa cảnh minh cũng có chút hồi hộp dù sao thì số lượng tài sản và công lao hắn tích lũy bao nhiêu năm qua đều thua xa không gian vũ trụ phụ thuộc chưa khai thác này vũ trụ phụ thuộc này nhất định mang tới sự hỗ trợ to lớn cho hắn trên con đường tiến hóa hứa cảnh minh nhập tọa độ vũ trụ nhấp vào nút gửi đi sau đó chờ phản hồi từ mạng thế giới ảo tọa độ vũ trụ này chưa được đăng ký ngài có thể xin thực hiện đăng bộ một giọng nói vang lên đăng ký hứa cảnh minh nói ngay hai mắt đều sáng lên phí đăng ký là 100 triệu xu vũ trụ Xin vui lòng xác nhận, giọng nói của mạng thế giới tiếp tục vang lên, xác nhận, hứa cảnh minh không chút do dự, mỗi đơn vị tọa độ vũ trụ tương ứng với vùng không gian hình lập phương có độ dài cạnh 108 vạn cây số, điểm nối tiếp với không gian vũ trụ phụ thuộc mà hứa cảnh minh phát hiện ra cũng nằm ngay trong phạm vi này, vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận, chi phí đăng ký một tọa độ vũ trụ lại rất đắt đỏ, vậy nên không ai lại đi đăng ký một mảnh tinh không trống rỗng rộng tới cả triệu cây số mà không có lý do đặc biệt nào, đăng ký thành công, ngài có đăng ký bằng tên chính chủ không? Mạng thế giới ảo tiếp tục hỏi đăng ký chính chủ hứa cảnh minh gật đầu đối với không gian vũ trụ phụ thuộc chủ nhân của nó có thể khai phá đảo móc thỏa thích thậm chí có thể trồng trọt chăn nuôi khi còn tại thế nhưng chắc chắn phải bán đi trước khi chết già bởi vì ngay cả là một sinh mệnh bản nguyên cấp 9 thông thường cũng không thể bảo vệ nổi một không gian vũ trụ phụ thuộc hiện tại hứa cảnh minh cũng không dám công khai đăng ký thành công mạng thế giới ảo hỏi ngài có muốn mua cánh cửa cao duy để phong tỏa hoàn toàn vùng tinh không này không một cánh cửa cao duy có giá 3 triệu tỷ xu vũ trụ hoặc 30 triệu công lao 3 triệu tỷ xu vũ trụ mua, Hứa Cảnh Minh không chút do dự, cánh cửa cao duy là vật phẩm cao duy được luyện chế bởi các vị trí cao, đương nhiên, nó dễ chế tạo hơn rất nhiều so với các vũ khí cao duy thông thường, vậy nên chỉ có chức năng niêm phong một vùng thời không, giá cả cũng tương đối rẻ, có điều, mức giá này cũng đủ khiến cho phần lớn các sinh mệnh bản nguyên cấp 9 chỉ còn biết mỏi mắt ngóng trông. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim? Hứa Cảnh Minh đứng ở mảnh tinh không này, thực ra, việc phát hiện ra không gian vũ trụ phụ thuộc là một chuyện hết sức khó khăn ngay cả mình cũng chỉ có thể tìm thấy nó trong không gian cao duy vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận mà góc nhìn cao duy của mình cũng chỉ bao trùm một phạm vi hơn 10 năm ánh sáng thật sự quá nhỏ hứa cảnh minh thầm nghĩ tính ra trong những năm chặn giết mục tộc mình đã thi triển bước đi cao duy không biết bao nhiêu lần đặc biệt là ở vực vũ trụ thiên mãng mình đã thi triển bước đi cao duy rất rất nhiều lần từ đó quan sát rất rất nhiều nơi vậy nên mình mới phát hiện ra không gian vũ trụ phụ thuộc này hứa cảnh minh nở nụ cười thực ra nếu tính gộp tất cả những vùng không gian cao duy mà hứa cảnh minh đã quan sát được thì nó vẫn hết sức nhỏ bé so với toàn bộ diện tích của vực vũ trụ thiên mãng hắn quả thực rất may mắn mới có thể phát hiện ra mảnh không gian vũ trụ phụ thuộc các sinh mệnh bản nguyên khác càng khó có thể phát hiện ra không gian vũ trụ phụ thuộc hơn nữa bởi vì sinh mệnh bản nguyên cấp mới nắm giữ lực lượng cao duy cần phải phá vỡ trở ngại thời không vũ trụ bằng lực lượng cao duy ngay tại điểm nối tiếp của không gian vũ trụ phụ thuộc thì mới có thể phát hiện ra nó đang ở đó vậy nên xác suất phát hiện rõ ràng thấp hơn rất nhiều vì vậy việc phát hiện ra một không gian vũ trụ phụ thuộc hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn lại có nhiệm vụ hứa cảnh minh bỗng nhận được nhiệm vụ được cấp thứ 81. trong nháy mắt hắn đi xuyên qua thời không xa xôi tiến tới gần địa điểm mục tiêu sau đó vận dụng bước đi cao duy để đắp xuống bên cạnh ngục tộc chiến dịch cướp bóc quy mô vừa và lớn này kéo dài tận 87 đợt rồi mới kết thúc hứa cảnh minh đã giết chết tổng cộng 89 lãnh chúa ngục tộc mặc dù hắn cũng từng phát hiện ra quân chủ ngục tộc nhưng đều quay đầu rời đi ngôi sao hắc thiết trong khi ba người hứa cảnh minh sư huynh giản sư huynh ất tử đang liên hoan với nhau một vị sứ giả áo bào xám đột nhiên xuất hiện đến rồi à ất tử cầm bầu rượu liền hô kết toán cho sư đệ ngô minh trước đi của hắn nhiều bọn tôi có ít thôi sứ giả áo bào xám mỉm cười đi lại gần trong chiến dịch lần này đại nhân ngô minh giết được tổng cộng 89 vị lãnh chúa ngục tộc tương đương với 890 vạn công lao sứ giả áo bào xám nhìn về phía giản tiên sinh đại nhân giản giết chết một vị quân chủ ngục tộc một vị lãnh chúa ngục tộc thu được tổng cộng 110 vạn công lao đại nhân ất tử giết chết một vị quân chủ ngục tộc thu được tổng cộng một trăm vạn công lao ất tử nghe vậy lắc đầu cảm thán mỗi lần tôi xem kết toán của sư đệ ngô minh đều thấy hắn kiếm được rất nhiều công lao cứ vài năm là kiếm được vài chục triệu công lao bọn tôi cần cù tích lũy suốt nhiều năm lâu lâu mới giết được một tên quân chủ có đôi khi không giết được một tên nào đương nhiên không thể theo kịp được hắn sư đệ ngô minh đúng là lợi hại thậm chí còn được điều động đến xử lý các chiến dịch cướp bóc quy mô vừa và lớn ở hai vực vũ trụ còn lại sư huynh giản cảm khái trong vòng trên dưới một phút hứa cảnh minh đã có thể đi tới một vực vũ trụ khác cho dù hắn không thể chặn giết được đợt đầu tiên thì cũng có thể chặn giết được mấy chục đợt cướp bóc sau vì lẽ đó tốc độ tích lũy công lao của hứa cảnh minh quả thực rất kinh khủng thực ra tôi lần này đã phát hiện được hai tên quân chủ ngục tộc nhưng vốt của cũng chỉ giết được một tên tên còn lại chạy trốn quá nhanh ất tử lắc đầu nếu tôi có bản lĩnh vây khốn kẻ địch như sư đệ giàn thì ắt hẳn cũng có thể gia tăng hiệu suất chặn giết của mình đám quân chủ ngục tộc tại các cấp bậc khác nhau đương nhiên cũng nghiên cứu ra đủ loại thủ đoạn chạy trốn tinh vi hơn hẳn bình thường nhưng xét trên phương tiện di chuyển, tôi thua kém hai người rất nhiều. Sư huynh giản nói, hãy nhìn thấy quân chủ ngục tộc là tôi phải vội vàng rút lui. Hứa cảnh minh lập tức cảm thấy, hắn chỉ chuyên bắt nạt các lãnh chúa ngục tộc mà thôi, tranh thủ thời gian tính chiến lợi phẩm đi, ất tử thúc giục, về mặt chiến lợi phẩm. Hứa cảnh minh thu hoạch được 1922.000 tỷ xu vũ trụ, sư huynh giản thu hoạch được 102.000 tỷ xu vũ trụ, sư huynh ất tử thu hoạch được 80.000 tỷ xu vũ trụ. Đám quân chủ ngục tộc mang theo quá ít vật báu đến chiến trường, quá nghèo, ất tử lắc đầu, kết toán hoàn tất sứ giả áo bào xám mỉm cười nói ba vị đại nhân nhớ nộp thuế nói xong hắn ta lập tức tan biến vào hư vô đúng vậy nộp thuế ất tử lắc đầu chúng ta còn phải đóng thuế 50% trên số lượng chiến lợi phẩm thậm chí vẫn tiếp tục đóng thuế cho tất cả các chi phí đầu tư sau này bởi mới nói kiếm tiền thật khó thế nhưng hứa cảnh minh lại không phản nàn bất kỳ điều gì bất kể là việc duy trì vận hành cho toàn bộ bộ tộc nhân loại vũ trụ hay là việc cung cấp một lượng lớn vật báo vũ trụ vật phẩm cao duy cho các thế hệ nhân tộc ba vị trí cao cũng đều không dễ dàng mặc dù bọn họ cần phải trao đổi vật phẩm bằng công lao và xu vũ trụ nhưng đối với ba vị trí cao công lao hay xu vũ trụ có nghĩa lý gì chứ ba vị trí cao mới là những người hy sinh một cách toàn diện giống như viện trưởng viện nghiên cứu nguyên sơ chỉ vì công nhận tiềm lực của hắn ông ấy đã tặng áo chiến nguyên sơ số 9 cho hắn đêm đó trên một hành tinh có sự sống bình thường hứa cảnh minh nhận được cánh cửa cao duy do sứ giả của liên minh vũ trụ nhân loại đưa tới vua vượt qua thời không xa xôi hứa cảnh minh đi tới mảnh tinh không kia thiết lập cánh cửa cao duy trước đã, hứa cảnh minh lập tức thoát khỏi sự trói buộc của thời không vũ trụ hiện tại, tiến vào không gian cao duy chỉ với một ý niệm duy nhất. sau đó quan sát chỗ nối tiếp giữa vũ trụ thực và không gian vũ trụ phụ thuộc. có hai cách để thiết lập cánh cửa cao duy, một là sử dụng lực lượng cao duy để phá vỡ điểm kết nối, sau đó tiến vào bên trong điểm kết nối và thiết lập một cánh cửa cao duy ở đó. hai là sử dụng bước đi cao duy, trực tiếp tiến vào bên trong điểm kết nối rồi thiết lập cánh cửa cao duy. tiểu cửu nói, hứa cảnh minh gật đầu, vua từ không gian cao duy hắn có thể đi vào bất kỳ tiết điểm điểm nào trong vũ trụ xung quanh lúc này hắn đang tiến tới điểm kết nối với không gian vũ trụ phụ thuộc vua hứa cảnh minh cảm nhận được áp lực bài xích nhưng vẫn tiếp tục tiến tới đi tới một hành lang u ám hư vô bắt đầu thiết lập hứa cảnh minh khẽ vươn tay lấy ra một chiếc khiên tròn màu xanh đậm từ không gian phụ thuộc của chiến y nguyên sơ bề mặt của chiếc khiên tròn này có tầng tầng lớp lớp kết cấu phảng phất như kéo dài vô tận hứa cảnh minh không suy nghĩ nhiều làm theo hướng dẫn sử dụng từ mạng thế giới ảo trực tiếp đưa khiên tròn về phía điểm kết nối với không gian vũ trụ phụ thuộc để nó lơ lửng ở nơi đó phóng thích hứa cảnh minh ra lệnh rõ khiên tròn phát ra âm thanh tầng tầng lớp lớp hoa văn ở bề mặt khiên tròn bỗng nhiên bắt đầu phóng thích dầm vô số hoa văn điên cuồng lan rộng ra bốn phương tám hướng nhanh chóng thâm nhập vào vùng thời không này không ngừng giãn nở và kéo dài hứa cảnh minh cẩn thận quan sát quá trình này mơ hồ hiểu ra một phần đây là quá trình hình thành một tầng thời không hoàn toàn mới sao mình chưa từng nhìn thấy tầng thời không như thế này trong phương thời không vũ trụ bình thường không nó đã vượt ra ngoài phạm chủ thời không hẳn là lớp niêm phong kết nối cao duy lúc này hứa cảnh minh chỉ còn biết cảm thán tích lũy của mình vẫn còn quá ít ỏi cánh cửa cao duy không đắt chỉ 3 triệu tỷ xu vũ trụ nhưng hàm lượng tri thức ẩn chứa trong nó thì vượt ngoài sức tưởng tượng âm uhm. sau hơn 3 tiếng đồng hồ cánh cửa cao duy cuối cùng đã dung nhập hoàn toàn vào điểm kết nối với kích thước trải rộng hơn 30 vạn cây số mặc dù ường kính thực tế của điểm kết nối chỉ chưa đầy chín vạn cây số cánh cửa cao duy đã phong tỏa nó hoàn toàn thành công rồi không gian vũ trụ phụ thuộc này đã hoàn toàn thuộc về mình rồi hứa cảnh minh quay đầu nhìn về phía hành lang u ám hư vô đi xem thử xem hứa cảnh minh rất chờ mong chủ nhân cẩn thận một chút không ai biết trong không gian vũ trụ phụ thuộc chưa khai thác sẽ có những gì tiểu cửu nhắc nhở bất quá chủ nhân cũng đừng quá lo lắng ngài vừa nắm giữ thủ thuật bước đi cao duy lại có sự hỗ trợ của tôi nguy cơ bỏ mạng rất thấp ngay cả khi ngài không may bỏ mạng thì cũng sẽ sớm được phục sinh cũng không cần lo làm mất ta tổng thư ký hắc thiên sẽ tới đây bằng cánh cửa cao duy và mang ta đi tiểu cửu nói nói gì may mắn chút đi hứa cảnh minh bĩu môi im lặng đi vào vùng hư vô u ám đi vào trong vùng u ám hư vô hứa cảnh minh đột nhiên người thấy một mùi vị đặc biệt khi người phải mùi hương này hứa cảnh minh cảm thấy khô nóng toàn thân đồng thời cũng dự đoán được nguy hiểm ở phía trước theo bản năng sinh mệnh tiểu cửu ta cảm giác đằng trước có gì đó bất thường hứa cảnh minh nói mùi hương này hẳn là khí tức đến từ một nơi nào đó của không gian vũ trụ phụ thuộc tiểu cửu đáp lại chúng ta thi triển bước đi cao duy quan sát từ không gian cao duy trước đã Hứa Cảnh Minh muốn thoát khỏi thời không trong không gian vũ trụ phụ thuộc bằng ý niệm, nhưng lại cảm thấy tầng lớp thời không ở đây có chút khác lạ. Nếu như tầng thời không của vũ trụ thực mênh mông bao dung hơn, vậy thì tầng thời không ở không gian vũ trụ phụ thuộc này lại dày nặng hơn, có tính trói buộc mạnh gấp 10 lần. Ồ, Hứa Cảnh Minh thử vượt qua các lớp thời không, nhưng lại không thể thoát khỏi nơi này để tiến vào không gian cao duy, thử lại xem, trói buộc mạnh mẽ vậy à? Hứa Cảnh Minh thử đi thử lại liên tục hơn 10 lần, nhưng hoàn toàn không cách nào thoát khỏi nơi này sao không gian vũ trụ phụ thuộc này lại có nhiều tầng thời không hơn so với vũ trụ thực vậy nhỉ hứa cảnh minh không thể tin nổi mức độ trói buộc của tầng thời không này mạnh ít nhất gấp chục lần tình huống kiểu này rất hiếm thấy tiểu cửu nói rất hiếm thấy hứa cảnh minh hỏi ừm tiểu cửu đáp vũ trụ thực thậm chí các vũ trụ khác trong không gian cao duy đều được hình thành trong điều kiện tương tự nhau cho nên các tầng thời không của chúng đều tương tự nhau không có sự khác biệt quá lớn chẳng hạn như các tầng lớp thời không trong thế giới vỡ nát của thời không tinh xa vẫn tương tự với thời không của vũ trụ trụ chúng ta hứa cảnh minh gật đầu khi sinh mệnh cao duy hình thành vũ trụ trong cơ thể bọn họ thường tham khảo thời không vũ trụ ở xung quanh nhưng thời không của không gian vũ trụ phụ thuộc này lại khác biệt với vũ trụ thực của chúng ta nhiều như vậy tiểu cử suy đoán vậy thì sinh mệnh cao duy sáng tạo ra nó ắt hẳn đã đến từ một nơi vô cùng xa xôi kết cấu các tầng thời không trong vũ trụ ở đó khác xa thời không vũ trụ của chúng ta đến từ một nơi xa xôi hứa cảnh minh suy tư một số sinh mệnh cao duy không thuộc về vũ trụ của chúng ta chẳng hạn như thủy tổ của ngục tộc hay sinh mệnh cao duy thiên mãng chết dưới tay tháp chủ của tháp học vĩnh hằng bọn hắn đều tới từ bên ngoài vũ trụ tiểu cửu nói người sáng tạo nên không gian vũ trụ phụ thuộc này có lẽ cũng tới từ bên ngoài vũ trụ chỉ có điều lại chết trong vũ trụ của chúng ta đối phương ắt hẳn đã bỏ mạng dưới tay một sinh mệnh cao duy của vũ trụ chúng ta hoặc cũng có thể là chết trên con đường chạy trốn tới vũ trụ của chúng ta tiểu cửu nói có rất nhiều khả năng khác nhau nhưng rõ ràng rằng người này có sự hiểu biết về thời không khác biệt với chúng ta phức tạp hơn, dày nặng hơn, độ chói buộc cũng mạnh hơn. Hứa Cảnh Minh gật đầu, ta vẫn chưa có đủ thực lực, cho nên không thể thi triển bước đi cao duy trong điều kiện thời không khác nhau. Chủ nhân, ngài càng phải cẩn thận hơn." Tiểu Cửu nhắc nhở. "Ừm." Hứa Cảnh Minh không ngừng thích ứng, liên tục đi xuyên qua hư không với cự ly ngắn, cảm giác không giống nhau, vũ trụ chân chính của chúng ta bao dung hơn, cho phép đi xuyên qua thời không dễ dàng hơn, nhưng cũng dễ bị chấn động hơn, còn thời không ở đây vững chắc hơn, dao động thời không nhỏ hơn, cho dù mình đi xuyên qua với cự ly ngắn hơn, nhưng nó cũng không dễ bị chấn động. Hứa cảnh minh dần dần phát hiện ra, các điều kiện thời không khác nhau cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định tới những chiêu thức liên quan tới thời không. Hắn vừa xông lên, vừa làm quen với chúng. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chẳng bao lâu sau, hứa cảnh minh đi đến một thế giới đỏ rực như lửa. Ục ục ục. Thế giới đỏ lửa này bao gồm những ngọn núi lửa đang liên tục phun trào nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy trào xuống mặt đất, phản chiếu toàn bộ sắc đỏ cho cả đất trời. Nhiệt độ xung quanh không thấp hơn nhiệt độ trung tâm của một hành tinh hứa cảnh minh càng cảm thấy khô nóng hơn đó là hứa cảnh minh cẩn thận quan sát lập tức phát hiện ra một thứ đặc biệt giữa thế giới đỏ rực này cây từng gốc cây đại thụ mọc lên giữa dòng chảy dung nham với chiều cao đáng kinh ngạc đạt tới hơn vạn cây số nếu đặt trên một hành tinh bình thường thì chúng chẳng khác gì những cây trống trời hàng trăm hàng ngàn ngọn núi lửa nằm xung quanh sáu thân cây khổng lồ hứa cảnh minh để ý thấy mỗi một trong sáu cây đại thụ này dường như đều là trung tâm của một nhóm núi lửa hắn cũng nhìn thấy những quả màu đỏ đen to nhỏ không đều nhau trên sáu cây đại thụ này quả nhỏ có đường kính gần một cây số, quả lớn thì có đường kính gần ba cây số. Nếu đếm bằng thường, thì sáu cây đại thụ này có trên trăm quả màu đỏ đen. Tiểu cử, đây là quả gì? Hứa Cảnh Minh hỏi. Ta biết được một số bảo vật hiếm lạ quý giá trong vũ trụ, nhưng cũng chưa từng thấy thứ này. Xét theo lẽ thường, các loại trái cây hình thành trong không gian vũ trụ phụ thuộc không lớn như vậy. Tiểu cử nói, trong trí nhớ của tôi, tôi cũng đã từng nhìn thấy một loại trái cây màu đỏ lửa với đường kính hơn một cây số. Nó có giá khoảng 800 vạn công lao. Hứa Cảnh Minh hiểu, giá trị không lớn lắm nhỉ? Trước đây, Tháp học Vĩnh Hằng từng mở trao đổi trái quả hắc bạch chỉ to bằng nắm đấm, nhưng một quả lại có giá 500 vạn công lao. Đối với báu vật vũ trụ, chúng ta không thể chỉ nhìn vào kích thước, Tiểu Cửu nghi hoặc nói, có điều, loại trái cây vũ trụ lớn như vậy đúng là rất hiếm. Tôi rốt cuộc chưa từng thấy quả nào có đường kính tới tận 3 cây số, hái thử xem sao. Hứa Cảnh Minh này ra ý này, vu, Hứa Cảnh Minh dịch chuyển tức thời tới tán cây đại thụ gần nhất, vươn hai tay về phía trước, mấy chục sợi tơ nhiều màu từ chiến y nguyên sơ, lập tức quấn chặt lấy hai quả khổng lồ màu đỏ đen. Ô, hứa cảnh minh kéo mạnh một cái nhưng không vứt được nó vù 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 sợi tơ của chiến y nguyên sơ chém đứt cuống quả đỏ đen hứa cảnh minh lập tức cất hai trái cây khổng lồ vào trong không gian của chiến y nguyên sơ vừa mới cất trái cây đi ồ hứa cảnh minh lập tức nhận thấy trời đất xung quanh dường như ngưng đọng bản thân giống như một con côn trùng bị đông cứng đi mau thôi hứa cảnh minh thử đi xuyên qua thời không nhưng hắn căn bản không thể đi xuyên qua đành phải chạy đi thật xa bằng tốc độ nhanh nhất mình chỉ mới đến xem thử hái được hai trái quả thăm dò được một góc của không gian vũ trụ phụ thuộc mà thôi không đến mức mất mạng ở đây chứ hứa cảnh minh thầm nghĩ chết trong không gian vũ trụ phụ thuộc không phải chuyện gì lớn đồ đạc không bị mất nhưng hơi mất mặt tin tưởng vào thực lực của mình tin tưởng vào năng lực bảo vệ của tiểu cửu hứa cảnh minh nghĩ vậy dốc hết toàn lực để hóa thành một vệt sáng rồi trốn về phương xa ngươi là ai một dao động vô hình vang lên trong đầu hứa cảnh minh cùng lúc đó sáu bóng dáng khổng lồ chui từ dưới mặt đất trong thế giới màu đỏ lửa kẻ nào kẻ nấy đều cao trên trăm vạn cây số trông giống như những con vượn đứng thẳng với bộ lông rực lửa cho dù hàng trăm hàng ngàn hàng tinh hội tụ lại một chỗ cũng không trói mắt đáng sợ bằng một con ở đây vu bóng dáng đổ sộ ở gần nhất lập tức vung tay về phía hứa cảnh minh cánh tay vung vầy, xé toạc thời không lướt qua khoảng cách lên tới cả triệu cây số mặc dù hứa cảnh minh đang phi hành với tốc độ khá nhanh hơn nữa còn thay đổi phương hướng liên tục nhưng vẫn không nhanh bằng cú vung tay này đi hứa cảnh minh vừa chạy trốn vừa điều khiển nguyên lực vũ trụ để tạo thành lao ngục vũ trụ lao ngục vũ trụ rộng 30 vạn cây số chỉ đủ để giam cầm một phần của cánh tay của nó. Phải biết, lao ngục vũ trụ này chính là chiêu thức có uy lực đạt tới cấp 10 đỉnh phong của Hứa Cảnh Minh. Hứa Cảnh Minh có chút choáng váng bởi lực lượng của cú tát, hắn chậm rãi dừng lại giữa không gian u ám hư vô, sau đó chớp mắt một cái, "Chủ nhân đừng lo lắng, tinh linh vũ trụ sẽ không rời khỏi địa bàn của nó." Tiểu Cửu nói, "Bất kể chiêu thức gì đi nữa, lồng giam vũ trụ, phân giải nguyên điểm, lĩnh vực vô tận, thậm chí là chui vào trong khe hở vũ trụ để trốn tránh, cũng đều vô ích." một cú tát của nó có thể nghiền nát toàn bộ thủ đoạn của ta hứa cảnh minh lắc đầu quá mạnh tiểu cửu cũng đồng ý đúng vậy chúng ta chỉ mới tham dò khu vực đầu tiên của không gian vũ trụ phụ thuộc này vậy mà đã gặp phải sáu tinh linh vũ trụ khổng lồ với chiều cao hơn trăm vạn cây số trong bộ nhớ của tôi chưa từng xuất hiện bất kỳ tinh linh vũ trụ nào lớn như vậy trái quả rất lớn tinh linh vũ trụ cũng rất lớn và ngươi đều chưa từng thấy chúng hứa cảnh minh thầm thì tôi suy đoán rằng người sáng tạo nên không gian vũ trụ phụ thuộc hẳn là một sinh mệnh cao duy có hình thể rất lớn tiểu cửu nói hơn nữa Sáu tinh linh vũ trụ có hình dáng con vượn kia có oai phong quá kinh khủng, trong tình huống thông thường, khu vực trung tâm của không gian vũ trụ phụ thuộc mới là nơi có tinh linh vũ trụ mạnh nhất. Hứa Cảnh Minh gật đầu, hắn vốn chỉ định tham dò sơ bộ một chút, không ngờ lại bị tát bay bởi các tinh linh vũ trụ ở ngay khu vực đầu tiên. Chỉ có điều, tôi am hiểu các phương thức phòng thủ trước những cuộc tấn công trực diện thiên về sức mạnh, cho dù là các cuộc tấn công của cường giả truyền thuyết vũ trụ, tôi vẫn có thể cầm cự được một thời gian. Tiểu Cửu nói, tuy nhiên, tôi vẫn không thể ngăn cản một số đòn công kích nhắm vào lực lượng tâm linh phải cái tát ấy trông rất kinh khủng nhưng thực ra không gây ra thương tích gì hứa cảnh minh cười to mặc dù hắn có chút choáng váng bởi cú tát đó vừa nói hứa cảnh minh vừa quay trở về chủ nhân định làm gì tiếp theo tiêu cừu hỏi chủ nhân có nhờ người hỗ trợ khai hoang không không cần hứa cảnh minh cười nói chờ đến khi đột phá cấp 10, có thể phát huy sức mạnh của chiến y nguyên sơ với mức độ hơn ta sẽ lại tới xem thử xem sao tới lúc đó hắn có thể vận dụng thủ thuật bước đi cao duy ở trong không gian vũ trụ phụ thuộc đồng thời cũng cải thiện thực lực về mọi mặt từ đó sẽ có đủ tự tin để khám phá không gian vũ trụ phụ thuộc, không đến nỗi bị tát bay như hôm nay. Vua, hứa cảnh minh về tới điểm ban đầu, cánh cửa cao duy tự mở ra, hắn bay ra ngoài và trở về vũ trụ thực. Hứa cảnh minh quay trở về tinh không trong vũ trụ mênh mông, sau đó nhìn về phía cánh cửa cao duy. Trong lần đầu tiên thăm dò, mình đã bị đánh bay bởi tinh linh vũ trụ của khu vực đầu tiên ở không gian vũ trụ phụ thuộc. Hứa cảnh minh nở nụ cười hài lòng, hắn không hề thấy mất mặt tí nào, trái lại còn vô cùng vui sướng, hưng phấn. Tinh linh vũ trụ càng mạnh mẽ, thì chứng tỏ bối cảnh bên trong không gian vũ trụ phụ thuộc cũng càng sâu xa một không gian vũ trụ phụ thuộc yếu ớt sẽ không thể sản sinh nuôi dưỡng ra những tình linh vũ trụ mạnh mẽ như vậy không gian vũ trụ phụ thuộc này nằm ở một vị trí khá kín đáo vậy nên vẫn chưa bao giờ được phát hiện trong khoảng thời gian năm dài tháng rộng vừa qua cho dù nó có bị phát hiện đi chăng nữa thì các cá thể sinh mệnh thấp hơn sinh mệnh cao duy cũng chẳng thể phá vỡ được cánh cửa cao duy nghĩ như vậy hứa cảnh minh cảm thấy vô cùng an lòng đây cũng là lý do hắn bỏ ra một số tiền lớn để thiết lập cánh cửa cao duy cho vùng không gian vũ trụ phụ thuộc này thậm chí sau khi khai khẩn mảnh không gian vũ trụ phụ thuộc này xong hắn có thể tiếp tục ươm mầm trồng trọt đồng thời bán một phần quyền sở hữu cho người khác để tối đa hóa lợi ích và vận hành lâu dài chỉ cần mảnh đất này đủ rộng lớn thì thổ nhưỡng của nó vẫn có giá trị nhất định môi trường bên trong không gian vũ trụ phụ thuộc rất khắc nghiệt không phù hợp trở thành nơi sinh sống cho những sinh mệnh phổ thông nhưng lại phù hợp để vun trồng vài loại cây ăn quả và thực vật đặc biệt mình sẽ đi một chuyến tới viện nghiên cứu nguyên sơ lòng hứa cảnh minh thầm quyết định véo hứa cảnh minh vừa cất bước đã biến mất khỏi vùng tinh không này hắn bắt đầu đi xuyên qua thời không với cự ly siêu xa chạy tới viện nghiên cứu nguyên sơ mặc dù hắn có thể khởi động phương án quay về hậu phương của chiến y nguyên sơ số 9, nhưng vẫn muốn làm vậy để giảm bớt chút tiêu hao vì nếu di chuyển với cự ly siêu xa trong không gian cao duy thì sẽ phải tiêu hao một lượng nguyên chất khá lớn trong chiến y nguyên sơ tuy rằng hắn có thể bổ sung lượng nguyên chất tiêu hao đó tại viện nghiên cứu nguyên sơ nhưng đó cũng là được cung cấp bởi viện trưởng vì lẽ đó những bộ chiến y nguyên sơ có số hiệu không được phân phối rộng rãi chủ yếu cũng vì tiết kiệm nguyên chất tất nhiên hứa cảnh minh cũng phải tiết kiệm một lát sau hứa cảnh minh đã tới trụ sở của viện nghiên cứu nguyên sơ bởi vì là cơ quan đầu não của một trong ba thế lực mạnh nhất của tộc đàn nhân loại cho nên hành tinh có sự sống này có rất ít dân cư sinh sống phần vẹn chỉ mấy nghìn người mà hầu hết bọn họ đều tập trung vào con đường tiến hóa hứa cảnh minh bay lướt trên bầu trời cũng không hề gặp được bất kỳ sinh mệnh bản nguyên nào hắn bèn đáp xuống phía trước một tòa nhà cao tầng nguyên nga trắng lệ hứa cảnh minh bước vào một căn phòng bí mật trong tòa nhà sau đó ngồi xuống một chỗ im lặng chờ đợi tổng thư ký hắc thiên bỗng dưng hiện ra từ hư vô nhìn hứa cảnh minh với ánh mắt kinh ngạc chẳng phải cậu đang ở ngôi sao hắc thiết hà sao lại đến trụ sở rồi ngục tộc vừa tiến hành một vụ cướp bóc quy mô vừa lớn bọn hắn có lẽ sẽ trở thêm một thời gian nữa mới tiếp tục đánh cướp trở lại hứa cảnh minh mỉm cười đáp lời tôi tới đây cũng vì có một chuyện khá quan trọng cậu đi tới tòa lầu bí bảo chẳng lẽ vừa mới thu hoạch món bảo vật đặc biệt nào sao tổng thư ký hắc thiên nhìn hứa cảnh minh vâng hứa cảnh minh gật đầu sau đó khẽ vung tay lên vạch ra một đường giữa không trung một bong bóng đột nhiên xuất hiện sau đó lơ lửng trước mặt hai người bọn họ bong bóng này là một không gian phụ thuộc tạm thời cỡ nhỏ có đường kính hơn 10 km hứa cảnh minh thò tay vào trong bong bóng đồng thời ném một quả trái cây màu đỏ thấm vào đó cậu giỏi đấy tùy tiện vung tay một cái là có thể tạo ra một không gian phụ thuộc tổng thư ký hắc thiên cười nói đồng thời cũng quan sát trái cây màu đỏ thẫm trong không gian bong bóng kia tôi chưa từng thấy loại quả vũ trụ này bao giờ Quả vũ trụ có đường kính khoảng 16 km như vậy thực sự rất hiếm có. Tổng thư ký Hắc Thiên cẩn thận quan sát, đồng thời tạo ra những dao động vô hình bao phủ xung quanh để thăm dò từng chi tiết cấu tạo nhỏ nhất của loại quả này từ góc độ cao duy, lực lượng hỏa diễm mạnh mẽ thật. Tổng thư ký Hắc Thiên thì thầm, nguồn gốc của trái quả vũ trụ này là một vị sinh mệnh cao duy vô cùng mạnh mẽ, người này sở hữu lực lượng hỏa diễm vô cùng đáng sợ, thậm chí còn có thân thể cực kỳ khổng lồ. Ôi, tôi chưa từng thấy một thân thể khổng lồ như vậy bao giờ. Tổng thư ký Hắc Thiên vừa nói vừa quan sát loại quả vũ trụ này từ nhiều phương diện khác nhau, Hứa Cảnh Minh khẽ giật mình, tổng thư ký Hắc Thiên không cần nếm thử, chỉ cần quan sát xuông mà đã nhận ra nhiều thứ như vậy sao, thậm chí còn đoán được nguồn gốc của loại quả này, loại quả vũ trụ này vô cùng đáng giá, đại diện cho một loại lực lượng cao duy vô cùng lớn lao, tổng thư ký Hắc Thiên nhìn Hứa Cảnh Minh, tôi cho rằng viện nghiên cứu nguyên sơ chúng ta có thể thu mua nó với mức giá 10 triệu công lao cho một quả, tôi biết cậu mua cánh cửa cao duy rồi, tổng thư ký Hắc Thiên nhìn Hứa Cảnh Minh với ánh mắt mong chờ cậu vừa phát hiện một không gian vũ trụ phụ thuộc đúng không đúng vậy hứa cảnh minh gật đầu hắn cũng không có ý định giấu giếm tổng thư ký hắc thiên dù sao đi nữa tổng thư ký hắc thiên là người quản lý của viện nghiên cứu nguyên sơ hơn nữa còn là sinh mệnh cao duy do chính viện trưởng tự mình tạo nên bản thân viện trưởng bận rộn suốt ngày ngay cả phó viện trưởng xích mông cũng cần tập trung vào con đường tiến hóa vậy nên tổng thư ký hắc thiên mới là người giải quyết rất nhiều sự vụ trong viện nghiên cứu nguyên sơ có thể nói rằng ba vị trí cao luôn xông xáo phấn đấu trong không gian cao duy thay vào đó một số tồn tại đặc biệt như tổng thư ký hắc thiên mạng thế giới ảo và cỗ máy ghi chép thời không đặc biệt vân vân mới là những người giải quyết tất cả các công việc của tộc đàn nhân loại cậu may mắn lắm đấy tổng thư ký hắc thiên mỉm cười nhưng có vẻ cũng không để ý cho lắm dẫu sao thì rất nhiều người trong tộc đàn nhân loại đã từng phát hiện ra không gian vũ trụ phụ thuộc loại quả này rất hữu ích cho mạch truyền thừa phỏng đoán ngôi sao nguyên sơ tổng thư ký hắc thiên nói bởi vì tôi có thể quan sát và phát hiện ra một cỗ lực lượng hỏa dưỡng vô cùng dữ dội ẩn chứa bên trong loại quả này nguồn gốc của cỗ lực lượng đó chẳng thua gì viện trưởng nhà chúng ta vì lẽ đó viện nghiên cứu nguyên sơ chúng ta nhất định sẽ thu mua loại quả này với số lượng không giới hạn chúng ta sẽ lấy cỗ lực lượng ở bên trong một quả này làm tiêu chuẩn một quả này có giá 10 triệu công lao những quả nào chứa đựng nhiều lực lượng hơn thì giá trị sẽ cao hơn chứa đựng ít lực lượng thì giá trị sẽ thấp hơn ngài nói rằng nguồn gốc của cỗ lực lượng này không thua gì viện trưởng ư ừ, hứa cảnh minh giật mình kinh ngạc có gì đâu mà cậu giật mình tổng thư ký hắc thiên nói ngôi sao nguyên sơ là thiên thể vĩ đại nhất khủng bố nhất trong không gian cao duy viện trường nhà chúng ta cũng không phải là thể sinh mệnh duy nhất nghiên cứu quan sát nó và hấp thu lực lượng cao duy từ nó bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mặc dù vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống rất bao la rộng lớn nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là một vũ trụ thôi tổng thư ký hắc thiên chẳng quan tâm mấy hắn ta đã được chứng kiến vùng đất trời mênh mông vô tận hơn nhiều cũng biết rõ ba vị trí cao của tộc đàn nhân loại cũng chỉ là những sự tồn tại bình thường trong không gian cao duy mà thôi nhờ vào các loại vũ khí cấm kỵ bọn họ mới có thể sinh hoạt thoải mái nhưng cũng phải ít nhiều dè dặt thận trọng, không dám vô trương trong không gian cao duy. Cậu mau mau khai thác không gian vũ trụ phụ thuộc kia đi. Tổng thư ký Hắc Thiên mỉm cười, tôi đây rất muốn biết nơi đó còn có đặc sản gì nữa không. Tôi chắc chắn sẽ khai phá thật nhanh. Hứa Cảnh Minh gật đầu, tôi xin phép về vực vũ trụ thiên mãng trước nhé. Phó viện trưởng Xích Mông nhìn chăm chú vào tài liệu trên quang ảnh, đồng thời đang suy diễn rất nhiều viễn cảnh ở trong đầu. Quả thật rất khó có thể dung hợp cấu tạo thể sinh mệnh cao duy với cỗ lực lượng của mình một cách hoàn hảo. Cho dù mình đã sử dụng phương pháp suy diễn, kết hợp với phương pháp quy nạp hoàn toàn, thử nghiệm hơn một tỷ trường hợp khác nhau, nhưng không có cách nào thực sự hiệu quả. Phó viện trưởng Xích Mông khẽ lắc đầu, thất bại hết lần này đến lần khác cũng là một sự dày vò đối với tâm linh. Nhìn vào thành tích tu luyện phương pháp tiến hóa trong vòng 10.000 năm và thành công trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ, ai nấy đều cho rằng Xích Mông có xác suất đột phá cảnh giới trí cao lên đến hơn 90%, đồng thời cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào ông ta. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Phó viện trưởng Xích Mông mới biết rõ chính mình rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu chướng ngại. Phó viện trưởng Xích Mông, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, "Nói đi." Xích Mông bình tĩnh trả lời, nhưng đương nhiên cũng có chút không hài lòng khi bị làm phiền trong lúc chuyên tâm nghiên cứu. Viện nghiên cứu nguyên sơ vừa thu mua một loại quả vũ trụ rất đặc biệt. Sau khi cẩn thận quan sát, tôi đã phát hiện ra nguồn gốc của loại quả vũ trụ này là một sinh mệnh cao duy không hề thua kém so với viện trưởng. Đối phương không những cực kỳ am hiểu lực lượng hỏa diễm mà còn sở hữu thân thể vô cùng vô cùng khổng lồ. giọng nói của tổng thư ký Hắc Thiên vang lên, không hề thua kém so với viện trưởng, cực kỳ am hiểu lực lượng hỏa diễm, thân thể cao lớn khổng lồ. Xích Mông giật mình. đúng vậy, nếu tôi đoán không lầm thì vị sinh mệnh cao duy đó có kích thước to lớn nhất so với tất cả những sinh mệnh cao duy mà tôi từng nhìn thấy tổng thư ký hắc thiên nói trái quả đó đâu xích mông hỏi chúng ta chỉ có một quả thôi ông xem thử rồi bỏ công lao ra mà mua tổng thư ký hắc thiên vừa dứt lời một trái quả màu đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện trước mặt phó viện trưởng xích mông ngay sau đó khoảng không gian xung quanh trái quả này cũng trở nên biến dạng bởi vì nó dù gì cũng là một sự tồn tại có đường kính lên đến 16 km xích mông bắt đầu xem xét vận dụng lực lượng tâm linh để xâm nhập vào bên trong trái quả trước mắt mình Mơ hồ nhìn thấy một con quái vật hùng vĩ cao lớn đến mức khiến ông ta chấn động tới mức ngạt thở, được đó, Xích Mông trở nên mừng rỡ, lập tức cắt đứt một chút thịt quả từ loại quả kia bằng ý niệm, miếng thịt quả bay ra khỏi không gian biến dạng, lập tức phóng to ra vài mét, Xích Mông há miệng ra, không gian lại tiếp tục biến dạng, miếng thịt quả lập tức thu nhỏ lại rồi bay vào miệng ông ta. "Ồ, Xích Mông cảm giác cả người mình chịu ảnh hưởng từ nó, thân thể ông ta bắt đầu phình to một cách mất kiểm soát, bên ngoài làn da còn có lửa bốc cháy, lửa này nóng rát dữ dội thật." Xích Mông mừng rỡ cỗ lực lượng này hoàn toàn khác biệt so với phòng đoán ngôi sao nguyên sơ của viện trưởng nó thậm chí còn cực đoan và ghê gớm đến mức không thể tưởng tượng được xích mông không nhịn được nữa bèn điều khiển toàn bộ trái quả đỏ sẫm kia bay vào miệng mình ông ta nuốt hết cả quả trong một ngụm sau đó cảm nhận được cỗ lực lượng hung bạo đang bành trướng kịch liệt trong nội tạng thậm chí còn cho phép cơ thể biến đổi tùy ý xích mông tự nhiên phình to đạt đến cỗ cao tận 800 trăm mét nhưng không gian trong phòng cũng mở rộng theo ông ta loại quả này có ảnh hưởng đặc biệt với thân thể vật lý hình như còn đi theo xu hướng khổng lồ xích mông suy tư chẳng lẽ thân thể càng cao lớn thì càng có thể tiếp nhận được cỗ lực lượng hỏa diễm mênh mông hơn lực lượng hỏa diễm này xích mông vừa kinh ngạc vừa vui sướng khôn cùng với phương thức hình thành thân thể như thế này mình đã tìm được một khả năng khác về cấu tạo thể sinh mệnh cao duy xích mông vừa mừng vừa sợ ông ta đã bị mắc kẹt ở bình cảnh từ lâu vậy nên mới dành thời gian sinh con chính là tia nó tuy nhiên loại quả này tác động đến thân thể của ông ta giúp ông ta tìm được phương hướng sao cậu có loại quả này phó viện trưởng xích mông hỏi phó viện trưởng xích mông có quyền hạn cao hơn tôi đương nhiên cũng có quyền biết được nội tình hứa cảnh minh chính là người bán loại quả này cho viện nghiên cứu nguyên sơ tổng thư ký hắc thiên đáp phó viện trưởng xích mông gật đầu cùng lúc đó ông ta cũng đang thu nhỏ thân thể về hình dạng bình thường ngôi sao hắc thiên mình bán loại quả vũ trụ kia cho viện nghiên cứu nguyên sơ mục đích là để viện nghiên cứu nguyên sơ nghiên cứu ra công dụng cụ thể của nó trong một thời gian ngắn hứa cảnh minh đã suy nghĩ ra rất nhiều vấn đề từ nhiều phương diện ví dụ như phải sử dụng loại quả vũ trụ này như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất đồng thời giảm thiểu nguy cơ xuống mức thấp nhất hoặc loại quả vũ trụ này có thể hỗ trợ nhiều nhất cho lĩnh vực nào để biết được những điều này thì cần phải nghiên cứu chuyên sâu hứa cảnh minh quyết định bàn giao chuyện này cho viện nghiên cứu nguyên sơ hả hứa cảnh minh đang ngồi ở phòng đọc sách bất chợt nhận được tin nhắn từ phó viện trưởng xích mông tại mạng thế giới ảo trong không gian cá nhân của hứa cảnh minh phó viện trưởng xích mông đích thân tới đây phó viện trưởng hứa cảnh minh vội vàng niềm nở chào đón cậu đã bán một loại quả vũ trụ cho viện nghiên cứu nguyên sơ phải không phó viện trưởng xích mông hỏi vâng hứa cảnh minh gật đầu nó rất hữu ích đối với tôi phó viện trưởng xích mông nói cậu có thể hái được bao nhiêu trái quả như thế cậu có bao nhiêu thì tôi sẽ thu mua bấy nhiêu tôi biết những loại bảo vật quý hiếm trong vũ trụ như thế này thì viện nghiên cứu nguyên sơ chúng ta phân chia cho mỗi người một cách hợp lý nhưng nó thực sự rất quan trọng với tôi hứa cảnh minh trần trừ một lát rồi đáp được dù sao đi nữa phó viện trưởng xích mông cũng là người đại diện cho viện trưởng ông ta vốn dĩ đã nắm giữ quyền hạn rất lớn loại quả vũ trụ này cũng rất hữu ích đối với cậu nhưng cậu phải đột phá cấp 10 thì mới có thể nếm thử phó viện trưởng xích mông nói tuy nhiên cậu tốt nhất hãy tích lũy đủ nhiều ở giai đoạn cấp 10, có hy vọng đột phá cảnh giới truyền thuyết vũ trụ thì hãng nhấm nháp lại quả này, nếu không thì rõ là phung phí của trời. Tôi cảm ơn lời chỉ giáo của phó viện trưởng, Hứa Cảnh Minh nói, nhưng tổng số lượng trái quả này trong không gian vũ trụ phụ thuộc của tôi cũng chỉ khoảng hơn 100 quả, tôi cần 50 quả, cậu cứ tính giá mỗi quả nhiều thêm 10% so với mức giá mà viện nghiên cứu Nguyên Sơ đưa ra. Phó viện trưởng xích mông mỉm cười nói, nếu tôi thực sự may mắn và có thể đột phá thành sinh mệnh cao duy, thì tôi coi như mình đã nợ cậu một ân huệ lớn, hứa cảnh minh giật mình chuyện này có liên quan tới quá trình đột phá cảnh giới trí cao của phó viện trưởng xích mông ư ngài có cần gấp không hứa cảnh minh nói tôi phải đột phá lên cấp 10, thì mới có thể chắc chắn sẽ hái được nó cậu phải mất bao lâu để đạt đến cấp 10? phó viện trưởng xích mông hỏi trong vòng 50 năm hứa cảnh minh nói kể từ khi hứa cảnh minh nắm giữ thủ thuật bước đi cao duy cho tới bây giờ thì cũng chỉ mới 71 năm trôi qua trong khoảng thời gian đóng quân ở chiến trường tiền tuyến hắn gần như đã tập trung toàn bộ tâm tư vào con đường tiến hóa vừa quan sát về thiên mãng vừa học tập kiến thức từ các đại học giả trong vũ trụ Vậy nên đã càng hiểu sâu hơn về mô hình sao hoàn, mô hình cấu tạo nguyên lực cuối cùng, Hứa Cảnh Minh tin chắc rằng bản thân sẽ sớm nắm giữ được mô hình này, hắn nói 50 năm như vậy là đã tỏ ra khiêm nhường lắm rồi, sau khi nắm giữ 6 loại mô hình cấu tạo nguyên lực, cũng như tích lũy đủ lực lượng tâm linh, hắn sẽ có thể đột phá lên cấp 10, không gấp, tôi cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với loại lực lượng này, còn phải nghiên cứu cẩn thận, phó viện trưởng Xích Mông gật đầu, mỗi khi cậu hái được loại trái quả đó thì cứ đưa tới trụ sở của viện nghiên cứu nguyên sơ là được, được, Hứa Cảnh Minh gật đầu nếu phó viện trưởng xích mông có thể đột phá cảnh giới trí cao nhờ vào loại quả của hắn thì đây sẽ là một niềm vui bất ngờ cho toàn bộ tộc đàn nhân loại trong vũ trụ phó viện trưởng xích mông mỉm cười với hứa cảnh minh nhưng đồng thời lại nảy ra một ý nghĩ rất kỳ quái trong lòng mình lâm vào bình cảnh cho nên mới quyết định duy trì nói giống có được người con trai tiano tiano tình cờ gặp được hứa cảnh minh trợ giúp hắn trong giai đoạn ban đầu cho đến bây giờ hứa cảnh minh lại phát hiện ra loại quả vũ trụ cực kỳ hữu ích đối với con đường tiến hóa của mình phó viện trưởng xích mông ngầm cảm giác được sự diệu kỳ của số phận nếu không có tia no hứa cảnh minh ắt hẳn vẫn sẽ trở nên nổi bật như bây giờ nhưng hắn nhất định sẽ trưởng thành theo một phương hướng khác thậm chí ngay cả tình hình của nền văn minh lam tinh cũng sẽ khác biệt so với hiện giờ liệu một hứa cảnh minh trưởng thành theo một phương hướng khác sẽ có cơ duy phát hiện ra không gian vũ trụ phụ thuộc này ư ừ. chưa chắc có lẽ việc khám phá không gian vũ trụ phụ thuộc này sẽ bị trì hoãn hàng trăm triệu năm hoặc thậm chí là lâu hơn phó viện trưởng xích mông rời đi nhưng hứa cảnh minh vẫn đang hưng phấn đến mức tim can đập rộn ràng mình phải mau chóng làm chủ được mô hình xa hoàn đột phá lên cấp 10 để có thể thu hoạch 50 trái quả vũ trụ kia và gửi đến chỗ phó viện trưởng Xích Mông, nếu ông ta có thể đột phá được nhiều nó thì, Hứa Cảnh Minh cảm thấy rất mong đợi, thời gian thấm thoát như thay đưa, đã 25 năm trôi qua kể từ khi Hứa Cảnh Minh phát hiện ra không gian vũ trụ phụ thuộc, ngôi sao hắc thiết, Hứa Cảnh Minh, sư huynh giản, sư huynh ất tử đang ở trong trang viên, trong phòng đọc sách, xà hoàn, xà hoàn, Hứa Cảnh Minh ngồi tại chỗ, vận dụng lực lượng tâm linh thẩm thấu vào không gian phụ thuộc của chiến y nguyên sơ, sau đó tỉ mỉ quan sát vài thiên mãng đang được đặt trong đó thời không là một vòng tròn sinh mệnh cũng là một vòng tròn một đơn vị cấu tạo cơ bản nhất của sinh mệnh có thể hình thành một vòng tuần hoàn giữa ba thứ thời không vật chất và năng lượng thì đó chính là thể sinh mệnh hoàn hảo nhất trong vũ trụ hứa cảnh minh nghĩ ngợi nhưng mô hình xà hoàn cũng là mô hình khó nhất trong sáu loại mô hình tiến hóa lớn sao nó lại cân bằng các phía kết nối chúng lại với nhau hoàn hảo như thế tại sao mô hình xà hoàn luôn phải có cấu tạo như vậy hứa cảnh minh dùng suy nghĩ điều khiển mô hình xà hoàn dần dần hình thành trước mắt hắn vô số nguyên lực tập trung lại ngưng tụ và tạo dựng hàng chục triệu tầng kết cấu trong chớp mắt và quá trình này vẫn còn tiếp tục diễn ra chỉ trong vòng nửa tiếng hàng trăm tỷ lớp cấu tạo đã lắp ráp thành mô hình nguyên lực xà hoàn nhỏ khoảng một nắm tay mình thành công rồi hứa cảnh minh mừng rỡ chỉ trong lần đầu tiên mình đã gắng gượng xây dựng được một mô hình xà hoàn hoàn chỉnh nhưng mà hứa cảnh minh cũng biết vấn đề nằm ở đâu nhưng mô hình xà hoàn nhất định phải đủ nhỏ có thể liên kết với năm loại mô hình nguyên lực lớn khác từ đó tạo thành đơn vị sinh mệnh cơ bản nhất hứa cảnh minh quan sát trong lúc này mình chỉ có thể tạo ra mô hình xà hoàn cỡ lớn, nhưng như vậy cũng đã được coi là một bước tiến đến thành công rồi. Trong vòng 3 năm, trong 3 năm, mình chắc chắn sẽ phải tìm cách thu nhỏ mô hình xà hoàn bằng mọi giá. Hứa cảnh Minh biết rõ mình đang tới gần ngưỡng cửa của giai đoạn sinh mệnh bản nguyên cấp 10. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Mình cần tiếp tục suy diễn, phân tích lý thuyết về mô hình xà hoàn. Nếu càng gia tăng mức độ hiểu biết, thì sẽ càng dễ dàng thu nhỏ mô hình này. Thật ra, một phương pháp đơn giản nhất chính là lặp lại trí nhớ. Mặc dù quá trình tạo dựng mô hình xà hoàn rất phức tạp, nhưng hắn chỉ cần tạo dựng nó hơn 10.000 lần, trăm 100 nghìn lần hoặc là triệu triệu lần, thì sẽ càng thành thạo, quen thuộc với mô hình này đến mức khắc sâu vào linh hồn. Đến khi đó, việc thu nhỏ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Suy cho cùng, hứa cảnh minh cũng có dã tâm trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ, thậm chí là đột phá cảnh giới trí cao. Vậy nên hắn phải càng kiên trì thấu hiểu bản chất của sinh mệnh một cách triệt đề, nền móng càng vững chắc thì mới càng đi xa được. Ngô Minh, sư đệ Ngô Minh, sang đây uống rượu nào? một giọng nói vang lên tôi tới rồi đây hứa cảnh minh đứng dậy đi ra ban công thư phòng vừa cất bước đã vượt qua vài chục mét đi tới gần trước bàn gỗ lộ thiên trong trang viên lúc này sư huynh giản và sư huynh ất tử đang chuẩn bị rượu thịt ở ngay bên cạnh hứa cảnh minh cũng bắt đầu vung tay chuẩn bị chút hoa quả điểm tâm ba người bọn họ cứ mấy ngày lại tụ tập với nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện lư nã tinh đã đột phá rồi đấy cậu biết chưa ất tử khoan thai rót rượu cho hai người sư đệ nhà mình sau đó ngồi xuống rồi nói tiếp thật là khiến người ta hâm mộ ghen ghét mà hắn ta vừa mới trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 chưa được lâu, vậy mà đã nắm giữ lực lượng cao duy, sư đệ Ngô Minh cũng nắm giữ lực lượng cao duy trong giai đoạn cấp 9 rồi mà, chẳng phải cậu ấy mới càng đáng kinh ngạc sao? Sư huynh giản mỉm cười, để có thể vận dụng lực lượng cao duy thì cần phải có tích lũy tự thân mạnh mẽ, hoặc mượn nhờ những vật phẩm cao duy đặc thù, Hứa Cảnh Minh nói, tôi rõ ràng vẫn chưa tích lũy kiến thức đủ đầy, chỉ có chút may mắn mà thôi. Cậu là người có thiên phú đứng nhất nhì ở thời đại hiện nay, viện nghiên cứu nguyên sơ hiển nhiên phải cung cấp một vài đồ vật cao duy lợi hại cho cậu. Ất Tử nói, Lư Nã Tinh này chỉ mất 3.000 năm để trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10, coi như cũng tương đối xuất sắc. Tuy nhiên, rất nhiều người ngoài kia còn ưu tú hơn rất nhiều so với hắn ta, chẳng hạn như sư đệ giàn đây. Tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi Lư Nã Tinh có thể nắm giữ lực lượng cao duy nhanh như thế. Sư đệ ám tinh ắt hẳn đã gặp được kỳ ngộ đấy. Sư huynh giản nói, kể cả tên ngốc cũng đoán được điều này, suy cho cùng. Lư Nã Tinh cũng chỉ mới đột phá thành sinh mệnh bản nguyên từ vài trăm năm trước, nếu không có được cơ duyên thì làm sao có thể phát huy lực lượng cao duy. Rất nhiều người có được kỳ ngộ, sư huynh ám tinh vừa có thiên phú vừa có cơ duyên hắn ta đạt được thành tựu như vậy cũng là chuyện bình thường hứa cảnh minh vừa ăn thịt vừa nói căn bản không hề đề bụng dù sao thì hắn đã có thể dám chắc bản thân sẽ đột phá thành sinh mệnh bản nguyên cấp người trong vòng 3 năm tới tốc độ đột phá tới cấp 10 của hắn nhanh hơn rất nhiều so với của lưu nã tinh nếu bàn thêm về kỳ ngộ hắn có chiến y nguyên sơ số 9, lại còn tình cờ có được một không gian vũ trụ phụ thuộc vậy nên cũng đâu cần ngưỡng mộ người khác làm gì các cậu đừng coi thường lưu nã tinh ất tử nói bởi vì đã nắm giữ lực lượng cao duy vậy nên hắn ta đã được thăng lên làm người thừa kế ngai vàng thứ nhất của nền văn minh nguyên tinh một khi hoàng đế hiện tại thoái vị thì lư nã tinh sẽ nhiễm nhiên trở thành người đứng đầu của nền văn minh nguyên tinh tới lúc đó tầm ảnh hưởng và quyền thế của hắn ta sẽ khác hẳn so với bây giờ hứa cảnh minh và sư huynh giản khẽ kinh ngạc hoàng đế của nền văn minh cấp cao trong vũ trụ quả thật có thể nắm giữ số lượng tài nguyên nhiều hơn hẳn một vương gia chiến y nguyên sơ số 9, bảo vật chiến quốc của nền văn minh nguyên tinh cũng là do viện trưởng chuẩn bị cho gia tộc vậy nên tuyệt đối không hề thua kém so với chiến y nguyên sơ số chín sau khi Lưu Nã Tinh được thăng lên làm người thừa kế thứ nhất, vô số sinh mệnh bản nguyên của Viện Nghiên cứu Nguyên Sơ đã tặng quà cho hắn ta. Ất Tử nhìn Hứa Cảnh Minh và Sư Huynh Giản, hai người đã tặng quà chưa? Chỉ tăng lên một bậc trong danh sách thừa kế, vậy mà cũng cần phải tặng quà sao? Sư Huynh Giản khẽ nhíu mày, theo quy tắc bình thường, chúng ta chỉ nên tặng quà cho người đã chính thức tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Hứa Cảnh Minh cũng ngạc nhiên, Lưu Nã Tinh vẫn chỉ là một người thừa kế mà thôi, chúng ta không nhất thiết phải tặng quà đâu. Theo lẽ thường, khi một người tiến hóa thành sinh mệnh bản nguyên cấp 9, cấp 10, thành cường giả truyền thuyết vũ trụ, hoặc là được phong vương hay đăng cơ hoàng đế trong nền văn minh của mình, tất cả đồng bạn sẽ gửi một món quà chúc mừng, còn đối với những sự kiện đột phá sức mạnh, thăng cấp và thăng chức gì đó thì không cần gióng trống của chương làm gì. Lưu Nã Tinh chỉ mới hơn 3000 tuổi, hoàng đế đương thời của nền văn minh Nguyên Tinh đã hơn 80 000 tuổi rồi, hắn ta có lưu Nã Tinh xác suất kế vị rất cao, không phải việc nịnh bợ một vị hoàng đế tương lai là chuyện bình thường mà. Ất tử cười tùng tìm, "Thế anh có tặng không?" Sư huynh giản hỏi, "Không nhá." Ất Tửu lắc đầu, thế thì chẳng phải coi như xong rồi sao sư huynh giản cũng lời nói nhiều hắn ta chỉ mới tu luyện một thời gian ngắn thuận lợi trở thành người có thành tựu đứng đầu trong phương diện lĩnh vực kính của tộc đàn nhân loại vũ trụ với trình độ này sư huynh giản đương nhiên sẽ đặt mục tiêu ở cảnh giới truyền thuyết vũ trụ căn bản không muốn bị cuốn vào mấy chuyện tranh quyền đoạt thế lư nã tinh trở thành hoàng đế thì sao chứ đối phương cũng không thể quản được hắn uống đi nào hứa cảnh minh nâng ly đương nhiên càng không để ý tới chuyện này một khi đột phá cấp 10 hắn không những có thể gia tăng sức mạnh mà còn có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Hơn nữa, hắn là người của vực vũ trụ thợ săn, tự nhiên không liên quan đến nền văn minh nguyên tinh. Mặc dù hắn có thể làm bạn với hoàng đế của nền văn minh cấp cao, nhưng cũng không nhất thiết phải nịnh nọt người đó. Giá tâm của hứa cảnh minh đã vượt qua cả sư huynh giản lẫn sư huynh ất tử. Hắn chẳng những muốn trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ, mà còn muốn đột phá cảnh giới trí cao. Dù sao đi nữa, khi viện trưởng gặp hắn, ông ta đã rất kỳ vọng vào hắn rồi. Bởi vì mục tiêu lớn lao này, mặc dù hứa cảnh minh có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ đột phá lên cấp người trong vòng 3 năm, nhưng hắn cũng không cảm thấy tự đắc chút nào so với mục tiêu ban đầu việc trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 có là gì đâu ba người vừa uống rượu vừa trò chuyện với nhau trong mấy năm gần nay quân chủ mạt hữu của mục tộc càng lúc càng điên cuồng sư huynh giàn đặt ly rượu xuống lo lắng nói hắn ta tham gia đánh cướp hết lần này sang lần khác từ những vụ cướp quy mô vừa và lớn cho đến các lần hành động cướp bóc nhỏ lẻ hứa cảnh minh cũng đặt ly rượu nghiêm nghị tiếp lời đúng thế chúng ta cũng chạy tới chém giết vài lần nhưng không thể chấn nhiếp hắn ta được chuyện này rất kỳ quái ất tử khẽ gật đầu theo lẽ thường chúng ta đã phá hủy một phần thế giới ác mộng của quân chủ mạt hữu đồng thời đả thương tâm linh của hắn ta gây ảnh hưởng tới quá trình dung hòa vật phẩm cao duy của hắn ta sau khi chịu thương tổn như thế quân chủ mạt hữu đáng lẽ phải kiềm chế một chút hạn chế xuất đầu lộ diện nhưng trong mấy năm nay hắn ta chẳng hề biết sợ hãi cứ thế đánh cướp liên tục ngay cả khi bị trọng thương quân chủ mạt hữu vẫn không chịu dừng lại đúng thế hắn ta đã nuốt trưởng vô số sinh mệnh bản nguyên cấp mười nhân tộc sư huynh giản gật đầu Sinh mệnh bản nguyên cấp 10 là lực lượng nòng cốt của tộc đàn nhân loại vũ trụ, các vị trí cao đương nhiên sẽ có biện pháp phục sinh cho những người đã chết, nhưng bọn họ cũng phải bỏ ra một cái giá khá đắt. Sinh mệnh bản nguyên cấp 10 không ngăn cản được quân chủ mạt hữu, các hành tinh có sự sống khác lần lượt lâm vào tuyệt cảnh, hứa cảnh minh vừa phẫn nộ vừa bất lực, mặc dù hắn đã chấn nhiếp vô số sinh mệnh bản nguyên cấp 9 ngục tộc, nhưng lại không làm gì được quân chủ mạt hữu, thậm chí, hắn còn không dám xuất hiện trước mắt quân chủ mạt hữu, chỉ có thể đưa những người đồng đội như sư huynh ất tử, sư huynh giản tới bên cạnh quân chủ mặt hữu được không gian cao duy nếu là trước kia quân chủ mặt hữu còn biết rẻ chừng nhưng bây giờ càng lúc càng điên cuồng hắn ta quả thực đã phát điên rồi một tia lạnh lùng sắc bén trỗi dậy trong mắt ất tử chuyện này không ổn tí nào hắn ta là một trong thập đại quân chủ của ngục tộc có khả năng kiểm soát rất cao đối với vật phẩm cao duy theo lý mà nói hắn ta không thể bị điên như vậy mới đúng có hai khả năng khiến hắn ta bị điên như thế một là hắn ta vừa có bước đột phá hai là hắn ta bắt đầu bị đồng hóa cao duy vẻ mặt của ất tử rất nghiêm túc cả hai khả năng này đều không có lợi cho chúng ta sư huynh giản cũng gật đầu đồng tình hứa cảnh minh cũng biết là tình hình nghiêm trọng nhưng hắn không thể làm gì khác trên một hành tinh hoang vắng quân chủ mạt hữu ngồi một mình trên ngai vàng vừa gục đầu vừa che kín hai mắt cố gắng chịu đựng cơn đau đớn kéo dài thế giới ác mộng hư ảo đã bao phủ toàn bộ hành tinh này từng ảo ảnh đang kêu khóc gào la phảng phất như là muốn ra hiện thực vực sâu vực sâu vực sâu vĩ đại quân chủ mạt hữu thấp giọng lầm bầm sau đó chậm chậm ngẩng đầu lên đôi mắt xanh biếc vốn có đã chuyển sang màu đen kịt trông vô cùng đáng sợ mỗi lần nhìn vào những đoạn lịch sử mà đôi mắt này đã trải qua mình luôn cảm thấy đau đớn dày vò nhưng cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn từ đó mới có thể bước vào hàng ngũ thập đại quân chủ của ngục tộc tuy nhiên mình không ngờ không ngờ rằng mình đã nhìn thấy được vực sâu trong không gian cao duy ngôi sao nguyên sơ chính thiên thể vĩ đại khủng bố nhất nhưng ngoài ra vực sâu cũng chính là một khu vực rộng lớn đáng sợ không kém rất nhiều vật phẩm cao duy có nguồn gốc từ nó ngay cả chủ tháp của tháp học vĩnh hằng một trong ba vị trí cao của tộc đàn nhân loại trong vũ trụ cũng đang tập trung nghiên cứu về vực sâu nhưng quân chủ mạt hữu cũng chỉ là một sinh mệnh trong vũ trụ thực vậy nên hắn ta không có khả năng dò rét vực sâu vì lẽ đó cho dù hắn ta sẽ không thể nhìn thấy gì khi đứng trước vực sâu nhưng quan sát một vài thứ nhờ vào ký ức của đôi mắt này mình nhìn thấy vực sâu vực sâu cũng ảnh hưởng tới mình đôi mắt này xung hợp càng sâu hơn nữa quân chủ mạt hữu thì thầm với chính mình sau đó giơ đôi bàn tay ra phát hiện một đôi mắt nhắm nghiệm ở đó ngoài ra một con mắt khác cũng đang được nuôi dưỡng trên lồng ngực của hắn quân chủ mạt hữu dần dần cảm nhận sự biến hóa của thân thể đã bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính mình mình đang bị đồng hóa quân chủ mạt hữu cảm thấy không cam lòng những vật phẩm cao duy được tích hợp vào cơ thể đều có cấp độ cao hơn nhiều so với các thể sinh mệnh trong vũ trụ thực cho dù đã áp dụng phương pháp tiến hóa rất đặc biệt thì đám quân chủ ngục tộc bọn hắn vẫn có nguy cơ bị đồng hóa ngay cả khi quân chủ mạt hữu đã tích lũy kinh nghiệm phong phú và có đủ kỹ năng để kiểm soát lực lượng ác mộng nhưng những trải nghiệm quan sát vực sâu vẫn khiến hắn ta bước vào quá trình đồng hóa cao duy mình chỉ cần đạt tới cấp bậc truyền thuyết vũ trụ hoàn toàn lĩnh ngộ được bản chất của lực lượng cao duy liền có thể hoàn toàn khống chế đôi mắt này thì sẽ không cần lo lắng về rủi ro đồng hóa nữa quân chủ mạt hữu thì thảo thành tiếng rồi lại che đôi mắt lại run rẩy trong cơn đau đớn nhẹ nhẹ cuộc chiến biên giới giữa ngục tộc và nhân tộc chưa bao giờ ngừng lại trong vùng vũ trụ thiên mãng một hành tinh có sự sống đã bình yên suốt hơn 20.000 năm nhưng một quân chủ ngục tộc đã giáng lâm mang đến kiếp nạn cho mọi người dân ở nơi này một tộc đàn ôn hòa như vậy làm sao có thể vượt qua cả ngục tộc chúng ta kia chứ tên quân chủ ngục tộc này đang đứng giữa mảnh tinh không cách xa hành tinh có sự sống trước mặt khoảng hơn trăm vạn km nhưng khi hắn ta rời tầm mắt về phía hành tinh hàng tỷ nhân loại ở đó đều hóa thành hư vô vút 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 từ một khoảng cách cực kỳ xa xôi tên quân chủ ngục tộc này đã thu hoạch tất cả những vật phẩm giá trị trên hành tinh đó ví dụ như vật liệu quý giá sản phẩm công nghệ quý hiếm người máy thông minh cấp cao phi thuyền vũ trụ máy chủ trí tuệ nhân tạo vân vân vào túi mình tên quân chủ ngục tộc này rõ ràng có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực thời không với tốc độ cấp tốc nhanh như thế tộc đàn nhân loại rất khó có thể chặn giết được hắn ta quân chủ ngục tộc ư một giọng nói vang lên bên tay quân chủ ngục tộc tên quân chủ ngục tộc này nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện ở mảnh tinh không xa xa với ánh mắt kinh ngạc sau đó lập tức nhận ra đó là một sinh mệnh bản nguyên nhân tộc có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị giản quân chủ ngục tộc không tài nào tin nổi hắn ta nhanh như vậy sao cùng lúc đó hắn ta cũng đã phát hiện tầng tầng lớp lớp thời không ở xung quanh đã biến thành một thế giới mặt hương giống hệt như một mê cung bao bọc lấy mình mình vừa hay ở rất gần liên minh sao này sư huynh giản cất bước đi về phía quân chủ ngục tộc tầng tầng lớp lớp thời không liên tục thu nhỏ khiến cho đối phương tuyệt vọng không gì sánh được tên này rốt cuộc cũng chỉ là một quân chủ ngục tộc sở hữu một chút lực lượng cao duy đương nhiên không có cách nào thoát khỏi vòng vây của sư huynh giản trong số những người chấn thủ của tộc đàn nhân loại ở vực vũ trụ thiên mãng đám quân chủ ngục tộc sợ nhất chính là giản tiên sinh nếu gặp phải những người khác bọn họ vẫn còn có hy vọng chạy thoát nhưng nếu đụng độ giản tiên sinh thì coi như xong đời sẹt 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 dưới quá trình sụp đổ cao rút của thời không tên quân chủ ngục tộc này bị nghiền nát thành từng mảnh nghiền nát cho tới chết sư huynh giản tịch thu chiến lợi phẩm trong đợt cướp bóc thứ ba của ngục tộc mình lại gặp phải một tên quân chủ ngục tộc sư huynh giản nhìn về phía hành tinh có sự sống im lặng cô độc kia hắn ta khẽ lắc đầu bất lực vì không thể làm gì được sư huynh giản lơ lửng giữa mảnh tinh không kiên nhẫn chờ nhiệm vụ tiếp theo của mình bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim sau đó là đợt thứ tư thứ năm thứ sáu trong hành động cướp bóc của ngục tộc trước mắt một cái đã đến đợt thứ mười hai sư huynh giản vẫn đi tới từng hành tinh có sự sống theo chỉ dẫn của nhiệm vụ như trước hắn ta đi xuyên qua thời không bằng phi thuyền vũ trụ đến được một nơi cách vị trí mục tiêu khoảng một năm ánh sáng nhanh chóng thu hồi phi thuyền tuy nhiên ngay khi hắn ta vừa định chuẩn bị dịch chuyển tức thời tới vùng tinh không phía trước thì bất chợt cảm nhận được những biến đổi xung quanh mình véo thế giới ác mộng khổng lồ đã lẳng lặng lan tràn tới gần hoàn toàn bao phủ xung quanh hắn ta mạt hữu sư huynh giản không khỏi biến sắc khi trông thất thực thể của lực lượng ác mộng đang lao vút về phía mình mảnh thời không xung quanh sư huynh giản dường như đã được phản chiếu hết lần này đến lần khác trong một mặt gương khổng lồ tạo thành hàng trăm lớp thời không kết hợp hoàn hảo với nhau để chống lại lực lượng ác mộng tuy nhiên lực lượng ác mộng chuyên nhắm vào tâm linh của con mồi mặc dù thế giới mặt gương với vô số tầng lớp thời không trồng chất lên nhau có thể ngăn cản suy yếu đáng kể nhưng vẫn có một tia lực lượng ác mộng chui vào đầu sư huynh giản giản một đôi mắt hiện ra trong thế giới ác mộng thế giới ác mộng với đường kính gần 2 nghìn tỷ km trông giống như một gương mặt vậy nên đôi mắt này ở trên khuôn mặt này cũng phải to lớn không gì sánh được hành tinh phía trước cũng trở nên nhỏ nhoi so với nó tên quân chủ mạt hữu này lại mạnh hơn rồi sư huynh giản có thể cảm giác được uy áp từ đôi mắt khổng lồ kia thật ra ngay từ khi thế giới ác mộng mở rộng phạm vi hắn ta đã xác định được chuyện này thực lực của người đã đạt được sự tôn trọng của ta vì lẽ đó ta để chào mừng ngươi đi vào con mắt của ta ngay khi giọng nói vừa chấm dứt một trong hai con mắt khổng lồ trong thế giới ác mộng bao trùm lấy sư huynh giản dưới uy áp của lực lượng ác mộng sư huynh giản căn bản không có cách nào thoát được tiến vào con mắt của hắn ta ư Mạt Hữu chưa bao giờ sử dụng chiêu thức này trước đây. Sư huynh giản có thể cảm giác được sự đáng sợ của con mắt này, vậy nên lập tức bất chấp hết thảy để sử dụng vũ khí cao duy trước khi chưa bị nứt chừng. Tầng tầng lớp lớp thời không của thế giới trong gương bỗng dưng khép lại, hóa thành một thanh kiếm sắc, lập tức xé rách kết giới của lực lượng ác mộng. Vào giây phút xé rách đó, giản cũng đã kết nối vào mạng thế giới ảo, phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng ngay sau đó, lực lượng ác mộng mênh mông rộng lớn lại che lấp hắn ta một lần nữa. Mình không thoát khỏi thế giới này, cũng không dễ dụ nổi thế giới trong gương ở xung quanh sư huynh giản giống hệt như một tấm kính vạn hoa liên tục biến hóa khi thì là ngăn cản lúc lại đâm chọc nhưng vẫn không thể ngăn cản con mắt khổng lồ kia chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi con mắt khổng lồ kia đã nhấn chìm hắn ta đây là sau khi bị nuốt vào con mắt của quân chủ mạt hữu sư huynh giản chỉ cảm thấy trời đất xung quanh bắt đầu thay đổi hắn ta đi tới một thế giới u ám rồi bất chợt trông thấy một vực sâu vô tận ở phía trước sự đáng sợ của vực sâu này khiến sư huynh giản run rẩy kịch liệt khó lòng kiểm soát được bản thân hai mắt của hắn ta cũng dần dần trở nên đen kịt vực sâu mình đã thấy rất nhiều vực sâu trong tháp học vĩnh hằng nhưng tại sao vực sâu trong mắt của quân chủ mạt hữu lại đáng sợ như thế sư huynh giản cảm thấy hai mắt tối sầm liền bắt đầu quan tưởng ngôi sao nguyên sơ trong ý thức tâm linh cố gắng duy trì lý trí tỉnh táo vụt nhưng dưới sức mạnh vô hình của vực sâu đáng sợ kia sư huynh giản không tài nào thoát ra được không ngừng bị hút vào càng lúc càng tới gần cuối cùng ngã xuống vực sâu kia trong hành động cướp bóc cỡ vừa và lớn lần này của mục tộc hứa cảnh minh cũng đang chặn đánh và chém giết ở khắp nơi Giản đã đụng độ với quân chủ mạt hứu hiện giờ đang gặp nguy hiểm tình hình hết sức khẩn cấp ngô minh xin hãy lập tức đưa ất Tử tới giúp đỡ ngay lập tức một nhiệm vụ đi kèm với tọa độ vị trí của giàn và ất Tử được gửi tới cho hứa cảnh minh hắn ta không khỏi sửng sốt sư huynh giàn gặp nguy hiểm ư lúc này hứa cảnh minh bèn đi xuyên qua thời không với cự ly siêu xa lập tức vượt qua quãng đường nửa năm ánh sáng nhanh chóng tới gần vị trí sư huynh ất tử. hắn chỉ đi thêm một bước nữa là đã đến bên cạnh ất tử, sư đệ giàn gặp nguy hiểm ất tử cũng nhận được nhiệm vụ mặc dù sư đệ giản yếu hơn mạt hữu một chút nhưng hắn ta có thể phòng thủ rất tốt với thế giới trong gương theo lý mà nói mạt hữu không làm gì được giản mới đúng nhưng lần này giản phát ra tín hiệu cầu cứu thậm chí còn ghi rõ là tình hình khẩn cấp trong nhiệm vụ ẩn tử nhận ra mạt hữu càng trở nên đáng sợ hơn rồi vốt ẩn tử trông thấy hứa cảnh minh tới gần mình mau đi thôi hứa cảnh minh không nói nhiều lời lập tức mang theo sư huynh ất tử đi xuyên qua thời không với cự ly siêu xa thêm một lần rồi hai lần nữa tới rồi hứa cảnh minh dẫn theo sư huynh ất tử hai người hành tàu trong không gian cao duy cũng đã thấy được thế giới ác mộng khổng lồ ở đó từ góc nhìn cao duy bọn họ có thể thấy rõ được thế giới ác mộng với đường kính gần hai nghìn tỷ km rộng lớn mênh mông hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước hứa cảnh minh chỉ mới nhìn thôi là đã cảm thấy sợ hãi hai con mắt ngoài ra hứa cảnh minh cũng phát hiện ra hai con mắt khổng lồ đang mấp máy trong thế giới ác mộng và sư huynh giản đang bị nhốt vào một trong hai con mắt vốt hứa cảnh minh trực tiếp ném sư huynh ất tử vào thế giới ác mộng véo một tia lực lượng ác mộng đâm xuyên vào không gian cao duy dường như muốn đuổi theo hứa cảnh minh nhưng hắn ta đã kịp thời quay đầu chạy mất hiện tại hứa cảnh minh đã có thể di chuyển trong không gian cao duy với tốc độ nhanh hơn kha khá so với thời điểm vừa mới đột phá thực lực và sở hữu lực lượng cao duy chẳng bao lâu sau đó hắn đã chạy rất xa người trấn thủ thần bí này cũng chỉ giỏi chạy trốn thôi quân chủ mạt hữu không truy đuổi theo hứa cảnh minh lập tức quay sang con mồi chủ yếu lần này là giàn phá ất tử bây giờ cũng hung tàn mạnh mẽ hơn bao giờ hết ngay khi vừa bị sư đệ ném vào thế giới ác mộng ông ta liền phát huy lực lượng vô hình giao phong trực diện với lực lượng ác mộng phá hủy hết thảy với hai nắm đấm của mình xác 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 thế giới ác mộng liên tục bị phá hủy căn bản không thể ngăn cản được ất tử sư đệ giàn cố chịu đựng thêm một chút nữa đi với lực lượng tâm linh đã đạt tới cấp độ cao duy từ lâu ất tử có thể dò xét trạng thái hiện tại của sư đệ giàn mặc dù hắn ta tương đối thê thảm nhưng vẫn đang cố gắng chống cự dãy giụa ất tử chạy thẳng tới chỗ sư đệ giàn, đi tới đâu là phá hủy tới đó ất tử à ất tử ngươi từng làm ta bị thương rất nhiều lần ta vẫn luôn không có cách đối phó với ngươi, nhưng bây giờ, ta rất tò mò, không biết ngươi có chống cự được vực sâu hay không. Thanh âm của quân chủ Ma hữu vang vọng khắp thế giới ác mộng, cùng lúc đó, một con mắt khổng lồ bay tới và bao trùm lấy ất tử, con mắt này quá to lớn, ất tử vẫn đang tiếp tục phá hủy thế giới ác mộng, nhưng chẳng bao lâu, ông ta cũng bị nuốt chửng vào con mắt khổng lồ, cũng nhìn thấy vực sâu kinh khủng cùng cực kia và cũng giật mình thon thót. Hứa Cảnh Minh chạy đến mảnh tinh không cách đó hơn trăm triệu năm ánh sáng, bắt đầu chờ đợi trong lo lắng hắn hoàn toàn không thể nhúng tay vào cuộc chiến ở cấp độ đó được dù sao thì hắn cũng chỉ nắm giữ lực lượng cao duy duy nhất là bức kỳ cao duy xét về mặt phương diện chiêu thức chiến đấu hắn còn kém xa lắm quân chủ mạt hữu vốn là một trong thập đại quân chủ của ngục tộc trong lần đầu tiên đụng độ với hắn ta mình đã nhìn thấy một thế giới ác mộng có đường kính một nghìn hai tỷ km nhưng bây giờ thế giới ác mộng đó lại mở rộng gấp bội đến tận hai nghìn tỷ km điều này có nghĩa uy lực của nó cũng đã gia tăng rất nhiều khiến cho một người có năng lực phòng thủ cực mạnh như sư huynh giản cũng phải lên tiếng cầu cứu hứa cảnh minh có chút lo lắng hắn chờ khoảng một phút thì tiếp tục nhận được tin báo sư đệ ngô minh cậu sang đây đi sư huynh ất tử liên lạc với hứa cảnh minh thông qua mạng thế giới ảo vốt hứa cảnh minh lập tức cất bước đi xuyên qua thời không tiến vào vùng tinh không ban đầu trên một hành tinh đổ nát ất tử mệt mỏi ngồi ở một góc cả người chẳng chịt những vết thương trong vết thương còn có khí tức bóng tối vần quanh sư huynh ất tử hứa cảnh minh xuất hiện bên cạnh ông ta sư huynh giản đâu rồi sư đệ giản chết rồi ất tử cao mày lắc đầu nói Quân chủ Mạt Hữu hiện giờ rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với tôi, trong lúc chiến đấu với tôi, hắn ta còn có thể giết sư đệ dàn, quân chủ Mạt Hữu hoàn toàn có thể sánh vai với tốc năm sinh mệnh bản nguyên cấp 10 hàng đầu ở viện nghiên cứu nguyên sư chúng ta, hơn nữa, xuyên suốt quá trình đồng hóa Cao Duy, hắn ta sẽ còn trở nên mạnh hơn, hắn ta đang bị đồng hóa Cao Duy ư? Hứa Cảnh Minh hỏi, ư, ừ. Ất Tử gật đầu, tôi rơi vào bên trong con mắt của hắn ta, thực sự tiếp xúc tới lực lượng kinh khủng nhất của hắn ta, cho nên dám chắc chắn là thế, cậu phải nhớ ất tử nhìn hứa cảnh minh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt quân chủ mạt hữu hắn ta đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều với lực lượng tâm linh hiện giờ của cậu chỉ một ánh nhìn của hắn cũng có thể khiến cho ý thức của cậu rơi vào vực sâu vô tận nhưng cậu cũng đừng để ý quá nhanh thì vài chục năm chậm thì hơn trăm năm quân chủ mạt hữu sẽ không đe dọa ai được nữa ất tử nói thẳng đây chính là lần điên cuồng cuối cùng của hắn ta sau khi hành động cướp bóc của ngục tộc kết thúc hứa cảnh minh và sư huynh ất tử cùng quay về ngôi sao hắc thiết trong trang viên hai người ngồi vào bàn so với lúc trước thì thiếu mất một người hứa cảnh minh và ất tử chạm cốc uống một hơi cạn sạch cậu cũng đừng quá lo lắng ất tử vừa rót rượu vừa nói sư đệ giàn chết rồi nhưng luận về thiên phú thực lực hay là công lao hắn ta nhất định sẽ được phục sinh sớm thôi hơn nữa việc bỏ mạng trong thế giới ác mộng của quân chủ mạt hữu cũng được coi là một trải nghiệm đặc biệt đối với giản thậm chí còn giúp ích gì đó cho con đường tiến hóa của hắn ta hứa cảnh minh gật đầu đáng tiếc sư huynh giản cũng đánh mất vũ khí cao duy trong tay xem ra cũng tổn thất không nhỏ đối với sư huynh giản Số điểm công lao để phục sinh cũng không tính là nhiều, nhưng món vũ khí cao duy trong tay hắn thì có giá trị rất cao. Sư đệ giản là người đứng đầu trong lĩnh vực gương và thời điểm hiện tại, hắn chỉ cần có được một món vũ khí cao duy phù hợp với lĩnh vực gương, thì sẽ có thể nhanh chóng làm chủ được nó, từ đó phát huy được lực lượng cao duy. Ất tử cười nói, chỉ là một món vũ khí cao duy cường đại một chút thường trị giá ít nhất là 50 triệu công lao, tôi đoán chắc sư đệ giản sẽ rất sót của, nhân tộc và ngục tộc khác với nhau, ngục tộc bỏ mạng ở chiến trường, đồng nghĩa với việc đánh mất đồ vật cao duy trong cơ thể. Sau khi phục sinh, bọn hắn rất khó có thể trao đổi được món vật cao duy phù hợp với chính mình và dung hòa một lần nữa. Ngược lại, nhân tộc chỉ cần tích lũy tri thức đủ nhiều, trao đổi một món vũ khí cao duy khác thì có thể cấp tốc khôi phục được sức chiến đấu ban đầu. Nhưng chúng ta không có cách nào ngăn cản quân chủ bạt hữu, thì vài chục năm tiếp theo sẽ khá là rắc rối đây. Hứa cảnh minh uống rượu, cảm thấy sầu lo. Ừ, hắn ta đã lợi hại hơn cả tôi rồi. Ất tử nhíu mày, lo lắng nói, nếu như cường giả truyền thuyết vũ trụ không chủ động ra tay, thì cho dù sinh mệnh bản nguyên cấp 10 cường đại cỡ nào, thì cùng lắm cũng chỉ đả thương hắn ta, chứ không thể tiêu diệt hắn ta một cách triệt để được. Hứa Cảnh Minh gật đầu, tôi sẽ báo cáo việc này cho viện nghiên cứu nguyên sơ, để cho bọn họ điều động cao thủ càng lợi hại tới đây. Ất Tử nói, bất kể là thế nào, chúng ta nhất định áp chế khí thế hung hãn của quân chủ vạt hữu. Cao thủ càng lợi hại sao? Hứa Cảnh Minh hỏi. Những cao thủ cường đại nhất của tộc đàn nhân loại chúng ta thường tập trung tại chiến trường với thần tộc hư không. Tôi đoán rằng cấp trên sẽ phải nghiên cứu bàn bạc bà kỹ lưỡng để có thể điều động một người trong số đó tới đây ất tử nói hứa cảnh minh gật đầu hắn thở dài ngục tộc dung hòa đồ vật cao duy vậy nên có thể phát huy được sức mạnh kinh khủng như thế cũng vì lý do này không một sinh mệnh bản nguyên cấp 10 nhân tộc nào có thể giết được quân chủ mạt hữu xét trong các sinh mệnh bản nguyên cấp 10, thì nhân tộc chúng ta chiếm nhiều ưu thế hơn ất tửu nói nhưng ngục tộc lại lựa chọn phương pháp dung hòa đồ vật cao duy vậy nên chúng ta lại phải xem xét đối phương đã dung hòa cái gì kẻ dung hòa một giọt máu của sinh mệnh cao duy đương nhiên sẽ khác với kẻ dung hòa một trái tim hoàn chỉnh của sinh mệnh cao duy ất tử nói còn nữa việc dung hòa một bộ phận trong của sinh mệnh cao duy ở cảnh giới thứ nhất hay là ở cảnh giới thứ hai cũng có sự khác biệt rất lớn mặt hữu đã dung hòa đôi mắt của sinh mệnh cao duy am hiểu về lực lượng ác mộng vào cơ thể cho nên hắn ta có thể bộc phát sức mạnh vô cùng đặc biệt ất tử nói cảnh giới thứ nhất cảnh giới thứ hai bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hứa cảnh minh hỏi tôi còn nghe nói đến sinh mệnh cao duy cảnh giới thứ ba sư huynh có hiểu rõ về cảnh giới thứ ba không ất tử gật đầu một người vừa đột phá thành sinh mệnh cao duy sẽ ở cảnh giới sơ sinh tương đương với một sinh mệnh vừa mới sinh ra trong không gian cao duy ví dụ như thiên mãng chính là sinh mệnh cao duy cảnh giới sơ sinh tiếp theo đó là cảnh giới vĩnh hằng ba vị trí cao của tộc đàn nhân loại chúng ta đều là sinh mệnh cao duy cảnh giới vĩnh hằng bọn họ đã có thể thiết lập vũ trụ trong cơ thể dễ dàng phát huy sức mạnh bao la của nó trong mỗi một hành vi cử chỉ cùng lúc đó vũ trụ trong cơ thể cũng liên tục cung cấp năng lượng giúp cho bọn họ sống bất tử bất diệt còn cảnh giới cao hơn nữa ất tử khẽ lắc đầu tôi không biết rõ tên gọi chỉ nghe nói đó là cảnh giới cao nhất của sinh mệnh cao duy vượt xa cảnh giới vĩnh hằng ngay cả hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh cao duy cảnh giới vĩnh hằng cũng chẳng là gì so với bọn họ các sinh mệnh cao duy ở cảnh giới này có khả năng kiểm soát thời gian không quá khứ tương lai nhân quả số phận hứa cảnh minh thắc mắc đúng thế ất tử gật đầu bọn họ có thể sửa lại lịch sử khiến cho dòng chảy thời gian đi theo một nhánh mới từ đó hình thành hiện tại mới tương lai mới trong đó vô số sinh mệnh chết đi thì cũng có vô số sinh mệnh xuất hiện vậy nên tất cả sinh mệnh đều cảm giác đây là chuyện hiển nhiên hứa cảnh minh nghe mà chẳng hiểu gì tôi chỉ nghe nói như vậy thôi những điều này có thể là thật cũng có thể là giả cũng có thể chỉ là một phần trong vô số loại năng lực của sinh mệnh cao duy cảnh giới thứ ba ất tử mỉm cười vị trí cao cường đại nhất trong một phương vũ trụ rộng lớn của chúng ta chính là lãnh tụ cổ mạc bên phía thần tộc hư không dường như vẫn một mực theo đuổi cảnh giới thứ ba mặc dù cổ mạc vẫn chưa hoàn toàn thành công nhưng hắn ta đã sở hữu một phần bản lĩnh của cảnh giới thứ ba rồi một khi cổ mạc đột phá cảnh giới thứ ba trong giai đoạn sinh mệnh cao suy, phòng trừng cả phương vũ trụ rộng lớn này sẽ nằm dưới quyền thống trị của thần tộc hư không ất tử nói chắc không dễ như thế chứ hứa cảnh minh cũng lo lắng tất nhiên rồi ất tử nói muốn đi từ cảnh giới sơ sinh đến cảnh giới vĩnh hằng thì còn có xác suất thành công nhất định chứ đi từ cảnh giới vĩnh hằng lên cảnh giới thứ ba thì gần như không có khả năng chủ nhân của tháp học vĩnh hằng đã khẳng định điều này một mặt là để chấn an lòng người nhưng mặt khác thì cũng có lý lẽ riêng mình hứa cảnh minh khẽ gật đầu vì lẽ đó việc dung hòa đồ vật cao duy khác nhau thì tự nhiên sẽ phát huy những loại sức mạnh cũng sẽ khác nhau nếu người nào đó có thể dung hòa một giọt máu của sinh mệnh cao duy ở cảnh giới thứ ba hoặc là vũ khí cao duy được luyện chế từ sinh mệnh cao duy ở cảnh giới thứ ba thì nhất định sẽ nắm giữ loại lực lượng khó lòng tưởng tượng được ất tử buồn ngùi than thở nhưng nếu dung hòa đồ vật cao duy như thế thì chắc là không sống nổi đâu nhỉ hứa cảnh minh cũng than thở việc dung hòa đồ vật cao duy vốn dĩ hậu hoạn vô tận cũng đúng ất tử nói dẫu sao đi nữa trong nhiều thế hệ quân chủ ngục tộc dung hợp nhiều đồ vật cao duy như thế tôi chưa nghe nói đến kẻ nào đang nắm giữ đồ vật liên quan tới sinh mệnh cao duy ở cảnh giới thứ ba hứa cảnh minh và ất tử vừa uống rượu vừa nói chuyện mặc dù hai người đã nói rất nhiều nhưng vẫn không có cách giải quyết quân chủ mặt hữu tộc đàn nhân loại không muốn điều động cường giả truyền thuyết vũ trụ tới đây vì nếu như thế cuộc chiến giữa nhân tộc và ngục tộc sẽ được thăng cấp toàn diện tổn thất của đôi bên cũng sẽ càng gia tăng dữ dội hứa cảnh minh nghĩ thầm nhưng nếu cường giả truyền thuyết vũ trụ không xuất hiện thì quân chủ mặt hữu quả thực bất khả chiến bại hứa cảnh minh nhìn ngắm mô hình nguyên lực xà hoàn đang lơ lửng phía trước nếu như mình đột phá lên cấp 10, có thể thi triển bước đi cao duy ở một cấp độ cao hơn thì vẫn có thể truy tìm tung tích quân chủ mặt hữu tuy nhiên các cao thủ nhân tộc cần phải bắt tay với nhau để đả thương quân chủ mặt hữu còn mình chịu trách nhiệm hộ tống bọn họ để cùng bao vây chém giết hết lần này tới lần khác sau một khoảng thời gian thì có thể giải quyết được hắn ta hứa cảnh minh suy nghĩ sinh mệnh bản nguyên ở cấp 10 là một sự tồn tại rất mạnh mẽ khó bị đánh bại khó bị giết chết còn các cường giả truyền thuyết vũ trụ càng có năng lực tự bảo vệ bản thân rất mạnh điển hình là phó viện trưởng xích mông tung hoành trên chiến trường thần tộc hư không bấy lâu nay mặc dù phe thần tộc hư không đã có cách áp chế xích mông nhưng căn bản không có cách nào giết chết ông ta ngay cả khi bọn hắn hợp sức với nhau thì cũng không thể thành công mà một sinh mệnh đã bước lên cảnh giới trí cao thì mục tiêu theo đuổi của bọn họ sẽ không giống với lúc trước bọn họ càng không để bụng tới những sinh mệnh bản nguyên có tuổi đời ngắn ngủi lư đã tinh đi tới một không gian cá nhân ở mạng thế giới ảo nhìn thấy một ông cụ hiền hòa đang mặc áo choàng trắng chính là hoàng đế của nền văn minh nguyên tinh tên là nguyên tinh trưởng ma tuân bệ hạ lư nã tinh cung kính thi lễ ám tinh ông cụ mỉm cười với hắn ta cậu hình như vừa tròn tuổi bốn nghìn nhỉ vâng lư nã tinh gật đầu đúng là trẻ tuổi ông cụ gật đầu sinh mệnh bản nguyên cấp mười thường có tuổi thọ một trăm nghìn năm mà cậu chỉ mới sống hơn bốn nghìn năm cũng coi như tiền đồ vô hạn lư nã tinh ngoan ngoãn lắng nghe cậu đã chuẩn bị trở thành hoàng đế chưa ông cụ nhìn hắn ta lư nã tinh kinh ngạc bệ hạ ngài còn tôi đã già rồi ông cụ nói tôi đã hơn 80.000 tuổi, cần tập trung hơn vào con đường tiến hóa. Trong khoảng thời gian hơn 10.000 năm về sau, tôi muốn thử đột phá cảnh giới truyền thuyết vũ trụ. Tôi đã làm hoàng đế hơn 30.000 năm, hưởng thụ tất cả những tài nguyên có thể hưởng thụ. Ông cụ nói, nếu bàn về phương diện tích lũy tri thức, tôi có thể nằm trong top 3 sinh mệnh bản nguyên cấp 10 đứng đầu tại Viện Nghiên cứu Nguyên Sơ. Còn bàn về sức mạnh, tôi gần như là người thứ nhất. Nhưng tôi có được vị trí thứ nhất này là nhờ vào tích lũy trong suốt hơn 80.000 năm, nhờ vào tài nguyên trồng chất, nhờ vào vũ khí cao duy mạnh mẽ. Ông cụ nhìn lư Nã Tinh, Thật là một hoàng đế của nền văn minh Nguyên Tinh, tôi chẳng có gì đáng tự hào khi có thể xưng hùng xưng bá trong số các sinh mệnh bản nguyên cấp 10, thậm chí còn bị đánh giá là tầm thường nếu không trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ, nếu không trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ thì sẽ bị đánh giá là tầm thường sao?" Lư Nã tinh sục sôi trong lòng, tôi sẽ sớm thoái vị thôi." Ông cụ nói, "Cậu hãy chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận vị trí này." "Vâng." Lư Nã tinh đáp lời mà không hề chần chừ, "Tôi thực sự rất xem trọng cậu, bởi vì cậu chính là người có thiên phú cao nhất trong hoàng thất Nguyên Tinh đương đại." Lúc đầu tôi cũng không gấp gáp như thế nhưng sau khi biết cậu nắm giữ được lực lượng cao duy tôi liền cảm thấy thời cơ đến rồi ông cụ mỉm cười nói cậu đảm đương vị trí hoàng đế sớm hơn thì cũng sẽ trưởng thành nhanh hơn tích lũy của cậu đạt tới cực hạn cấp 10 càng nhanh thì hy vọng có thể đột phá lên cảnh giới truyền thuyết vũ trụ thậm chí là đột phá lên cảnh giới trí cao cũng sẽ càng lớn ông cụ nhìn lư nã tinh tạ ơn bệ hạ lư nã tinh cảm giác được thiện ý của bệ hạ tôi cho cậu một lời khuyên cuối cùng ông cụ nhìn hắn ta cậu còn rất trẻ tuổi tốt nhất đừng đảm đương vị trí hoàng đế này quá 50.000 năm. Mặc dù hoàng đế có thể nhận được số lượng tài nguyên tương ứng, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ. Sau khi thoái vị xong xuôi, cậu mới có thể tiện bề tập trung vào con đường tiến hóa. Lư nã tinh gật đầu, tôi nhất định cũng sẽ thoái vị trước 50.000 tuổi, hoặc sẽ thoái vị ngay khi tích lũy đạt đến cực hạn cấp 10. Hắn ta đã lập kế hoạch cho con đường tiến hóa của mình từ lâu rồi. Hắn ta không cần tranh giành, mà vẫn có thể sở hữu một mức tài nguyên khổng lồ nhờ vào quyền hạn của hoàng đế từ đó mượn nhờ các loại tài nguyên để khiến bản thân dần dần lớn mạnh về mọi mặt. Ngay sau khi đạt tới cực hạn, hắn ta sẽ lập tức thoái vị, tập trung đột phá lên cảnh giới truyền thuyết vũ trụ. Ừ, ông cụ mỉm cười gật đầu, thực lực mới là nền móng, nếu có thể trở thành sinh mệnh cao duy thì vị trí hoàng đế này có tính là gì đâu. Ai ai cũng khát vọng trở thành sinh mệnh cao duy, thế nhưng quá khó khăn. Lư Nã Tinh gật đầu, trong lịch sử nhân tộc, liệu có bao nhiêu sinh mệnh cao duy chứ? Sau cuộc nói chuyện này, hoàng đế của nền văn minh nguyên tinh bắt đầu sắp xếp công việc trước khi thoái vị và chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, nền văn minh nguyên tinh công khai tuyên bố nguyên tinh trừ lư nã tinh sẽ trở thành hoàng đế mới của nền văn minh nguyên tinh. Bái kiến bệ hạ, trong cung điện nguy nga tráng lệ, lư nã tinh ngồi lên vị trí cao nhất kia, quan sát mọi người ở bên dưới. Các quan chức cấp cao của nền văn minh nguyên tinh đều cúi người hành lễ một cách cung kính. Lư nã đạc cũng đứng trong hàng ngũ đó, kêu to dõng dạc, bái kiến bệ hạ. Hắn ta ưỡn ngực tự hào, hai mắt nóng rực, anh của mình đã làm hoàng đế rồi. Ha ha ha, lư nã đạc này không còn là lư nã đạc của trước kia trong lòng lư nã đạc vô cùng hưng phấn kích động ngôi sao hắc thiết mặc dù tôi đã đoán được lư nã tinh sẽ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế nhưng không ngờ lại sớm như thế ất tử than thở sau khi trở thành hoàng đế lư nã tinh chắc chắn sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước thậm chí cũng có thể trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ hứa cảnh minh nâng ly rượu vừa nghe sư huynh ất tử nói chuyện vừa quan sát mô hình xà hoàn trên quang ảnh cậu có vẻ không quan tâm cho lắm ất tử nhìn hứa cảnh minh ông ta cười nói tôi đây luôn trú ẩn ở tiền tuyến nhưng vẫn biết được cậu từng xung đột với anh trai của lưu nã tinh đấy nhé hoàng đế của nền văn minh nguyên tinh chẳng kiểm soát được tôi lưu nã đạc dám tới tìm tôi gây sự chắc hứa cảnh minh khẽ cười nhẹ nhàng đáp lời hắn thật sự không quan tâm lưu nã tinh còn chẳng thể kiểm soát được hắn chứ đừng nói là một tên lưu nã đạc thật ra tôi cũng rất quan tâm đấy hứa cảnh minh ngẩng đầu nhìn ất tử tôi còn tặng một món quà cho hắn ta bao nhiêu ất tử nói một nghìn tỷ xu vũ trụ hứa cảnh minh nói số tiền này căn bản không đủ để kiến thiết một hành tinh có sự sống ất tử lắc đầu nếu muốn lắp đặt máy chủ ảo, lắp đặt hệ thống phòng ngự đỉnh cấp, đồng thời rót vốn đầu tư vào các phương diện trong một hành tinh có sự sống, thì 1.000 tỷ quả thật là không đủ. Con số này đã đủ nhiều rồi, các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 cũng tặng quà như thế. Hứa cảnh binh nói, ất tử mỉm cười, ông ta cảm giác được phong thái kiêu ngạo từ tận xương tủy của người sư đệ này. Cũng đúng thôi, cậu sắp đột phá thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 đúng không? ất tử bùi ngùi nói, tôi dám chắc chắn, với tốc độ trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 này, cậu đích thị là người có thiên phú cao nhất của tộc đàn nhân loại hiện nay. Hứa Cảnh Minh mỉm cười, trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 có là gì đâu, khi nào trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ, tôi mới có thể hoành hoang vài câu, có bao nhiêu người có tư cách hoành hoang trong tộc đàn nhân loại vũ trụ chứ? Ất Tử lắc đầu, khi hai người đang trò chuyện, Hứa Cảnh Minh bỗng nhiên nhận ra mệnh lệnh điều động của viện nghiên cứu nguyên sơ, "Hả, sư huynh Ất Tử, tôi nhận được lệnh điều động." Hứa Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn sư huynh Ất Tử, "Tôi cần phải đi tới một khu vực khác của vực vũ trụ thiên mãng, đóng quân tại đó trong vòng 3 ngày, cậu phải rời khỏi ngôi sao hắc thiết à?" Ất Tử sững sờ, "Đúng vậy, hứa cảnh minh gật đầu ất tử than thở trong mấy năm nay tôi cậu và sư đệ giản thường xuyên tụ tập cùng nhau nhưng chớp mắt một cái tôi chỉ còn lại một mình sau khi sư huynh giản được phục sinh chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tụ họp hứa cảnh minh nói nào chúng ta uống rượu thỏa thích đi nào sư huynh ất tử lấy một bầu rượu màu đỏ lửa từ không gian phụ thuộc chuyên cất chứa rượu của mình ông lấy cả bầu rượu quý nhất của mình ra rồi sao hứa cảnh minh kinh ngạc trước đó ông lần nào cũng chỉ uống nhiều nhất là 3 ly xích hỏa tử hôm nay cậu uống được bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu đi sư huynh ất tử rất hào sảng hai mắt hứa cảnh minh sáng rực ông nói rồi đấy nhé đừng hối hận với khả năng của sinh mệnh bản nguyên hứa cảnh minh uống khi sai tránh chóng mới ngừng rượu trong bầu rượu đỏ lửa kia đã vơi đi một nửa sư huynh ất tử hơi sót của mà đây đã là kết quả sau khi hứa cảnh minh hạ miệng lưu tình rồi sang ngày hôm sau hứa cảnh minh tạm biệt sư huynh ất tử tôi đi đây hứa cảnh minh mỉm cười với sư huynh ất tử đầu to bọn họ ở cùng nhau gần cả trăm năm tình hữu nghị tự nhiên cực kỳ thân thiết keo sơn cậu phải mau trở thành cấp 10 đấy nhé thời đại này chính là thời đại thuộc về cậu sư huynh ất tử cười nói tôi sẽ cố gắng hứa cảnh minh nói rồi đi xuyên qua thời không bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trong một trang viên tĩnh lặng trên ngôi sao phương thịnh một ông cụ mặc áo choàng trắng đang ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn trí thức trên quang ảnh hứa cảnh minh bỗng dưng xuất hiện trên bầu trời hắn liền đi một bước đã tới trang viên này sư huynh tang hứa cảnh minh mỉm cười nói ông cụ mặc áo choàng trắng đứng dậy mỉm cười nhìn hứa cảnh minh khi nhận được nhiệm vụ của viện nghiên cứu nguyên sơ tôi mới biết người trấn thủ thần bí đảo lộn sách lược cướp bóc của ngục tộc hóa ra lại là sư đệ ngô minh này sư đệ ngô minh đã làm chủ được sức mạnh cao duy ở gần trăm năm trước điều này khiến tôi rất bái phục tôi chỉ có thể thi triển bước đi cao duy thôi hứa cảnh minh nói còn sư huynh tang mới là người đứng đầu trong số các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 ở viện nghiên cứu nguyên sơ sư huynh tang tên thật là nguyên tinh chử ma tuân cũng là vị hoàng đế vừa mới thoái vị của nền văn minh nguyên tinh vì lẽ đó viện nghiên cứu nguyên sơ bèn sắp xếp ông ta tới giải quyết mớ rắc rối từ quân chủ mặt hữu rất nhiều người cho rằng sư huynh Tang là sinh mệnh bản nguyên cấp 10 đứng đầu của viện nghiên cứu Nguyên Sơ, một mặt là vì ông ta chính là hoàng đế của nền văn minh Nguyên Tinh, một mặt khác, sư huynh Tang quả thật sở hữu sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Mời sư đệ ngồi, Ma Tuân nói, Hứa Cảnh Minh ngồi xuống bên cạnh, Ma Tuân rót nước trà hộ hắn, đây là nước trà pha từ dễ thiên diệp thảo, tôi vẫn luôn thích uống loại trà này, cậu uống thử xem. Cảm ơn sư huynh, Hứa Cảnh Minh cầm tách trà lên rồi uống một ngụm. Ngay khi vị trà lan ra toàn thân, hắn bất chợt cảm thấy bản thân trở nên nhạy bén hơn cảm nhận được thời không, năng lượng vật chất càng rõ ràng hơn, loại nước trà này. Hứa Cảnh Minh kinh ngạc trầm trồ, "Nước trà này có chút tác dụng với cảm giác của thân thể, lát nữa tôi sẽ đưa một ít dễ thiên diệp thảo cho cậu." Ma Tôn mỉm cười nói, "À phải rồi, lần này tôi tới vực vũ trụ Thiên Mãng chính là để đối phó với quân chủ Mạt Hữu, sau khi xử lý Mạt Hữu, tôi sẽ phải đi tới chiến trường với thần tộc hư không ngay lập tức." Sư đệ Ngô Minh, "Át hẳn biết rất nhiều về Mạt Hữu đúng không?" Hứa Cảnh Minh gật đầu, "Quân chủ Mạt Hữu dường như không còn có thể kiểm soát bản thân được nữa rồi." hắn ta đang dần dần bị đồng hóa bởi đôi mắt trong cơ thể, từ đó mới phát huy sức mạnh cường đại hơn rất nhiều so với lúc trước. Trong thông tin tình cáo, tôi nghe nói thế giới trong đôi mắt của hắn ta ẩn giấu một vực sâu vô tận. Ma Tôn hỏi, tôi cũng không biết rõ, sư huynh giàn bị trấn áp trong một con mắt, cuối cùng hy sinh, sư huynh ất tử cũng bị nuốt chửng vào một con mắt còn lại, nhưng may mắn thoát ra được. Hứa Cảnh Minh nói, sư huynh ất tử suy đoán rằng quân chủ Mạt Hữu đã có thể sánh vai với top năm sinh mệnh bản nguyên cấp 10 mạnh nhất trong viện nghiên cứu nguyên sơ. Ma Tôn gật đầu, ngẫm nghĩ, sư huynh có nắm chắc phần thắng không hứa cảnh minh hỏi thực lực của sư huynh ma tuân là điều không phải nghi ngờ tôi phải đánh một trận với hắn ta thì mới có thể khẳng định được ma tuân nói tới lúc đó cậu chỉ cần đưa tôi tới thế giới ác mộng của hắn ta là được được hứa cảnh minh gật đầu hơn một tháng sau trong vực vũ trụ thiên mãng quân chủ mạt hữu dẫn đầu một phân đội ngục tộc bắt đầu tiến hành một vụ đánh cướp với quy mô nhỏ suy cho cùng các vụ cướp cỡ lớn và vừa không thường xuyên diễn ra quân chủ mạt hữu không thể nào kiềm chế được hứa cảnh minh và ma tuân nhận được nhiệm vụ lập tức đi về nơi đó trong lần chặn đánh thứ nhất hai người giết một tên lĩnh chủ cấp 9 của ngục tộc trong lần thứ hai chặn đánh bọn họ lốt cuộc cũng đã gặp được quân chủ mặt hữu véo hứa cảnh minh hành sự cực kỳ cẩn thận vẫn thi triển bước đi cao duy sau đó quan sát tình hình từ góc nhìn cao duy như mọi khi ngay cả khi đã có sự bảo vệ của chiến y nguyên sơ số 9, hắn cũng chẳng dám xuất hiện trước mặt quân chủ mặt hữu mình thấy được rồi thông qua góc nhìn cao duy hứa cảnh minh nhìn thấy thế giới ác mộng khổng lồ đang dung hòa vào vũ trụ thực để tôi xử lý ma tuân cất tiếng nói trong không gian cao duy hứa cảnh minh ném ông ta ra khỏi đó ma tuân lập tức xuất hiện trong thế giới ác mộng khổng lồ ồ trong thế giới ác mộng với đường kính ước chừng hai nghìn tỷ km hai con mắt khổng lồ đột nhiên mở to nhìn về phía ông cụ mặc áo choàng trắng là ma tuân thời không như một cái lồng giam ta và ngươi đều ở trong đó ma tuân đi về phía hai con mắt khổng lồ kia ngay khi ông ta vừa cất giọng một cái lồng giam cực kỳ cực kỳ to lớn lập tức hiện ra bao phủ toàn bộ thế giới ác mộng happy new year hai nghìn hai mươi ba X là hoàng đế ma tuân của nền văn minh nguyên tinh trong nhân tộc sao? Hai con mắt hiện lên vẻ hưng phấn, ngươi là con mồi ngon nhất mà ta từng gặp. Một trong hai con mắt to lớn lập tức xông lên, bao phủ lấy ma tuân. Ma tuân không chống cự mà còn chủ động bước vào, chỉ trong mười giây ngắn ngủi. A, à, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng khắp thế giới ác mộng. Một ngọn lửa nóng rực hừng hực bốc lên trong con mắt to lớn đang nhốt ma tuân. Dưới sức nóng dữ dội, trong mắt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Ngươi có được ngọn lửa của ngôi sao nguyên sư? Quân chủ mạt hữu sợ hãi hơn bao giờ hết, vực sâu trong mắt hắn ta bị thiêu cháy tới mức sụp đổ, dù sao thì đó cũng chỉ là ảo ảnh của vực sâu mà thôi, nếu ta thật sự có được ngọn lửa của ngôi sao nguyên sơ thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Ma Tuân đắm chìm trong ngọn lửa rực cháy như một vị thần lửa, ngọn lửa nóng bỏng bốc lên phừng phừng khiến cho tròng mắt nứt nẻ liên tục, lao tù thời không, thiêu rụi hư vô. Ma Tuân cất giọng với ngữ điệu rất lạnh nhạt, ngọn lửa bộc phát nhanh chóng lan tràn với phạm vi càng lúc càng rộng, nó đi tới đâu, lực lượng ác mộng bị thiêu đốt và tan biến vào hư vô tới đó. A, à, đau quá! thành âm gào thét vang lên, hai con mắt bỗng nhiên dãy giụa và đập kịch liệt vào lao tù thời không khiến lao tù thời không sụp đổ một tia lực lượng ác mộng chui ra bên ngoài vù cả thế giới ác mộng biến mất không còn tăm hơi thế giới ác mộng dung hòa vào vũ trụ thực vũ trụ độn hành sao mà tuần đứng yên tại chỗ khẽ nhíu mày chẳng bao lâu sau ông ta nhận được tin hứa cảnh minh đang tới sư huynh hứa cảnh minh tới gần ma tuân mọi chuyện thế nào rồi hai con mắt kia chính là bộ phận cốt lõi của thế giới ác mộng ma tuân lắc đầu xét trên mức độ khống chế của quân chủ mạt hữu đối với hai con mắt này thì chúng ta phải phá hủy chúng bằng mọi giá thì mới có thể giết được hắn chúng ta có thể phá hủy được không hứa cảnh minh hỏi dẫu sao thì đó cũng chỉ là hai vật chết ma tuân nói tôi chỉ cần có thêm một chút thời gian nữa thì nhất định có thể phá hủy được chúng nhưng thế giới ác mộng có phạm vi đường kính đến tận hai nghìn tỷ km rất khó có thể giam cầm nó một cách triệt để ngay cả khi giam cầm được nó thì sức trói buộc cũng yếu đi không thể ngăn cản được những đòn tấn công liều mạng của quân chủ mặt hữu ma tuân có thể sử dụng lao tù thời không nhưng bao vây toàn bộ thế giới ác mộng là một chuyện không chắc chắn Dẫu sao thì phạm vi của thế giới ác mộng cũng lớn quá, sức chói buộc sẽ yếu đi, khi mà Hữu chạy trốn, hắn ta có thể tập trung sức mạnh công kích vào một chỗ. Hứa Cảnh Minh gật đầu, "Sư đệ, cậu có thể thi triển bước đi cao duy để quan sát thế giới ác mộng của hắn ta chạy tới đâu không? Tôi chỉ cần đuổi kịp hắn ta, đuổi giết vài lần là có hy vọng giết chết được hắn ta." Ma Tôn nói, "Tôi không thấy được nó." Hứa Cảnh Minh lắc đầu, "Chờ sau khi tôi đột phá cấp 10 thì chúng ta sẽ thử xem lại." Ma Tôn gật đầu, "Tên quân chủ Ma Hữu này cũng chỉ điên cuồng được khoảng 100 năm nữa thôi." Hứa Cảnh Minh khẽ gật đầu. Quân chủ Mạt Hữu quay về nơi ở của mình, chính là hành tinh cô độc kia. A, à, hắn ta la lên đau đớn, đồng thời lấy tay bịt kín mắt phải, con mắt xanh biếc đã có những vết rách rõ rệt, hay cho một tên ma tuân, quả là kẻ chỉ xếp sau cường giả truyền thuyết vũ trụ, nhưng hắn ta vẫn không làm gì được mình. Quân chủ Mạt Hữu gần giọng cười lạnh, cố gắng chịu đựng, khi quá trình đồng hóa dần đi sâu hơn, rất nhiều ký ức trong đôi mắt này lại dung hòa vào ý thức của hắn ta. Dưới bầu trời đêm, Hứa Cảnh Minh ngồi ở ban công phòng đọc sách, Quan sát một thứ cực kỳ nhỏ bé đang ngưng tụ trước mặt, đó chính là sự kết hợp của hàng trăm tỷ lớp cấu tạo cơ bản nhất mô hình cấu tạo nguyên lực sao hoàn mô hình khó nhất trong số 6 mô hình tiến hóa cần thiết của sinh mệnh bản nguyên cấp 10 trong phương pháp tiến hóa thiên mãng. Hứa Cảnh Minh đang quan sát thứ nhỏ bé mà ngay cả sinh mệnh tinh không còn khó lòng thấy được, nhưng hắn vẫn có thể nhận rõ được vẻ đẹp của nó. "Mình thành công rồi." Hứa Cảnh Minh khẽ nói nhỏ, "Mình đã có thể đột phá lên cấp 10." Mạng thế giới ảo, không gian cá nhân, sân luyện võ, trên đỉnh núi tuyết trắng, tại mặt hồ như gương. Hứa Cảnh Minh khoanh chân ngồi xếp bằng ở bên hồ, sau gần 100 năm kể từ khi lực lượng tâm tinh đạt đến tầng thứ 10 của quan tưởng pháp, mình Phước của cũng đã hoàn toàn nắm vững lục đại mô hình tiến hóa rồi. Tiếp theo đây, mình sẽ tiếp tục tạo dựng đơn vị cấu trúc sinh mệnh. Hứa Cảnh Minh đột nhiên vung tay, một đơn vị nguyên lực khổng lồ lập tức xuất hiện trên mặt hồ núi tuyết. Đây chính là mô hình đã sớm được ghi lại trong truyền thừa của phương pháp tiến hóa thiên mãng, có kết cấu trông giống hình số 8 nằm ngang, như thể một con rắn quấn quanh lấy nhau. Với tính đối xứng tuyệt đối và cảm giác viên mãn khi quan sát từ bất cứ góc độ nào, Mô hình này phảng phất như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ với kích thước hơn một cây số đang nằm lơ lửng trên mặt hồ. Đây là đơn vị cấu trúc nguyên lực của sinh mệnh bản nguyên cấp 10 thuộc phương pháp tiến hóa thiên mãng. Hứa Cảnh Minh nhìn xem, mình chỉ cần có thể chế tạo ra một cái thì có thể sinh trưởng vào nhân bản, từ đó biến đổi cả cơ thể. Bắt đầu thôi, Hứa Cảnh Minh bắt đầu kết nối thời gian, không gian, vật chất và năng lượng thành một trình thể hoàn mỹ dựa trên mô hình xà hoàn, từ đó tạo dựng đơn vị cấu trúc nguyên lực của sinh mệnh bản nguyên cấp 10 lần đầu tiên. Mặc dù hắn đã tiến hành các công tác chuẩn bị một cách đầy đủ, nhưng đương nhiên vẫn phải vấp phải một vài chắc trở việc hợp nhất sáu mô hình nguyên lực thành một đơn vị cấu trúc sinh mệnh hoàn chỉnh hả hứa cảnh minh chỉ mới tạo dựng một phần nhỏ thì đã phát sinh sai lầm khiến cho đơn vị sinh mệnh nhanh chóng sụp đổ tuy nhiên hắn cũng không quá buồn phiền dù sao thì mình cũng chỉ vừa mới nắm giữ mô hình xà hoàn chưa bao lâu rõ ràng sẽ gặp chút khó khăn trong quá trình tích hợp lục đại mô hình nhằm tạo dựng một đơn vị sinh mệnh hoàn mỹ sau khi tìm ra nguyên nhân gây ra thất bại hứa cảnh minh bắt đầu làm thử hết lần này đến lần khác trong những ngày tiếp theo Hứa Cảnh Minh dành phần lớn thời gian của mình để cố gắng xây dựng một đơn vị nguyên lực, nhưng thỉnh thoảng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ chặn giết ngục tộc từ viện nghiên cứu nguyên sơ, mang theo sư huynh Ma Tuân đi đối phó quân chủ Mạt Hữu. Mặc dù quân chủ Mạt Hữu lần nào cũng gánh chịu thương thế nặng nề, nhưng hắn ta căn bản không thèm để ý, ngược lại còn chủ động xuất chiến, cho đến khi bị thương nặng mới lựa chọn trốn thoát. Tên quân chủ Mạt Hữu này thật sự càng ngày càng điên rồ, Hứa Cảnh Minh không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tập trung kiến tạo từng bộ phận trong cấu trúc đơn vị sinh mệnh, có thể nói, ngoại trừ những lúc tiến hành nhiệm vụ chặn giết Hứa Cảnh Minh gần như dành toàn bộ sức lực vào việc tạo dựng cấu trúc đơn vị sinh mệnh. Bên hồ núi tuyết, Hứa Cảnh Minh khoanh chân ngồi nhìn một đơn vị cấu trúc sinh mệnh cực nhỏ ở trước mặt, lộ ra vẻ vui mừng, thành công nhanh hơn so với dự liệu. Sau khi nắm vững mô hình xà hoàn, mình chỉ mất 3 tháng mà đã tạo dựng được một cấu trúc đơn vị sinh mệnh hoàn chỉnh. Tiếp theo, mình sẽ bắt đầu tiến hành đột phá cấp 10 trong mạng thế giới ảo. Hứa Cảnh Minh không hề ngừng lại, lập tức triển khai bước tiếp theo. Bởi vì lực lượng tâm linh đã đạt đến tầng thứ 10 của quan tưởng pháp, hoàn toàn vượt xa ngưỡng cửa của giai đoạn sinh mệnh bản nguyên cấp 10, cho nên hứa cảnh minh dễ dàng đột phá thành công ngay trong lần thử nghiệm đột phá đầu tiên trong mạng thế giới ảo. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Bên cạnh hồ ở núi tuyết, hứa cảnh minh trải qua quá trình tiến hóa sinh mệnh, nhanh chóng bước vào giai đoạn cấp 10. Sau khi làm quen với tư vị của một sinh mệnh bản nguyên cấp 10, hứa cảnh minh đồng bộ thân thể trong mạng thế giới ảo cùng với thực tại, trở lại là sinh mệnh bản nguyên cấp 9, thử nghiệm đột phá trong thế giới ảo một nữa nữa. Ba ngày sau hứa cảnh minh đứng trên ban công ngắm nhìn cảnh tượng mặt trời phản chiếu ánh sáng khắp muôn nơi trong ba ngày qua mình đã thử nghiệm đột phá trong thế giới ảo hết lần này đến lần khác mặc dù ban đầu còn có chút bỡ ngỡ nhưng càng ngày càng quen thuộc đạt được tỷ lệ thành công 100% với 36 lần thử nghiệm ngoài ra mình cũng dễ dàng tạo dựng nên đơn vị cấu trúc sinh mệnh trong hiện thực hứa cảnh minh khẽ gật đầu mình đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi cũng phải đột phá chính thức thôi hứa cảnh minh vừa cất bước liền rời khỏi hành tinh này và đi đến trụ sở của viện nghiên cứu nguyên sơ quá trình biến đổi sinh mệnh tuyệt đối không thể bị quấy dày bởi vì ngay lúc đó sinh mệnh đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất vậy nên mỗi một sinh mệnh bản nguyên cấp 9 đều sẽ đi đến một nơi đủ an toàn để tiến hành đột phá toàn bộ hành tinh trụ sở của tổng viện nghiên cứu nguyên sơ vẫn yên tĩnh như cũ gần như không có một bóng người nào trong lúc phi hành trên bầu trời hứa cảnh minh cũng nhanh chóng đăng ký thuê một căn phòng tu luyện tại trụ sở chính thông quan mạng thế giới ảo ngay khi hắn đáp xuống trước phòng tu luyện chào mừng đại nhân ngô minh cánh cửa lớn nhất của căn phòng tu luyện tự động mở ra hứa cảnh minh bước vào cánh cửa tự động đóng lại không hổ danh là trụ sở chính của tổng viện nghiên cứu nguyên sơ dị tộc cấp cao nhất cũng khó lòng tiến vào nơi này hứa cảnh minh ngồi xếp bằng giữa căn phòng chống trải bất chợt ngửi được một mùi hương nhàn nhạt tràn ngập trong bầu không khí thì lập tức cảm thấy phấn chấn tinh thần bắt đầu đột phá hứa cảnh minh tĩnh tâm đồng thời điều động lực lượng tâm linh để khống chế nguyên lực của vũ trụ hắn duỗi tay trái ra bắt đầu nhìn chằm chằm vào một chấm rất nhỏ trên mu bàn tay chấm nhỏ này đột nhiên tan rã trong nháy mắt nhưng sau đó đã tái tạo lại một đơn vị cấu trúc sinh mệnh mới bởi vì nó chỉ là một chấm cực nhỏ cho dù bị tan rã thì cũng sẽ không tạo ra bất kỳ cảm giác đau đớn nào tạo dừng đơn vị cấu trúc nguyên lực của sinh mệnh bản nguyên cấp 10 thuộc phương pháp tiến hóa thiên mãng đang được tạo dựng với tốc độ cực nhanh mặc dù đơn vị này rất phức tạp và rộng lớn bao gồm hơn 600 tỷ tầng lớp cấu trúc khác nhau nhưng hứa cảnh minh vẫn có thể dễ dàng tạo dựng mấy trăm triệu tầng lớp trong mỗi giây với tốc độ vận hành não bộ đã sớm đạt đến cấp độ cực kỳ đáng sợ hơn nữa hứa cảnh minh đã quá quen thuộc với đơn vị cấu trúc sinh mệnh này thậm chí còn có thể thể liệt kê các phương pháp suy luận và lý giải mỗi một nguyên lý của từng tầng cấu trúc. Hoa, một thực thể nhỏ bé đến mức gần như không có trong đôi mắt của một sinh mệnh tinh không, nhưng lại nguyên nga sánh ngang với một ngọn núi trong đôi mắt của Hứa Cảnh Minh, đang nhanh chóng được hình thành. Đây là phương pháp tiến hóa của nhân tộc trong vũ trụ, so với phương pháp tiến hóa của ngục tộc hoàn toàn dựa trên bản năng. Các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 ngục tộc đều sở hữu thân thể khác nhau, thì mỗi trường phái tiến hóa của nhân tộc là những thành tựu khoa học kỹ thuật cực kỳ cao siêu bao gồm các phân tích thấu đáo về những bí ẩn trong quá trình tiến hóa không liên quan đến không gian cao duy chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là có thể đột phá gần như thành công 100%. tất nhiên một khi dính dáng đến khái niệm cao duy thì tri thức khoa học kỹ thuật của nhân loại chỉ có thể được dùng làm tài liệu tham khảo dù sao đi nữa đại đa số các học giả trong tộc đàn nhân loại không có cách nào nhìn thấy không gian cao duy cho nên không có khả năng nghiên cứu nó đây cũng là nguyên nhân viện trưởng từng nhắc nhở hứa cảnh minh chỉ cần đạt trình độ học vấn cấp 100 là được tổng thư ký hắc thiên đồ xuất hiện trên bãi cỏ hắn ta còn cầm một xiên thịt nướng trong tay vừa nhồm nhòm nhai thức thức ăn vừa nhìn về phía phòng tu luyện trước mặt bằng ánh mắt kinh ngạc răng rác tổng thư ký hắc thiên nhai nát mấy miếng xương rồi nuốt trưởng vào bụng sau đó nghẹn ngào nói tên ngô minh này sắp đột phá cấp 10 rồi sao mặc dù mình đã gặp qua rất nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử tộc đàn nhân tộc nhưng tên ngô minh này vẫn là có chút đáng sợ à nha hắn ta chỉ mới tu luyện phương pháp tiến hóa hơn 200 năm vậy mà đã chuẩn bị tiến vào giai đoạn cấp mười sao tổng thư ký hắc thiên thầm nghĩ nhưng cảnh giới trí cao cũng không dễ dàng như vậy nếu chỉ dựa vào tri thức khoa học kỹ thuật của tộc đàn nhân loại, chúng ta gần như không thể phân tích quá trình tiến hóa thành sinh mệnh cao duy, vậy nên mỗi một tiến hóa giả cần phải tự mày mò khám phá con đường của riêng mình, trải qua đủ loại tôi luyện và dần dần trưởng thành trong một khoảng thời gian dài dằng dặc. Ngoài ra, lực lượng tâm linh cũng rất rất khó có thể đạt đến tầng thứ 12 của quan tưởng pháp, ngay cả việc tự tạo ra một đơn vị cấu trúc sinh mệnh cao duy thậm chí còn khó khăn hơn. Tổng thư ký Hắc Thiên rất chờ mong, không biết ba trở ngại lớn là lực lượng tâm linh, lực lượng cao duy và cấu trúc sinh mệnh có thể cản trở đứa trẻ này bao lâu. Hả? hắn thành công tổng thư ký hắc thiên không khỏi hưng phấn hai mắt sáng lên trong phòng thu luyện hứa cảnh minh quan sát đơn vị sinh mệnh đầu tiên trên mu bàn tay của mình sau quá trình tạo dựng kéo dài 19 phút 27 giây bước tiếp theo dễ dàng hơn hứa cảnh minh cười nói sinh trưởng và nhân bản thôi dưới sự dẫn dắt của hứa cảnh minh đơn vị cấu trúc sinh mệnh đầu tiên bắt đầu sản sinh ra đơn vị thứ hai thứ ba rồi mười trăm tỷ tỷ với tốc độ đáng kinh ngạc trong 8 giây đầu tiên mu bàn tay đã biến đổi hoàn toàn vào giây thứ 9, nửa thân trên bắt đầu chuyển hóa ngay giây thứ 10, toàn bộ cơ thể bao gồm cả đại não đã thành công bước vào giai đoạn cấp 10. trong quá trình đột phá từ cấp 8 lên cấp 9, bước chuyển hóa sinh mệnh của não bộ cần phải được tiến hành rất cẩn thận nhưng trong quá trình đột phá từ cấp 9 lên cấp 10, đại não không còn là trọng điểm có thể biến đổi nhanh chóng ồ hứa cảnh minh đang ngồi khoanh chân tò mò nhìn trái nhìn phải thế giới trong mắt mình thật khác lạ hứa cảnh minh đứng dậy cảm giác bản thân giống như một đứa trẻ mới chào đời đang ngắm nhìn thế giới với ánh mắt tò mò hắn có thể nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn nhìn thấy sự dao động không gian và dòng chảy thời gian lúc này hứa cảnh minh mới có thể khẳng định thời gian thực sự giống như một dòng sông và ảnh hưởng của ngoại lực có thể thay đổi vận tốc thời gian ở các vùng khác nhau thời không vật chất và năng lượng trước mắt giống như không có bí mật gì hứa cảnh minh cảm khái mà mình cũng có thể cảm nhận được sự áp chế trói buộc của toàn bộ tầng tầng lớp lớp thời không trong vũ trụ lên bản thân giống như cảm giác chật trội bức bối của một con cá voi sống trong một cái hồ nhân tạo sinh mệnh bản nguyên cấp 10 đương nhiên cũng có chút tư vị bị kiềm chế trói buộc Sinh mệnh bản nguyên cấp 19 là thể sinh mệnh hoàn hảo nhất trong vũ trụ thực. Nếu muốn mạnh mẽ hơn, mình nhất định phải triệt để phá vỡ xiềng xích để có thể bước vào không gian cao duy. Hứa Cảnh Minh hiểu rõ điều này. Tính ra thì mình vừa mới trải qua sinh nhật từ mấy ngày trước, coi như vừa tròn 251 tuổi, vậy mà đã trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10, đạt tới điểm cực hạn của con đường tiến hóa trong vũ trụ chân chính. Hứa Cảnh Minh mỉm cười, chúc mừng chủ nhân. Tiểu cử cũng kích động nói, sau khi đột phá cấp 10, chủ nhân đã có thể phát huy thực lực chân chính của chiến y nguyên sơ số, số 9 hứa cảnh minh gật đầu cùng một cấp độ lực lượng tâm linh nhưng đại não của sinh mệnh bản nguyên cấp 10 đương nhiên có thể bộc phát ra lực lượng tâm tinh mênh mông từ đó có thể điều động càng nhiều sức mạnh trong chiến y nguyên sơ hứa cảnh minh nắm giữ chiến y nguyên sơ số 9, một trong những bảo vật của viện nghiên cứu nguyên sơ nhưng chỉ có thể phát huy công dụng đào mệnh không dám giao thủ với các quân chủ ngụy tộc đã dùng hợp đồ vật cao duy điều này quả thực có chút mất mặt chúc mừng hứa cảnh minh đã đột phá thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10, tộc đàn nhân loại đều hy vọng nhìn thấy ngài trở thành sinh mệnh cao duy ở kiếp này mạng thế giới ảo cũng gửi thư chúc mừng. Đồng thời, thông tin cá nhân của Hứa Cảnh Minh trong hệ thống dữ liệu của Viện Nghiên cứu Nguyên Sơ cũng tự động cập nhật thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10. Ngay sau đó, Phó hiệu trưởng Xích Mông cũng nhận được tin tức này. Trên bãi cỏ ngoài phòng tu luyện, Tổng thư ký Hắc Thiên ăn thịt nướng một cách vui vẻ, nhai rau giáo cả thịt lẫn xương, đột nhiên phát hiện Phó chủ tịch Xích Mông xuất hiện ngay bên cạnh mình. Xích Mông, ông đến rồi sao? Tổng thư ký Hắc Thiên chào đón, Hứa Cảnh Minh đã đạt đến cấp 10. Phó hiệu trưởng Xích Mông có chút kinh ngạc, người này có thiên phú quá kinh khủng hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau thì cánh cửa của căn phòng tu luyện bật mở hứa cảnh minh chậm rãi đi ra ngoài hứa cảnh minh nhìn thấy hai thân ảnh trên bãi cỏ ở ngoài phòng tu luyện lập tức đi tới gần rồi hành lễ với bọn họ xin chào phó viện trưởng xích mông xin chào tổng thư ký hắc thiên quá lợi hại tổng thư ký hắc thiên mỉm cười tùm tìm với hứa cảnh minh phó viện trưởng xích mông cũng gật đầu nói cậu chỉ mới tiếp xúc với phương pháp tiến hóa và tiến hành tu luyện trong vòng hai trăm hai mươi hai năm thế mà đã trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp mười thực sự rất xuất sắc cả hai người bọn họ đều có địa vị hết sức đặc biệt. Tổng thư ký Hắc Thiên là sinh mệnh cao duy được tạo ra bởi người đứng đầu viện nghiên cứu Nguyên Sơ, mặc dù hắn ta có vẻ chỉ là người truyền đạt cho viện trưởng, nhưng lại sở hữu khối lượng kiến thức vượt xa bất kỳ sinh mệnh bản nguyên nào. Phó viện trưởng Xích Mông càng là sự tồn tại gần gũi với cảnh giới trí cao nhất, đồng thời cũng được công nhận là nhân vật có khả năng trở thành cường giả trí cao nhất trong thời đại hiện nay. Trên thực tế, sau khi phó viện trưởng Xích Mông có được trái quả màu đỏ thẫm trong không gian vũ trụ phụ thuộc của Hứa Cảnh Minh, ông ta đã tiến thêm một bước tích lũy thêm nhiều khả năng đột phá cảnh giới trí cao. Hai người này cũng không thèm để ý tới bao nhiêu người trong tộc đàn nhân loại, và hứa cảnh minh rõ ràng là một trong những nhân vật trói mắt nhất trong mắt bọn họ. Nhưng cậu cũng đừng quá kiêu ngạo, Phó Viện trưởng Xích Mông nói, đối với thiên phú nhường này, những thành tựu trong giai đoạn sinh mệnh bản nguyên cấp người chẳng là gì cả, cậu nhất định phải đặt mục tiêu trở thành sinh mệnh cao duy. Đây cũng là điều mà Viện trưởng vẫn luôn kỳ vọng. Từ nay về sau, cậu phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để đột phá thành sinh mệnh cao duy. Tổng thư ký Hắc Thiên nói, hứa cảnh minh gật đầu, tôi hiểu rồi. Sau khi trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 ở tuổi 251, hắn vẫn còn có gần 100.000 năm tuổi thọ nữa để nỗ lực đột phá thành sinh mệnh cao duy, nhưng nếu muốn trở thành sinh mệnh cao duy thì cậu phải trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ trước đã, phó viện trưởng Xích Mông nói, tiêu chí đầu tiên của cảnh giới truyền thuyết vũ trụ chính là lĩnh ngộ lực lượng cao duy, mong phó viện trưởng chỉ dạy, Hứa Cảnh Minh cũng còn hoang mang về nhiều thứ, rất nhiều sinh mệnh bản nguyên cấp 10 bị mắc kẹt ở cực hạn cấp 10, cho dù bọn họ vẫn có thể mượn nhiều vũ khí cao duy hoặc kỳ vật cao duy để thi trên lực lượng cao duy nhưng còn tự mình lĩnh ngộ, đây là một nan đề đã cản trở vô số tiền bối, vô số sinh mệnh bản nguyên đều gặp phải bế tắc trong việc làm thế nào để trở thành cường giả truyền thuyết vũ trụ, mọi tộc đàn trong vũ trụ, từ nhân tộc, ngục tộc, ảnh tộc cho đến thần tộc hư không, cũng không có biện pháp nào thực sự hữu hiệu, phó viện trưởng Xích Mông nhìn hứa cảnh minh, nhưng trước hết, cậu cần phải nắm vững những tri thức trong vũ trụ, từ đó đạt đến cực hạn cấp 10 trên những phương diện sở trường, sau đó mới bắt đầu tìm hiểu về khái niệm cao duy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cao duy, thì làm sao có thể lý giải được hứa cảnh minh lên tiếng vậy nên tổng thư ký hắc thiên nói hầu hết các cường giả truyền thuyết vũ trụ đều sở hữu lực lượng tâm linh đạt tới cảnh giới cao duy trước tiên bọn họ tìm hiểu cao duy lý giải cao duy bằng góc nhìn cao duy từ đó mới có thể tự mình thi triển được lực lượng cao duy phó viện trưởng xích mông gật đầu chỉ một ít trường hợp đặc biệt không đột phá về phương diện tâm linh mà vẫn đạt tới cảnh giới truyền thuyết vũ trụ hứa cảnh minh gật đầu tôi hiểu rồi lực lượng tâm linh phải đạt tới tầng 12 của quan tưởng pháp tích lũy tri thức đủ sâu rộng sau đó dò xét cao duy bằng ý thức tâm linh tích lũy là phương pháp duy nhất phó viện trưởng xích mông gật đầu tích lũy càng sâu rộng thì hy vọng đột phá sẽ càng lớn ví dụ như tôi đã tu luyện rất nhiều loại lực lượng cao duy nắm giữ được ba loại lực lượng cao duy bổ trợ cho nhau ngay cả loại quả vũ trụ mà cậu đã cho tôi cũng là con đường khám phá một loại lực lượng cao duy khác sau khi chứng thực trên mọi phương diện con đường đột phá sẽ càng trở nên rõ ràng bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim hứa cảnh minh âm thầm thán phục tích lũy của xích mông quả thực quá khủng bố cho dù tất cả mọi người biết rõ việc trở thành sinh mệnh cao duy khó khăn đến nhường nào nhưng ai nấy đều lạc quan với khả năng đột phá của ông ta tôi tin tưởng cậu trong tương lai sẽ càng ưu tú hơn cả chính tôi phó viện trưởng xích mông mỉm cười bên cạnh niềm tin bản thân sẽ sớm trở thành cường giải trí cao ông ta cũng nhìn khắp thời đại ngày nay cảm thấy chỉ một mình hứa cảnh minh có nhiều khả năng trở thành cường giải trí cao tương đương với mình thế giới tại không gian cao duy rất tàn khốc ba vị trí cao còn tồn tại của tộc đàn nhân loại chính là những sinh mệnh cao duy đạt tới cảnh giới vĩnh hằng còn những sinh mệnh cao duy yếu kém đã chết cả rồi Vậy nên, phó viện trưởng Xích Mông hy vọng mình có càng nhiều đồng đội càng tốt, mỗi một người càng mạnh càng hay, bọn họ nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể cùng đi được xa hơn. Trong không gian cao duy, những sinh mệnh cao duy đến từ cùng một tộc đàn nhân loại mới là đáng tin nhất. Hứa Cảnh Minh, tôi nhắc nhở cậu một câu, Tổng thư ký Hắc Thiên nói, chiến y nguyên sơ số 9 vốn có sở trường ở hai lĩnh vực thời không và ngôi sao nguyên sơ, nếu cậu muốn gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn thì nhất định phải nỗ lực ở hai lĩnh vực này. Tôi hiểu rồi, Hứa Cảnh Minh gật đầu, Viện trường đã dồn nén tâm huyết cả đời vào bí tịch phòng đoán ngôi sao nguyên sơ, vậy nên tất cả chiến y nguyên sơ được đánh số, kể cả khi nó có khuynh hướng về phương diện nào đi nữa, thì đều phù hợp với mạch truyền thừa phỏng đoán ngôi sao nguyên sơ. Chiến y nguyên sơ số 9 chủ yếu tập trung vào phương diện thời không vào ngôi sao nguyên sơ. Tin tức về thành tựu đột phá của cậu đã được cập nhật trong kho dữ liệu của viện nghiên cứu nguyên sơ rồi. Tôi tin rằng các thành viên chính thức của viện nghiên cứu sẽ sớm biết chuyện này. Phó viện trưởng Xích Mông nói, Liên minh nhân loại vũ trụ, Liên minh sau ngô cầu và nền văn minh trái đất cũng sẽ biết chuyện cậu đã đột phá thành sinh mệnh bản nguyên cấp mình ngay thôi. Vâng, hứa cảnh minh bất đắc dĩ nói, tôi hiện đã nhận được rất nhiều thư chúc mừng từ mọi người, ắt hẳn sẽ còn tiếp tục bận rộn trong mấy ngày tiếp theo. Đột phá lên cấp 10 là một sự kiện trọng đại của mỗi sinh mệnh bản nguyên, cậu bận rộn một chút cũng là chuyện bình thường, Tổng thư ký Hắc Thiên cười nói. Dù gì thì việc đột phá lên cường giả truyền thuyết vũ trụ hay là sinh mệnh cao duy cũng quá xa vời, vậy nên cấp 10 gần như là cực hạn của một đời sinh mệnh bản nguyên, vì lẽ đó, ai nấy đột phá thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 cũng sẽ tổ chức buổi lễ chúc mừng vừa lớn vừa long trọng cái gì đại nhân hứa cảnh minh đột phá lên cấp 10 sao nhanh như vậy sao nền văn minh trái đất chúng ta đã sản sinh ra sinh mệnh bản nguyên cấp người rồi ư sau khi nền văn minh trái đất biết được tin tức này tất cả mọi người dân đều lập tức sụp sôi mỗi một hành tinh hành chính hành tinh khoáng sản thậm chí là nhiều phi thuyền đang lang thang trong vũ trụ cũng bắt đầu đón nhận tin tức trọng đại này đại nhân ngô minh nguyên lão chấp chính của liên minh sao ngô câu vị lãnh tụ vĩ đại nhất của nền văn minh trái đất đã chính thức đột phá, trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10, liên minh nhân loại vũ trụ, liên minh sao ngô câu, toàn bộ các liên minh sao ở 34 vực vũ trụ, hàng chục nghìn tổ chức, tập đoàn gửi thư tới chúc mừng, phía chính phủ đưa tin liên tục, vô số người dân cũng đang kích động giao hò. Tại thế giới ảo, Hứa Cảnh Minh, Lê Miểu Miểu, Hứa Lê Tinh, hai vợ chồng Hứa Hồng, hai vợ chồng Lê Thần An và cụ Hứa tập trung lại với nhau, tổ chức tiệc nướng ngoài trời để ăn mừng sự kiện đột phá của Hứa Cảnh Minh bởi vì hứa cảnh minh còn đang đóng quân ở bên ngoài vậy nên cả nhà chỉ đành gặp nhau ở thế giới ảo mình chỉ vừa đột phá chưa bao lâu mà các vực vũ trụ trong liên minh nhân loại vũ trụ đã nắm bắt tin tức rồi sao hứa cảnh minh bùi ngồi than thở hiệu suất của mạng thế giới ảo rất cao đấy còn nghe nói các thành viên bên ngoài của viện nghiên cứu nguyên sơ cô đảo thời không và tháp học vĩnh hằng chiêu mô cũng thường phải mất gần cả nghìn năm mới trở thành sinh mệnh bản nguyên vậy mà cha đã đột phá cả cấp 10. hứa lê tinh không khỏi cảm thán cô biết cha mình rất lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại như thế này cha chỉ mới hơn 200 tuổi, vậy mà đã trở thành sinh mạnh bản nguyên cấp người rồi, hứa cảnh minh mỉm cười, cũng tạm tạm thôi, cha ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng rất đắc ý đúng không, hứa lê tinh than thở, tại sao cha giỏi ra như thế, còn con lại gặp nhiều khó khăn trong hành trình tu luyện phương pháp tiến hóa đến vậy, cha con cũng thường giảng giải cho con, nhưng con không lĩnh ngộ được đấy thôi, lê miều miều lắc đầu, hứa cảnh minh cũng bó tay, đối với một vấn đề cực kỳ đơn giản, hắn đã giảng giải nó một, hai, ba, bốn, năm, cả mười lần nói huỵch toẹt đến từng chi tiết rồi nhưng con gái vẫn cứ hiểu sai thật sự là khó lắm được chưa ạ à? hứa lê tinh bất đắc dĩ nói cứ từ từ là được con đừng gấp hứa cảnh minh an ủi nhưng trong lòng lại thầm khẳng định con gái nhà mình giỏi hơn rất nhiều so với con trai tiano của phó viện trưởng xích mông dù sao đi nữa cô bé vẫn là một hạt giống rất xuất sắc ở giai đoạn sinh mệnh hành tinh có thể tự mình đột phá lên sinh mệnh tinh không khi tuổi đời còn rất trẻ vũ trụ mênh mông vô số thiên hà rất nhiều thiên tài so với vô số thiên tài trong vũ trụ con gái của hắn quả thật có thua kém một chút, hứa cảnh minh cũng chấp nhận sự thật rằng thiên phú của con gái không bằng mình. chuyện này cũng rất bình thường, xét trong lịch sử tộc đàn nhân loại trong vũ trụ, những người nổi bật như xích mông hay là hứa cảnh minh ít tới nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. tia no và hứa lê tinh muốn đi xa hơn cha mình vốn là chuyện có xác suất cực thấp. lúc này tia no đang ngồi ở bàn làm việc, đối mặt với vô số báo cáo tài chính trên quang ảnh, nhưng hoàn toàn không có tâm trạng đọc chúng. hứa cảnh minh trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10 rồi à? tia no day thái dương, có chút không hiểu nổi tốc độ đột phá kinh khủng thật, thậm chí còn nhanh hơn cả cha mình. Mình đã sớm nhận ra người này có tiềm lực rất lớn, nhưng không ngờ, tiềm lực này còn lớn hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Có lẽ nào hắn muốn trở thành cường giải trí cao sao? Tiano cảm giác không thở được, người thanh niên mà hắn từng dẫn dắt sẽ dần dần trưởng thành, tiến bước trên con đường trở thành sinh mệnh cao duy sao. Ai cũng nói mình không có thiên phú trên con đường tiến hóa, nhưng mình đã từng đấu ngang cơ với hứa cảnh minh đấy chứ. Trên bảng xếp hạng tinh không của nền văn minh trái đất, mình chính là người xếp ngay sau hứa cảnh minh. Tiano nghĩ ngợi, Chờ đến ngày hắn trở thành sinh mệnh cao duy, mình sẽ lấy những đoạn video chiến đấu giữa mình và hắn tại nền văn minh trái đất lúc đó để khoe khoang. Tiano càng nghĩ càng thích thú. Sau khi Lưu Nã tinh kế thừa ngôi vị hoàng đế của nền văn minh nguyên tinh, Lưu Nã Đạc cũng nương theo chiều gió, trở nên cao quý hơn rất nhiều suy cho cùng. Chi nhánh của Lưu Nã tinh có quá ít người, bản thân hắn ta không thể tự làm tất cả mọi chuyện, cần phải giao lại rất nhiều sự vụ cho cấp dưới. Lưu Nã Đạc là em trai ruột, tất nhiên là cũng nắm giữ một phần quyền lực cô hãy nói về những gì đã xảy ra gần đây trong 34 vực vũ trụ. Lưu Nã Đạc ngồi bắt chéo chân ở trên bảo tọa, nhàn nhã tận hưởng lực đạo xoa bóp mềm mại từ đôi bàn tay của hai cô gái cánh chim ở phía sau lưng, tìm hiểu các sự kiện lớn trong vực vũ trụ của liên minh nhân loại vũ trụ, chuyện là chuyện phải làm mỗi ngày của lương Nã Đạc, nhưng hắn ta quá lười xem quang ảnh, cho nên cứ để nữ trợ lý sinh đẹp báo cáo cho mình. Một nữ trợ lý có cái đuôi mềm cung kính nói, đại nhân, rất nhiều sự kiện đã xảy ra ở các vực vũ trụ trong 22 giờ qua, nhưng sự kiện quan trọng nhất chính là việc đại nhân ngô minh của nền văn minh trái đất đã chính thức đột phá trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp người vua lưu nã đạc vốn đang bắt chéo chân ngồi ơn thoải mái nhưng khi nghe được tin tức này thì lập tức bật dậy ngay cô nói cái gì lưu nã đạc nhìn chằm chằm vào nữ trợ lý xinh đẹp đại nhân ngô minh đột phá thành sinh mệnh bản nguyên cấp người nữ trợ lý hơi hồi hộp cút cút hết cho tôi đi lưu nã đạc buồn phiền nhíu mày phất tay một cái tất cả cô gái xung quanh đều lưu ra ngoài lưu nã đạc lập tức ấn vào quang ảnh cẩn thận kiểm tra thông tin chi tiết ở trên đó. Sau khi hứa cảnh minh đột phá lên cấp 10, Viện Nghiên cứu Nguyên Sơ đã cập nhận kho dữ liệu của mình, từ đó lan truyền thông tin này khắp mọi ngóc ngách trong vũ trụ. Hắn trở thành sinh bệnh bản nguyên cấp 10 nhanh như vậy sao? Lư Nã Đạc hơi căng thẳng, hắn ta suy nghĩ một lát rồi liên lạc với anh mình. Vô, một bóng người xuất hiện trong quang ảnh, đó chính là Lưu Nã Tinh trong bộ áo bảo màu đen cao quý lộng lẫy. Lưu Nã Tinh nhìn Lưu Nã Đạc, anh à, Lưu Nã Đạc nhún nhường, anh ắt hẳn cũng biết chuyện của Hứa Cảnh Minh rồi chứ? Lưu Nã Tinh lạnh lùng nói, cậu cứ tặng cho hắn một món quà theo quy tắc, cũng không cần cầu kỳ, cứ như bình thường là được. Ngoài ra, cậu đừng làm chuyện gì cả, đừng tiếp xúc với hắn, em nào dám chọc vào hắn chứ, hắn đừng đụng tới em là tốt lắm rồi. Lư nã đạc nói, lư nã tinh gật đầu, cậu hiểu được là tốt, bóng người trong quang ảnh lập tức biến mất. Tại vực vũ trụ thiên mãng xa xôi, hứa cảnh Minh đang đứng giữa tinh không hoang vắng, hắn đã sớm rời khỏi viện nghiên cứu nguyên sơ và trở về đây. Mình phải mau chóng làm quen với sức mạnh bản thân sau khi đột phá cấp 10, cũng không biết liệu thủ thuật bước đi cao duy hiện giờ của mình có thể lần theo dấu vết của quân chủ mạt hữu được hay không nói đến cùng hứa cảnh minh cũng chỉ mới vừa đột phá còn chưa có nhận thức chính xác về sức mạnh của bản thân trên mọi phương diện hắn phải lần lượt thử nghiệm mới xác định được mình sẽ thử bước đi cao duy trước đây là biện pháp duy nhất để truy tìm ra dấu vết quân chủ mạt hữu thế giới ác mộng tích hợp vào vũ trụ thật phải sử dụng thủ thuật cao duy mới có thể dò xét được vết tích của nó hứa cảnh minh cẩn thận lĩnh hội sự khác biệt so với lúc còn là sinh mệnh bản nguyên cấp 9. sau khi thể sinh mệnh lột xác tuy cảnh giới tâm linh vẫn như trước nhưng lực lượng tâm linh có thể bộc phát thì đã mênh mông khổng lồ hơn nhiều dầm ầm ầm bộ não của sinh mệnh bản nguyên cấp 10 bộc phát lực lượng tâm linh sau đó tích hợp nó vào chiến y nguyên sơ số 9. trước đó hứa cảnh minh cảm thấy bộ chiến y này sở hữu tiềm lực vô hạn nhưng bây giờ mới có thể xác định được cực hạn của nó mặc dù hắn tạm thời không thể phát huy một trăm sức mạnh từ nó nhưng ít ra cũng khoảng sáu mươi thật ra chiến y nguyên sơ lại đánh số chủ yếu được phân phối cho sinh mệnh bản nguyên cấp 10. đối với cường giả truyền thuyết vũ trụ thì sao bọn họ vốn đã tự lĩnh hội được lực lượng cao duy, bắt đầu đi theo con đường riêng của mình, không cần mượn dùng lực lượng cao duy. Vì lẽ đó, các cường giả truyền thuyết vũ trụ thường sử dụng những món vũ khí cao duy, còn chiến y nguyên sơ được đánh số chỉ là lớp hoa văn theo trên vải cấm bạc thôi. Hiện giờ, mình đã có thể 60% sức mạnh của chiến y nguyên sơ. Một khi lực lượng tâm linh đạt tới tầng thứ 11 của quan tưởng Pháp, mình ắt hẳn sẽ phát huy 100%, hứa cảnh minh nghĩ thầm, bất quá, 60% sức mạnh cũng đã rất lớn, rời khỏi phương thời không này thôi. Âm, uhm. lúc này, Hứa Cảnh Minh có thể điều khiển được một cỗ sức mạnh rất kinh khủng, hoàn toàn khác hẳn so với lúc hắn còn là sinh mệnh bản nguyên cấp 9, phảng phất như một con lươn nhỏ biến thành một con rồng thần. Trong nháy mắt, Hứa Cảnh Minh thoát khỏi ràng buộc của các tầng lớp thời không, tiến vào không gian cao duy, quan sát vũ trụ thực dưới hình dáng của một mô hình to lớn, phạm vi góc nhìn cao duy đã được mở rộng, đường kính đạt đến 1087 năm ánh sáng. Hứa Cảnh Minh trầm trồ than thở, đây mới thật sự là góc nhìn cao duy. Trước đó, mình chỉ có thể quan sát trong phạm vi 10 năm ánh sáng, không ít cao thủ nắm giữ lực lượng cao duy đều có thể chạy thoát trong tích tắc chủ nhân ngài đã từng gắng gượng lắm mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc của vũ trụ thực thậm chí còn không dãy ra khỏi các lớp thời không tại không gian vũ trụ phụ thuộc tiểu cửu trả lời lúc đó ngài mới đạt tới ngưỡng cửa đương nhiên chỉ có thể quan sát một phạm vi rất nhỏ còn bây giờ đây mới là góc nhìn cao duy bình thường của chiến y nguyên sơ số 9. hứa cảnh minh cười nói ta hiểu rồi ngươi muốn ám chỉ ta của trước đây quá yếu chủ nhân chỉ dựa vào thể sinh mệnh bản nguyên cấp 9, vậy mà đã có thể điều động sức mạnh của chiến y nguyên sơ để tiến vào không gian cao duy điều này chứng tỏ ngài quả thực rất đáng gờm tiểu cửu lập tức tầng bốc người đừng nịnh nọt hứa cảnh minh thử nghiệm thủ thuật bước đi cao duy thêm vài lần nữa bắt đầu hạng mục tiếp theo đi xuyên qua thời không hứa cảnh minh vừa cất bước trong tinh không hoang vắng liền rời khỏi phạm vi vực vũ trụ thiên mãng đi tới một khoảng không đen tối khoảng cách dài nhất của thủ thuật đi xuyên qua thời không là bảy tỷ năm ánh sáng hứa cảnh minh khẽ gật đầu mình phải thử nghiệm tính ổn định của chiêu thức này mới được bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim, oành, nguyên lực xung quanh chấn động, từng lớp thời không nổ tung, tạo ra những dung chuyển vô cùng mãnh liệt, trong môi trường thời không bất ổn như thế, hứa cảnh minh vẫn có thể đi xuyên qua thời không một cách thoải mái, chấn áp thời không, thời không vốn đang rung động dữ dội bỗng nhiên bị áp chế trong nháy mắt, và trong tình huống đó, hứa cảnh minh vẫn có thể miễn cưỡng đi xuyên qua thời không, hắn liên tục thử nghiệm, hết lần này tới lần khác, từ đông đặc, chấn động, nổ tung, hỗn loạn, trục xuất thời không cho đến lao tù vũ trụ lĩnh vực thủy triều lĩnh vực vô tận nghìn vạn tê laser. dưới lực tác động của đủ loại chiêu thức khác nhau hứa cảnh minh vẫn có thể đi xuyên qua thời không như thường cho dù môi trường xung quanh có ác liệt tới mức nào thì hắn cũng có thể miễn cưỡng xâm nhập vào một lỗ sâu thời không cho phép bản thân đi xuyên qua ngay lập tức mình đã dùng hết mọi chiêu thức thậm chí nhốt cả bản thân vào lao tù thời không mà vẫn có thể kịp thời chui vào một lỗ sâu thời không hứa cảnh minh thán phục chủ nhân Hai chiêu thức mà ngài thông thạo nhất là bước đi cao duy và đi xuyên qua thời không đều đã được nâng cao trên diện rộng. Theo kinh nghiệm của ta, nếu không có rào cản hình thành từ lực lượng cao duy thì ngài gần như có thể đi xuyên qua thời không trong tất cả tình huống. Tiểu cửu nói, với kinh nghiệm phối hợp với nhiều đời chủ nhân, tiểu cửu đã đưa ra đánh giá khách quan dựa trên uy lực mà hứa cảnh minh đang thể hiện vào lúc này. Nếu có rào cản hình thành từ lực lượng cao duy, thì ta không thể tiến vào lỗ sâu thời không sao. Hứa cảnh minh đã hiểu, khi đó, người có thể thi triển bước đi cao duy. Tiểu cửu nói, trong số những chiến y được đánh số, ta là kẻ chạy nhanh nhất hứa cảnh minh mỉm cười đúng thế một khi hắn có thể phối hợp nhuần nhuyễn giữa hai chiều thức đi xuyên qua thời không và bước đi cao duy thì ngay cả cường giả truyền thuyết vũ trụ cũng khó lòng cản trở được mình cũng phải thử nghiệm uy lực của những chiều thức khác hứa cảnh minh bắt đầu thi triển từng chiêu một xác minh thực lực thực sự của bản thân nửa tiếng sau vù, một con mãng xà màu đen dài cả trăm triệu km bắt đầu nhồm dậy hứa cảnh minh thì đứng trên phần đầu to như một hành tinh của nó sau khi đột phá cấp 10 của phương pháp tiến hóa thiên mãng hứa cảnh minh có thể dễ dàng điều động nguyên lực vũ trụ để tạo dựng nên một thiên mãng tuy nhiên hắn đã tận dụng sức mạnh của chiến y nguyên sơ trong lúc tạo dựng vậy nên con thiên mãng này mới khổng lồ như thế chủ nhân tôi đã có đánh giá chính xác về uy lực của tất cả chiêu thức tiểu cửu nói hứa cảnh minh gật đầu bắt đầu xem qua những chiêu thức được liệt kê rõ ràng trên quang ảnh ở trước mắt hắn bước đi cao duy truyền thuyết vũ trụ đi xuyên qua thời không truyền thuyết vũ trụ nguyên điểm liệt giải truyền thuyết vũ trụ thiên mãng cực hạn cấp mười mê cung thời không cực hạn cấp 10, lao tù vũ trụ, cực hạn cấp 10, khe hở vũ trụ, cực hạn cấp 10, lĩnh vực vô tận, cực hạn cấp 10, laser, xe, cực hạn cấp 10, lĩnh vực thủy triều, cực hạn cấp 10, chôn vùi vật chất, cực hạn cấp 10, dòng sông thời gian, đỉnh cấp 10, hứa cảnh minh quan sát, hắn gật đầu, rất nhiều chiêu thức không hề được nâng cao, nhưng nhiều nguyên lực vũ trụ khổng lồ, uy lực của chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn, hệt như hiện tượng quả cầu lửa, nếu chỉ có một quả cầu lửa thì uy lực cũng có hạn, nhưng nếu cả trăm cả nghìn quả cầu lửa tập trung lại một chỗ thì uy lực tự nhiên sẽ tăng vọt sao chiều thức truyền thuyết vũ trụ lại không được phân chia cấp độ rõ ràng hứa cảnh minh thắc mắc cũng giống như các quân chủ ngục tộc tích hợp vật phẩm cao duy bọn họ cũng được xếp loại từ thấp tới cao chủ nhân tôi có một cơ sở dữ liệu chi tiết liên quan đến một phương vũ trụ này có thể đưa ra phán đoán chính xác về những chiêu thức ở đây tiểu cử trả lời nhưng lực lượng cao duy lại đa dạng phong phú muôn màu muôn vẻ thậm chí một vài chiêu thức trông có vẻ rất yếu nhưng thật ra lại rất đáng sợ vì lẽ đó tôi chỉ có thể xếp tất cả những chiêu thức lực lượng cao duy vào cấp độ truyền thuyết vũ trụ còn chủ nhân phải tự mình đánh giá về mức độ uy hiếp của chúng hứa cảnh minh gật đầu sau bao nhiêu gian nan mình cuối cùng cũng có được một chiêu thức tấn công cấp độ truyền thuyết vũ trụ hứa cảnh minh vươn tay ngưng tụ ra một cây trường thương sau đó tùy ý chữa mũi nhọn về phía mảnh tinh không trước mặt ngay lúc đó một cỗ sức mạnh kinh khủng đâm xuyên qua tất cả các lớp thời không tạo thành một lỗ thủng lan tràn ra bốn phía trải rộng khắp phạm vi mười mấy km phía bên ngoài lỗ thủng vũ trụ này là một mảnh không gian mù mịt xám xịt khiến cho tim hứa cảnh minh đập loạn dạ trong khu vực mù mịt xám xịt kia tất cả mọi thứ đều bị bóc méo nguyên lực tràn vào đó cũng bị chôn vùi đối với chiêu thức nguyên điểm liệt giải khi toàn bộ uy lực hội tụ về một chỗ thì mới có thể tạo ra sức phá hoại mạnh mẽ hứa cảnh minh nghĩ thầm mình phải vận dụng sức mạnh của chiến y nguyên sơ kết hợp với những lĩnh ngộ về thời không thì mới có thể đâm ra một nhát thương như thế khuyết điểm là phạm vi quá nhỏ hứa cảnh minh hiểu rõ tuy rằng lỗ thủng lan rộng ra hơn 10 km nhưng hắn thật ra chỉ mới đâm xuyên qua một chút Chiêu thức giết địch thế này có lẽ là yếu nhất trong số các thủ đoạn công kích bằng lực lượng cao duy. Hứa Cảnh Minh nghĩ thầm, nhưng mình có thể phối hợp nó với bước đi cao duy và đi xuyên qua thời không, hành tẩu xuất quỷ nhập thần, liên tục tập kích chém giết, nhất định sẽ phát huy được lực uy hiếp nhất định. Lúc trước, Hứa Cảnh Minh luôn luôn tránh xa những cao thủ ngục tộc nắm giữ lực lượng cao duy, nhưng bây giờ hắn đã có thể đọ sức một trận với những kẻ đó. Ngôi sao Phương Thành, sau khi kiểm chứng được sức mạnh của bản thân xong xuôi, Hứa Cảnh Minh trở về ngôi sao Phương Thành, hội hợp với sư huynh Ba Tuân, sư đệ ngô minh ma tuân đang mặc áo choàng dài trắng toát trên người mỉm cười nói cậu chỉ mới tu luyện phương pháp tiến hóa 222 năm vậy mà đã trở thành sinh mệnh bản nguyên cấp 10. tôi quả thực rất bái phục cậu hôm nay tôi đã nhận được hơn cả triệu lá thư chúc mừng hứa cảnh minh mỉm cười đáp lại hắn đã tê liệt cảm xúc trước đủ loại chúc mừng từ tất cả các sinh mệnh bản nguyên cấp 10, rất nhiều sinh mệnh bản nguyên cấp 9, cùng với những thế lực khắp nơi có thư thì đương nhiên cũng sẽ có quà sinh mệnh bản nguyên cấp 9 không quá dư giả biếu ít tiền hơn còn các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 thường sẽ gửi quà mừng là 1.000 tỷ vũ trụ tệ. Hứa Cảnh Minh cũng không khỏi chết lặng, tổng giá trị của lượng quà cấp này còn nhiều hơn chiến lợi phẩm mà hắn đã có được trên chiến trường biên giới suốt mấy năm nay. Tất nhiên, cũng bởi vì Hứa Cảnh Minh sở hữu thiên phú quá mức đáng sợ, vậy nên hầu hết các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 mới tặng quà cho hắn, còn một sinh mệnh bản nguyên cấp 10 phổ thông sẽ thu về số lượng quà tặng ít hơn rất nhiều, còn có người ngại ăn mừng nhiều sao? Mà Tuân lắc đầu, khi tôi kế thừa ngôi vị hoàng đế, chưa chắc đã nhận được nhiều lời chúc mừng như cậu đâu. À phải rồi, cậu vừa đột phá lên cấp 10, át hẳn sẽ có một vài ngày nghỉ theo quy tắc đúng không? Đúng thế, Hứa Cảnh Minh gật đầu, viện nghiên cứu cho tôi nghỉ phép, để tôi từ từ tích lũy sức mạnh, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn nên tiêu diệt quân chủ mặt hữu trước đã. Cậu nắm chắc rồi à? Hai mắt Ma Tuân sáng lên, cũng đúng, cậu đã có thể thi triển bước đi cao duy khi còn là sinh mệnh bản nguyên cấp 9, bây giờ cậu đã đột phá cấp 10, át hẳn sẽ phát huy uy lực của vật phẩm cao duy ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Hứa Cảnh Minh nói, Tôi vẫn chưa xác định quân chủ mà hữu có thể chạy trốn được bao xa khi thế giới ác mộng hoàn toàn tích hợp vào thế giới thực, nhưng tôi cảm thấy mình có khả năng lần ra dấu vết của hắn, thế là đủ rồi. Mà tuân gật đầu, hai chúng ta cùng phối hợp với nhau, hắn ta không trốn thoát được đâu. Sư huynh tang cần ra tay mấy lần, hứa cảnh minh hỏi, nếu hắn ta tập trung chạy trốn, thì chắc là mười mấy lần, nếu hắn ta nổi điên, muốn chiến đấu trực diện với tôi, thì chỉ cần vài lần là được. Mà tuân nói, hứa cảnh minh gật đầu, bước tiếp theo, chúng ta sẽ chờ hắn ta hành động, hắn ta càng lúc càng điên cuồng, Chắc chắn sẽ ra tay trong vòng vài tháng tiếp, sau khi giết được hắn ta, tôi đã có thể tới chiến trường với thần tộc hư không. Dẫu sao thì Ma Tuân cũng là người đứng đầu trong số các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 ở viện nghiên cứu Nguyên Sơ, nếu không phải do quân chủ Mạt Hữu mất kiểm soát, thì viện nghiên cứu đã không điều động ông ta tới đây. Hai người Ma Tuân và Hứa Cảnh Minh chưa chờ được tin ngục tộc ra tay đánh cướp, thì đã hay tin sư huynh giàn phục sinh. Sư huynh giàn phục sinh ư? Hứa Cảnh Minh đang tập trung học tập trong thư phòng, bỗng nhận được tin nhắn từ sư huynh ất tử, "Tôi tới ngay." Hứa Cảnh Minh và ất tử gặp nhau ở mạng thế giới ảo sau đó cùng tới thăm không gian cá nhân của sư huynh giản tại một không gian tràn ngập phong cảnh tự nhiên xinh đẹp yên tĩnh bao gồm một ngọn núi phổ thông và một tòa nhà bằng đá xanh nằm dưới chân núi sư huynh giản cũng đang sống trong tòa nhà bằng đá xanh đó sư huynh giản sư đệ giản lúc này sư huynh giản mới đi ra khỏi cửa để lộ ý cười hiếm hoi chủ động chào đón bọn họ sư huynh ất tử sư đệ ngô minh suy cho cùng bọn họ cũng đã ở cùng nhau gần trăm năm vậy nên tình cảm giữa ba người vô cùng sâu sắc cậu phục sinh rồi mà cũng chẳng báo cho bọn tôi ngay ất tử nói Mãi đến khi tôi nghe nói chủ tháp của tháp học Vĩnh Hằng trở về một thời gian ngắn, phục sinh rất nhiều sinh mệnh bản nguyên đã chết, tôi mới đoán được cậu đã phục sinh. Tôi cũng vừa được phục sinh chưa bao lâu, còn đang nghĩ tới trận chiến trước đó. Sư huynh giản giải thích, sư huynh giản nghênh đón hai người vào trong sân nhà, bọn họ cùng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá dài, lần lượt lấy rượu ngon mỹ thực và hoa quả bánh ngọt, sau đó vừa ăn uống vừa tán gẫu như những năm tháng trước đây. Cậu nghĩ ra chuyện gì rồi? Ất tử uống rượu rồi nói, lực lượng tâm linh của tôi không đủ mạnh. Sư huynh giản nói, tôi sở hữu lực lượng tâm linh đạt tới tầng 11, nhưng chỉ có thể gắng gượng duy trì sự tỉnh táo, phát huy một phần nhỏ sức mạnh khi rơi vào vực sâu trong con mắt kia. Ngược lại, tuy rằng sư huynh ất tử cũng bị nhốt trong con mắt kia, nhưng ông vẫn có thể bộc phát sức mạnh của mình. ất tử gật đầu, đúng thế, chỉ cần tâm linh đủ mạnh mẽ, chúng ta sẽ có thể chống cự lại lực lượng ác mộng. Một khi lực lượng tâm linh đạt tới cảnh giới cao duy, sư huynh có thể quan sát không gian cao duy, lý giải khái niệm cao duy, cũng sẽ có càng nhiều hy vọng đạt đến cảnh giới truyền thuyết vũ trụ. Hứa cảnh minh cũng lên tiếng đúng vậy nhưng thực sự rất khó để thúc đẩy tâm linh đạt đến cảnh giới cao duy sư huynh giản nói hứa cảnh minh nhìn hắn ta con đường trở thành sinh mệnh cao duy bao gồm ba bước đạt đến cảnh giới cao duy trên phương diện tâm linh từ lĩnh ngộ lực lượng cao duy của bản thân và đắp nạn thể sinh mệnh cao duy bước này khó hơn bước kia ngay cả mỗi bước đạt đến cảnh giới cao duy trên phương diện tâm linh cũng đã vây khốn không biết bao nhiêu người mình tu luyện phương pháp tiến hóa hơn 200 năm được coi là thiên tài hàng đầu trong lịch sử tộc đàn nhân loại nhưng trong hơn 200 năm này mình cũng chỉ có thể thúc đẩy lực lượng tâm linh đến tầng thứ 10. Hứa cảnh minh nghĩ thầm, đối với những sự tình liên quan đến lực lượng tâm linh, chúng ta không thể sốt ruột được đâu. Bạn đang xem vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Ất tự đặt ly rượu xuống rồi nói, tổng số lượng sinh mệnh bản nguyên cấp 10 của tộc đàn nhân loại trong vũ trụ chúng ta đã vượt qua 50.000 người, nhưng những người sở hữu lực lượng tâm linh đạt tới cảnh giới cao duy thì không đủ 100 người. Hầu hết bọn họ đều đã tu luyện hơn 50.000 năm, tích lũy sâu dày, thì mới thúc đẩy tâm linh đạt tới cảnh giới cao duy. Tôi biết điều này sư huynh giàn gật đầu nhưng cũng có những người vô cùng ưu tú ví dụ như phó viện trưởng xích mông và sư tỷ nguyên nhất bọn họ đều chỉ mất mấy nghìn năm là đã sở hữu lực lượng tâm linh đạt tới cảnh giới cao duy tính đến nay tôi đã tu luyện qua mười nghìn năm hơn nữa còn đã trải qua sự cố cải tử hoàn sinh lần này vậy nên tôi quyết định rằng mình sẽ tập trung vào phương diện tâm linh nhiều hơn nữa cậu tập trung bằng cách nào ất tử hỏi tôi chuẩn bị nghiên cứu thêm phần hắc ám một trong chín phần cốt lõi của bí tịch truyền thừa phòng đoán ngôi sao nguyên sơ sau đó thử nghiệm quan tưởng pháp của phần hắc ám này sang sao Sư huynh giản khẽ nói, trước đó, tôi chỉ coi phỏng đoán ngôi sao nguyên sơ là tài liệu tham khảo, nhưng vực sâu trong con mắt của quân chủ mặt hữu đã mang lại một nhận thức mới về phần hắc ám cho tôi. Nghiên cứu đồng thời ư, hứa cảnh minh hơi đam chiêu, phó viện trưởng xích Mông đang đi con đường nghiên cứu đồng thời đấy, ông ta thậm chí còn thành công sở hữu được ba loại lực lượng cao duy khác nhau. Sư huynh giản nói, sư huynh ất tử, ông chẳng phải cũng đang nghiên cứu đồng thời hai đồng sao. Ất tử gật đầu, đúng vậy, cậu đã tu luyện lĩnh vực cương tới cực hạn cấp 10 rồi muốn nghiên cứu thêm con đường khác cũng là chuyện bình thường nhưng tôi không khỏi bất ngờ khi biết cậu lựa chọn phần hắc ám sư huynh giàn để lộ một tiêu u ám trong đôi mắt khẽ nói khi thấy vực sâu trong con mắt kia tôi cảm thấy lĩnh vực hương và hắc ám rất phù hợp với nhau hứa cảnh minh lắng nghe sư huynh giàn tích lũy đủ rồi mới bắt đầu nghiên cứu con đường thứ hai mà hắn chỉ mới đột phá lên cấp 10, còn lâu mới đạt đến cực hạn cấp 10 của phần quang tuyến tất nhiên là không phù hợp để nghiên cứu thêm con đường khác sư đệ ngô minh sư huynh giàn nhìn hứa cảnh minh cậu đột phá lên cấp mười chắc là đã nâng cao phạm vi của bước đi cao duy rồi đúng không cậu xác định có thể truy tìm được dấu vết của mạt hữu không tôi quả thực đã tiến bộ rất nhiều nhưng để xác định có thể truy tìm được mạt hữu hay không thì phải ra tay mới biết được hứa cảnh minh nói mạt hữu đang bị đồng hóa bởi đôi mắt kia vẫn còn gia tăng sức mạnh một cách đáng kể vậy nên cậu phải cẩn thận đấy ất tử nói cho dù cậu đã đột phá thực lực có thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia nhưng đừng bao giờ chìm sâu vào trong đó một khi bị nhốt trong con mắt rồi nhìn thấy vực sâu ở đó cậu sẽ bị ảnh hưởng cả đời đấy ảnh hưởng cả đời hứa cảnh minh hơi đăm chiêu bởi vì khi nhìn thấy vực sâu nó đã là một phần của ký ức cho dù cậu chết rồi sống lại thì vẫn giữ nguyên cái ký ức đó ất tử nói ví dụ như sư huynh giản của cậu đây này hắn chỉ nhìn vực sâu kia một lần mà đã quyết định nghiên cứu thêm phần hắc ám tôi chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa giản mỉm cười tôi vẫn có chút niềm tin vào bản thân nhưng sư huynh ất tử nói đúng đấy sư đệ ngô minh không thích hợp nhìn thấy vực sâu trong con mắt kia lực lượng tâm linh đạt tới tầng 11 cũng chỉ có thể gắng gượng giữ được lý trí lực lượng tâm linh đạt tới tầng 11 mới không bị ảnh hưởng. Hứa Cảnh Minh gật đầu, hai người yên tâm, tôi biết lượng sức, hắn vẫn biết rõ mình mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào. Sau hơn nửa tháng kể từ khi sư huynh giản được phục sinh, một chiếc phi thuyền hình dẹt đi tới vực vũ trụ thiên mãng, quân chủ Mạt Hữu và phân đội ngục tộc do hắn ta lãnh đạo đang ở trong phi thuyền này. Các đội viên ngục tộc đều cảm thấy hồi hộp, chỉ biết trao đổi ánh mắt với nhau. Quân chủ Mạt Hữu hiểu rõ người chấn thủ thần bí có thể chém giết chúng ta với tốc độ cực nhanh, thế nhưng cứ tổ chức đánh cướp hết lần này tới lần khác, quân chủ Mạt Hữu không chết được, nhưng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hiệu suất chém giết siêu cao của Hứa Cảnh Minh đã khiến ngục tộc gần như không còn dám đánh cướp với quy mô nhỏ, nhưng sau khi quân chủ Mạt Hữu bị điên, hắn ta lại tổ chức đánh cướp liên tục, đẩy đám thuộc hạ vào trạng thái căng thẳng tột độ. Các người cứ làm theo quy tắc cũ, chỉ cần một người trong đội bỏ mạng thì những người khác có thể lựa chọn rút lui. Quân chủ Mạt Hữu hờ hững ra lệnh, lấy áo choàng đỏ sẫm bao phủ lấy toàn thân. Các đội viên cung kính vâng lời, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn ta. Hành động theo kế hoạch đi. Quân chủ Mạt Hữu vừa dứt lời, Liên cất bước rời khỏi phi thuyền vũ trụ đầu tiên những đội viên ngục tộc khác cũng lần lượt bay ra ngoài phi thuyền khổng lồ biến mất sau đó từng chiếc phi thuyền cỡ nhỏ nhanh chóng đi xuyên qua thời không tới địa điểm mục tiêu đã xác định từ trước bắt đầu một trận đánh cướp với quy mô nhỏ hành tinh có sự sống này thịnh vượng thật quân chủ mạt hữu hành sự rất hiên ngang không hề lén lút trước nào trong không gian vũ trụ của một ngôi sao hành chính có dân số hơn 5 tỷ người một đôi mắt xanh lục to lớn với chiều dài lên đến khoảng hàng trăm tỷ km đột nhiên xuất hiện so với nó hành tinh có sự sống với đường kính hơn 20.000 km kia trở nên rất bé nhỏ. Trong vô số sinh mệnh trên hành tinh, một vài người tình có thấy được đôi mắt khổng lồ vượt qua tất cả đó, một vài người lại ở trong phòng hoặc đang ngủ nghỉ, cho nên không thấy được. Nhưng vào thời điểm đôi mắt khổng lồ nhằm vào hành tinh, tất cả sinh mệnh trên hành tinh này, bao gồm cả một sinh mệnh bản nguyên cấp 9 đang đóng quân ở đó, ngay lập tức bị sụp đổ thân thể, ý thức rơi vào thế giới ác mộng, không một ai thoát được. Đôi mắt khổng lồ chớp chớp vài cái, ý thức của hàng tỷ người đó đều bị chôn vùi trong thế giới ác mộng trong vòng 3 giây, sau đó, đôi mắt khổng lồ này biến mất. Đi, hứa cảnh minh và ma tuân nhận được nhiệm vụ liên quan đến quân chủ mặt hữu, chính là bởi vì hắn ta quá điên rồ, hành sự không hề che đậy, cho nên mạng thế giới ảo của hành tinh kia đã phát hiện ra đôi mắt khổng lồ của hắn, hiển nhiên đã phát nhiệm vụ tới tay bọn họ. Hứa cảnh minh dẫn theo ma tuân, tiến hành đi xuyên qua thời không một lần, liền đi tới một nơi cách xa 50 năm ánh sáng, vốt, hứa cảnh minh lại tiến thêm một bước, đưa sư huynh ma tuân vào không gian cao duy. Trong không gian cao duy, Hứa Cảnh Minh điều động sức mạnh khổng lồ của chiến y nguyên sơ số 9 lan rộng ra xung quanh, bắt đầu quan sát được tới khu vực tinh không vũ trụ với đường kính 1087 năm ánh sáng. Tôi thấy rồi, tinh không vũ trụ với đường kính hơn 1000 năm ánh sáng này tựa như một mô hình, tất cả mọi thứ ở trong đó không thể thoát khỏi tầm mắt của Hứa Cảnh Minh. Hứa Cảnh Minh thấy được hành tinh có sự sống yên ắng kia, cũng thấy thế giới ác mộng đang ẩn hình, cũng như quân chủ mặt hữu đang kiên nhẫn chờ người chấn thủ nhân tộc tới chém giết mình. Tôi sẽ xử lý chuyện này, thông qua lực lượng tâm linh, sư huynh Ma Tuân có thể quan sát không gian cao duy có thể do thám tinh không vũ trụ và cũng có thể phát hiện ra thế giới ác mộng ở khoảng cách xa như vậy sư huynh cẩn thận hứa cảnh minh trực tiếp đẩy ông ta từ không gian cao duy đến thế giới ác mộng ồ trong thế giới ác mộng hai đôi mắt xanh lục khổng lồ bỗng mở to đó nhìn chăm chăm vào ông cụ ma tuân mặc áo choàng trắng ma tuân ngươi lại đến nữa sao nào nào mời ngươi đi vào đôi mắt của ta xem thử sức mạnh hiện tại của ta một con mắt to lớn bao trùm phạm vi hàng trăm tỷ km cho dù muốn tránh né cũng không được người lại mạnh hơn rồi ma tuân mỉm cười sau đó chủ động đi vào đó, ngay giây phút ông ta bước vào, ầm, uhm. bởi vì đôi bên đã chiến đấu với nhau nhiều lần trước đó, vậy nên Ma Tuân lập tức bộc phát một ngọn lửa dữ dội thiêu cháy bốn phương tám hướng, khiến cho vực sâu trong con mắt kia cũng phải sụp đổ trong chớp mắt. Suy cho cùng, quân chủ Mạt Hữu vẫn chưa am hiểu nhiều về vực sâu, dễ chịu, dễ chịu thật, một trong hai con mắt khổng lồ chớp chớp vài cái, kiên trì được vài giây rồi xuất hiện vết nứt và bắt đầu vỡ vụn, không hổ là người đứng đầu trong số các sinh mệnh bản nguyên cấp 10 thuộc viện nghiên cứu nguyên sơ giọng nói của mạt hữu vang vọng khắp thế giới ác mộng ta không chơi với ngươi nữa hai con mắt lớn dần dần thu nhỏ nhanh nhẹn thoát khỏi uy lực của ma tuân chúng tựa như những thiên thể va đập vào phương xa phá hủy kết giới phong tỏa vô hình ở xung quanh dễ dàng trốn chạy thêm một lần nữa lúc này hứa cảnh minh đang tập trung quan sát từ trong không gian cao duy chứng kiến toàn bộ quá trình giao đấu giữa quân chủ mạt hữu và sư huynh ma tân ngay khi thế giới ác mộng thoát ra bên ngoài lao tù vũ trụ nó liền tích hợp vào vũ trụ thực vượt qua khoảng cách 232 năm ánh sáng chỉ trong tích tắc nó vẫn còn nằm trong phạm vi góc nhìn cao duy của mình phạm vi quan sát trong không gian cao duy của hứa cảnh minh có đường kính hơn một nghìn năm ánh sáng bán kính hơn năm trăm năm ánh sáng hiển nhiên vẫn bao phủ được cự ly chạy trốn của thế giới ác mộng hứa cảnh minh vươn tay ra dễ dàng với tới bất kỳ nơi nào trong phạm vi quan sát của mình sư huynh tang trông cậy vào ông đấy một bàn tay hư ảo khổng lồ vươn ra từ không gian cao duy túm lấy sư huynh ma tuân rồi ném ông ta tới một vị trí cách xa hơn hai trăm năm ánh sáng hệt như vớt một con thuyền nhỏ trong dòng nước lên rồi đưa tới nơi khác vốt nói thì chậm nhưng hành động túm lấy rồi ném đi này chỉ diễn ra trong tích tắc hả quân chủ mạt hữu vừa chạy đến một vùng tinh không khác thì phát hiện một bóng người giáng xuống và nhảy vào phạm vi thế giới ác mộng của hắn ta như trước đây là hắn ta kinh ngạc ma tuân lại bị đưa tới đây lao tù thời không thiêu hủy hư vô ngay vào lúc xuất hiện sư huynh ma tuân lập tức ra tay dồn hết sức tung chiêu dưới sự bao trùm của lao tù ngọn lửa bùng lên mãnh liệt thiêu đốt khắp nơi trong hai con mắt to lớn chạy lần này quân chủ mạt hữu không muốn rằng có thêm nữa Vừa chống cự ngọn lửa dữ dội vừa tăng hết tốc lực để chạy trốn, trong không gian cao duy, Hứa Cảnh Minh vừa tiến thêm một bước, duy trì khoảng cách 50 năm ánh sáng với quân chủ Mạt Hữu, tiếp tục quan sát toàn bộ chiến trường, khoảng cách trốn chạy dài nhất của Mạt Hữu không vượt qua 300 năm ánh sáng, Hứa Cảnh Minh nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, quân chủ Mạt Hữu năm lần bảy lượt nghĩ đủ mọi cách, cố gắng hết sức để chạy trốn, nhưng lần nào cũng nhìn thấy sư huynh Ma Tuân kịp thời chặn đường mình, lúc này, hắn ta nhận ra mình thực sự không có lối thoát, trong thế giới ác mộng, hai con mắt khổng lồ xanh lục kia nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một tên quân chủ ngục tộc gầy guộc đang mặc áo choàng đỏ sẫm trên người hắn ta nhìn ma tuân nếu đã không trốn thoát được nữa vậy thì ta sẽ đánh cược mạng sống một lần giữa hai chúng ta sẽ có một người phải chết được ngọn lửa đỏ rực bộc phát từ thân thể ma tuân bắt đầu lan rộng ra bốn phía ngọn lửa này có chút đặc điểm của ánh lửa từ ngôi sao nguyên sơ dễ dàng thư dụ lực lượng ác mộng vào hư vô quân chủ mà thiếu chẳng hề để ý tới ngọn lửa đang thiêu đốt kia hắn ta ngẩng đầu nhìn xung quanh thương khách hắc ám ta biết bây giờ ngươi theo dõi nơi này từ không gian cao duy hơn 100 năm trước, ta đã phái ô khắc tới đối phó với người, tiếc là đã thất bại, sau đó, ngươi ảnh hưởng tới ba vực vũ trụ, bây giờ ngươi trốn trong không gian cao duy, thế mà ta không cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, ta chạy hơn 200 năm ánh sáng, ngươi vẫn có thể đưa ma tuân tới gần ta một cách nhanh chóng, quân chủ mạt hữu nói, nếu như ta chết, thì người giết ta chính là ngươi, còn ma tuân chỉ là công cụ của ngươi mà thôi, kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người